like, vào xem like, chia sẻ like giùm em đi mọi người ơi. Nực quá xa. Chào Linh Nguyên nha. Rồi chào mọi người nha. Xe bài em đi mọi người ơi. Đợi em xíu ha. Hello mấy chị ơi, vào xem like chia sẻ like em đi nào mấy chị ơi. Mệt quá. Nóng dễ sợ luôn đó mấy chị. Em chào chị Hoa Rose 2, em chào chị Đàn nè. Hôm nay em nhận được hàng. Hôm nay em nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Cảm ơn Linh Nguyên nhiều nha. Em chào Quý Thiên Xuân luôn ạ. Chào chị Thúy Kiều Nguyên nha. Rồi hello mấy chị đẹp ơi, chào chị Ngọc Hùng nè. Mấy chị ơi, hôm qua chị nào mà còn đơn của em hôm nay á thì hôm nay vào xem like giùm em ha. Rồi mua gì thêm đi, rồi ngày mai em chốt đơn luôn nha mọi người ơi. Hôm nay lại không có chốt đơn của bất cứ ai hết trơn á, nên là mấy chị vào xem thêm ha, lấy thêm giùm em ha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, chị nào đang xem cho một chấm đi. Nhục quá. Chị nào đang xem cho một chấm đi nha mấy chị yêu ơi. Em chào chị Ngọc Lê nè. Mấy chị xem rõ không mấy chị ơi? Mấy chị xem rõ mà. Váy đang mặc chất liệu gì, vải gì không? Dài dài nha Trần Nguyễn Linh đang ơi. Váy em mặc là cái chất của nó là chất len ha. Len mà len. Len này len mịn nha mọi người. Nó giảm như là cô tông gì đó. Cô tông len len nó mới chịu. Cô tông len ha mới chịu ha. Rồi ha mọi người ha. 55.000 một đầm em mặc nha mọi người. Em chào chị Sơm Nắng ha. Chia sẻ em đi mọi người ơi. Chia sẻ đi nha. Cô chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Chia sẻ đi để được nhận quà ha mấy chị ơi. Rồi nha mọi người nha. Đây nè. Đầm em mặc này 55kg độ xuống mặt vừa nha mọi người nha. 55.000 ha. 55kg độ xuống mặt vừa. 55.000 một đầm nha mọi người. Mỗi mặt là màu xanh rêu nha mọi người. Mỗi mặt là màu xanh rêu ha. 55.000 một đầm thôi. Ai lấy thì comment giùm em nha. Rồi em đọc màu ha mấy chị ha. Chứ của nó là chất chứ như vậy nè. Chứ của nó là chất dày ha mọi người ha, nhưng nó như là cô tông mà nó như phối len len nhẹ mấy chị yêu, rất là đẹp á. Áo đang mặc nha, cái này là cái đầm á nha Quý Thiên Xuân ơi, đầm á nha chị. Em lấy chị cái màu em mặc ha, Quý Thiên Xuân cho em cái số điện thoại nè. Rồi màu rêu hết rồi nha, nó có đúng một cái màu rêu thôi mấy chị ơi. Nó có đúng một cái màu rêu à, màu rêu là màu em mặc nha. Màu rêu này, màu này màu cam. Màu rêu màu cam, màu kem ha. Màu rêu màu cam, màu này là màu kem nha mọi người. Rồi màu này là màu màu này gì ta, cái này là màu muối tiêu nha mấy chị ơi, màu muối tiêu đi ha, màu muối tiêu nè, màu muối tiêu rồi màu dương nha mọi người.
màu dương á mọi người ha, chiếc cô tông á đẹp lắm luôn á chị, màu dương nha mọi người nha, màu dương nè. Rồi hôm nay là màu hồng đậm, hôm nay màu hồng đậm nha. Đơn không có chưa đi hả chị? Chưa nha Hoàng Trang ơi, hôm nay không có chốt đơn của ai hết trơn á, nay mấy chị mua thêm đi rồi mai em chốt đơn luôn nha. Rồi mà là màu hồng đậm nè mọi người, màu hồng đậm ha mọi người ha, màu hồng đậm nè, màu trắng đây, màu trắng nha mọi người nha. Có đầm phơm rộng không chị? Đây nè chị Yến Nguyễn ơi, đầm phơm rộng mà cái đầm em đang mặc đây. Rồi mà là màu hồng sen mọi người ha, hồng sen nè, hồng sen rồi màu đen đây đó, dễ thương cực kỳ luôn nha. 55.000 một đầm thôi nè, 55.000 một đầm thôi mấy chị ơi. 55 kg độ xuống mặt vừa, đầm em mặc hết ha mọi người, rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha, dễ thương lắm, đẹp lắm luôn, chứ vải cũng rất là ok luôn. Em đứng lên cho mấy chị xem cái form ha, bao dễ thương bao đẹp luôn đó. Màu em mặc là màu xanh rêu mà hết rồi đây nè, đẹp lắm nha mấy chị, tay dài ha mọi người ha, chất rất là ok luôn mấy chị ơi, chất cực kỳ ok luôn á. Đây ha, đây nè em có một cam nè, màu này là một cam đây, em thử cam cho mấy chị coi ha. Rồi màu này màu cam nè mọi người, màu cam đi nha mọi người nhé. Đó màu cam là màu em mặc nha, chất cô tông mấy chị ha, 55.000 một đầm, 55 kg độ xuống mặt vừa hết. Hoàng Trang đen ok nè, Hoàng Trang đen ha, Hoàng Trang màu đen rồi hết đen nha, Hoàng Trang màu đen nè. Hoàng Trang màu đen nè. Rồi mọi mặc màu cam nha, màu cam rồi màu kem nè mấy chị ơi, màu cam, màu kem ha. Rồi là màu kem nha mấy chế, chứ không phải màu trắng ha, màu kem. Rồi màu này là màu muối tiêu mấy chị, màu muối tiêu nha mấy chị ơi, màu muối tiêu nè. Màu muối tiêu, rồi màu này màu dương á mọi người ha, màu dương, màu dương. Màu này màu hồng đậm nha mấy chế ơi, màu hồng đậm. Rồi màu này màu hồng sen nha mọi người nha. Hồng sen ha. Rồi à, lấy màu chứ màu đó em luôn ạ. À. 55.000 một đầm thôi mấy chị ơi, chứ cô tông 100% luôn, chứ coi dạng cực kỳ nhiều luôn nha. 55 kg độ xuống là mặt vừa hết nha mọi người. Đầm em mặc ha. Cái hình này, cái hình con này là hình con chuột, dễ thương cực kỳ luôn. 55 kg độ xuống mặt vừa hết nha mọi người. 55k ha mọi người ha. 55k một đầm thôi, bao xinh bao đẹp luôn. Chị nào lấy comment giúp em nha. Ai lấy comment giúp em nha mọi người ơi. Mọi em mặc là màu cam nha, màu cam màu hồng đậm nè. Chất của nó coi giãn cực kỳ nhiều luôn á. Hoàng Trang màu cam rồi ok luôn nè, rồi hết cam luôn nha. Em còn hồng đậm nha. Hồng đậm nè, rồi màu hồng này là ủa, cái này là hồng sen mới đúng chứ, cái này là hồng sen nha mọi người nha. Hồng sen nè, hồng đậm nè, hồng sen hồng đậm màu dương nha mọi người. Hồng sen hồng đậm màu dương nè, rồi màu muối tiêu nha mọi người, rồi màu này màu kem nha mọi người nha. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó luôn giùm em luôn nha mọi người. Rất là dễ thương luôn ạ. À. Dễ thương lắm luôn mấy chị ơi, siêu siêu đẹp luôn mà chỉ có 55.000 thôi à. Bao chốt luôn, rất là ok nha. Rồi, à màu hồng đậm đi nha mọi người ơi, hồng đậm đi nha mọi người. Ai lấy màu hồng đậm thì chốt giùm em hồng đậm thôi mấy chế ha. Hồng đậm nha mọi người nha, rất là dễ thương luôn á. Chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi, chia sẻ giùm em đi ha mọi người. Đây nè, rồi hồng đậm đây mấy chế ơi. Đó, hồng đậm này rất là dễ thương luôn nha mấy chị. Hồng đậm nha mấy chị yêu nha. Chị nào lấy hồng đậm thì comment hồng đậm giúp em nha mọi người nha. Đó, bao dễ thương, bao xinh luôn. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Đây hồng đậm đây nha mấy chế ơi, hồng đậm nha mấy chế. Hồng đậm nè. Rồi màu này là màu kem, màu muối tiêu. Rồi màu dương ha, màu hồng sen thôi. Rồi đó, còn bốn màu nha. Còn bốn màu nha mọi người nha. Chị nào lấy màu nào comment màu đó giùm em luôn mấy chị nha. Hoàng Trang á. Hoàng Trang hai màu luôn. Cái này hồng đậm nó mới chế anh vô hỏi nữa cái này. Hỏi nó nghĩ thôi. Đây hồng đậm này nha mấy chế ơi, chứ em thấy là không ổn nữa. Rồi hồng đậm nha mọi người nha, hồng đậm nha mấy chị nha. Rồi hồng đậm. Đó dễ thương chưa? Đẹp lắm nha mấy chị ơi, chứ rất là co giãn luôn ha mấy chị ha. Chứ cực kỳ co giãn luôn mà chỉ có 55.000 một đầm thôi, 55 kg độ xuống mà ok hết. Ai lấy đầm em mặc thì chốt giùm em nha. Màu hồng đậm nè, màu muối tiêu nè. Màu này là màu trắng muối tiêu mấy chị, dễ thương lắm luôn. Cái màu này màu lạ ha, màu muối tiêu ha. Rồi màu dương này nha mấy chị ơi. Rồi màu hồng sen ha mấy chị ha. Hồng sen, rồi ai lấy đầm em mặc thì chốt giùm em nha. Có chị nào lấy đầm em mặc nữa không? Đầm em mặc là đầm cô tông nha mọi người ơi. Cô tông 100% luôn nha mấy chị nha. Cô tông 100% luôn, 55 kg độ xuống mặt ok hết. Ai lấy màu gì chốt màu đó em luôn nè. Em chào chị Ngọc Tam nha. Rồi ha mọi người ha, màu hồng đậm là màu em mặc nha. Cái này giống như là hồng đức á, hồng ngói á.
hồng mà dạng hồng đất, hồng ngói á mấy chị, rất là dễ thương luôn. Rồi hồng đậm, hồng sen, màu dương, rồi màu kem. Hồng đậm, hồng sen, màu dương, màu kem nè. Ai lấy màu gì chốt màu đó giùm em ạ. À, có ai lấy đầm em mặc nữa không nè mấy chế? Chế nào lấy thì chốt giùm em không mấy chế ha. Có 55.000 thôi mấy chị ơi, 55.000 thôi, rất là dễ thương luôn. Đó, ai lấy comment giúp em hồng sen nha mọi người nha, hồng sen ha. Ai lấy comment giúp em cái đầm em mặc nha mọi người nha. Đó, bao dễ thương luôn. Cái chiếc này coi giãn nhiều lắm mấy chị ơi. Coi giãn nhiều lắm luôn á. Thun cô tông nha mọi người nha, coi giãn rất là nhiều. Hình con chuột dễ thương cực kỳ luôn. Rồi đầm em mặc có chị nào lấy nữa không? Ai lấy comment giúp em nha mọi người nha. Hơi bị xinh, hơi bị đẹp luôn á. Quá xuất sắc luôn. Bao nhiêu cái chị có? 55.000 thôi chị Kiều Nguyễn ơi. 55.000 một cái thôi chị ơi, 55k thôi à, rất là rẻ luôn. 55k một đầm thôi nha. Mọi mặt là hồng đậm nha, hồng đậm, hồng sen nè, màu muối tiêu này với màu dương. Hồng đậm, hồng sen, muối tiêu với dương ạ. À, chế nào lấy màu nào chốt màu đó giùm em đi ạ. À, ai lấy màu thì chốt màu đó giùm em nha mọi người. Bao đẹp ha mấy chị ha, dễ thương lắm. 55k thôi. Siêu xuất sắc, siêu dễ thương luôn. Đó, chế nào lấy comment giúp em nha mọi người nha. Đẹp lắm nha mấy chế ơi, 55k ha. Có size không em? Không có size chị Tương Nguyên ơi. Hàng này hàng free size nha chị. Free size 55kg độ xuống mặt vừa. Áo kiểu hôm nay có áo thun len thôi người đẹp. À, áo kiểu hình như là có, không biết có không ta. Để giờ tự nhiên đâu á. Cái này kết nối gì quên nè. À có áo á, nhưng mà có hình như có một hai mẫu áo kiểu nha. Còn có áo len ha. Có áo len rồi, hôm nay có đầm ngủ KT dễ thương lắm. Đầm ngủ hình gấu dễ thương lắm luôn á. Nói chung là cái gì cũng có hết. Thì mấy chị mua cái gì thì cố gắng đợi giùm em ha. Rồi chia sẻ live stream giùm em nha mấy chế ơi. Cho một màu đỏ đô đi chị. Màu đỏ đô là cái màu em mặc á hả. Ok chị Thảo Ruby nha. Thảo Ruby cho em số điện thoại nha. À, đồ tối qua chưa chốt hay em? Dạ chưa chị Ngọc Tam ơi. Đồ tối hôm qua em chưa chốt, có đây có mua gì thì mua thêm giùm em nha. Rồi mang chốt luôn. Ship từ mấy sản phẩm vậy bạn? À chị Điệp Hà ơi, chị mua giùm em hai sản phẩm trở lên ha chị Điệp Hà ha. Mua giùm em hai sản phẩm trở lên ha cho đỡ tốn phí ha. Rồi màu em mặc là màu hết váy. Cái này là váy á Thảo Ruby. Thảo Ruby có lấy không? Để đứng lên cho Thảo Ruby coi nha. Có 55.000 thôi mấy chị ơi. 55k thôi à. 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mọi người nha. À lấy comment giúp em luôn. Màu em mặc là màu hồng đậm nha. Cho chị một màu xanh đen, một màu đỏ đô. Ủa Tư Nguyên xanh đen với đỏ đô hả? Ok nè. Ủa Thảo Ruby có lấy cái đầm em mặc không vậy? Thảo Ruby lấy thì cho số điện thoại này. Không thôi thì chốt cho màu, chốt cho chị Tư Nguyên nha. Màu cam, hết cam rồi chị ơi, hết cam rồi. Tư Nguyên nè, màu xanh đen nè. Tư Nguyên xanh đen nè. Tư Nguyên cho em số điện thoại nha Tư Nguyên ơi. Tư Nguyên nè, cho em số điện thoại đi. Thảo Ruby có lấy cái đầm em mặc không? Không lấy em chối chị Tư Nguyên luôn nha. Tư Nguyên cho em số điện thoại đi người đẹp. Màu cam hết rồi chị Đào Thu Thủy ơi. Em còn màu kem với lại màu hồng sen. Ế màu muối tiêu với lại hồng sen thôi. Muối tiêu với hồng sen thôi nha. Có nào kê Thảo Ruby nè. Tư Nguyên chỉ có màu dương thôi nha chị ơi. Màu em mặc là có của chị Thảo Ruby rồi. Chị lấy giùm em màu khác được không? Em có màu muối tiêu với màu hồng sen nè. Chị lấy hồng sen được không chị? Màu muối tiêu hồng sen nè ha. Đó em có ba màu thôi, với màu này là màu kem. Màu kem đây, rất là dễ thương luôn nha. 55.000 một đầm thôi, 55kg độ xuống ba màu hết này. Màu kem nè chị ơi, kem đây nha. Đây màu kem này dày lắm ha. Em chào chị Úc Tiên nè, đó màu kem. Đó ai lấy kem thì comment kem giúp em luôn. Đã đô hết rồi Đào Thu Thủy ơi, cái màu em mặc hết rồi chị đẹp ơi. Chị Tư Nguyên ơi, chị lấy màu dương cho em số điện thoại đi chị. Chị lấy màu dương cho em số điện thoại nha chị ơi. À, rồi em có này màu kem ha, rồi màu hồng sen nha, với lại màu muối tiêu. Rồi em có ba màu đó, ai lấy màu nào chốt giùm em màu đỏ đi ạ. Thôi thì dễ thương luôn, có 55.000 thôi à, quá rẻ luôn á mấy chị, thiệt á. Cực kỳ rẻ luôn, 55k một đầm thôi nha. Màu này màu hồng sen nha mọi người nha. Hồng sen, hồng sen. Mấy chế ơi, chia sẻ like stream giùm em đi mọi người. Chị nào chưa theo dõi Facebook của em thì bấm theo dõi đi Facebook giùm em nha. À, cho chị màu kem nha, ok Đào Thu Thủy nè. Đào Thu Thủy cho em số điện thoại luôn nha người đẹp ơi. Đào Thu Thủy nè. Mấy chế lấy hàng comment màu kèm số điện thoại kế bên giùm em ha mấy chế hả. Để cho em dễ chốt hàng nha mọi người nha. Rồi đây em lên màu hồng sen nè mọi người ơi. Hồng sen nè. Hồng sen ha mấy chị không hả? Đó dễ thương lắm luôn. Chị Tư Nguyên ơi, chị Tư Nguyên ơi, chị lấy hồng sen không? Tôi có tin hỏi chị lấy hồng sen không? Đào Thu Thủy cho em số điện thoại nè. Rồi em còn màu hồng sen với lại màu muối tiêu nha. Cho chị màu muối tiêu nha, là chị lấy hồng sen hay chị lấy màu muối tiêu hả? Không lấy màu kem phải không? Ok nè. Đào Thu Thủy lấy màu muối tiêu nè. Đào Thu Thủy cho em số điện thoại chị ơi. Rồi em còn một hồng sen với lại một màu kem nha. Còn một màu hồng sen với một màu kem. Ai lấy thì comment giúp em luôn. Em chào chị Lê Dung ha.
Đào Thu Thủy ơi, chị lấy muối tiêu trên số điện thoại nha chị ơi. Đào Thu Thủy nè, 55.000 một đầm thôi, ai lấy comment giúp em luôn. Rồi em còn một màu hồng sen với lại một màu kem nha mấy chị nha. Em còn một hồng sen với một kem thôi, ai lấy màu gì chốt màu đó giùm em đi ạ. Màu này là màu kem nha mọi người, kem nhưng mà cái kem của nó cái vải cũng rất là dày mấy chị ơi. Vải dày dặn ha, không có mỏng đâu nha mọi người nha. Ai lấy thì comment giúp em nè. Rồi đó, màu kem, màu này là màu kem nha, mọi mặt là hồng sen thôi chứ hả. 55kg độ xuống mặt rồi hết nha mọi người, 55.000 một đầm thôi, rất là dễ thương. Ai lấy chốt giùm em luôn ạ. Siêu dễ thương ha mọi người. Rồi qua mẫu nha. Ai lấy comment giúp em nha mọi người nha, em qua mẫu đây ạ. Qua áo ha, qua áo đi. Lấy chị màu xanh, chị chọn màu khác, ok chị nha. Em chào chị anh Lâm Cà Mau nè. Rồi qua màu áo với quần nha mọi người. Quần này 101 một quần ha mọi người ha. Quần 101, áo thì 50k thôi. Quần thì có 3 size SML nha. Đứng lên coi chị đây là Tiên Cưng ơi. Đây nè, còn hồng sen với màu kem nha Tiên Cưng nha. Tiên Cưng lấy màu gì thì chốt em ha. Em còn hai màu thôi đây. Em còn hồng sen với màu kem nha mấy chị nha. Còn một hồng sen với màu kem nha mọi người. Đó, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Em qua mẫu ha mấy chị ha. Qua mẫu nè, qua mẫu luôn. Còn đúng hai màu thôi à, còn đúng hai màu thôi, rất là dễ thương lắm mấy chị. Dễ thương lắm luôn. Quần em chuẩn bị lên là 101 một quần nha mọi người. Quần này thì hôm qua có like rồi đó, nhưng mà chị nào chưa lấy thì chú giùm em ha mấy chị ha. Quần này thì có 3 size SML nha mọi người nha. SML S dưới 46kg giùm em nha mọi người. S dưới 46kg giùm em nha, mà từ 46 tới 52 ha. L từ 52 tới 55kg giúp em nha mọi người. Nhìn cái form quần nó nhỏ nhưng mà thực sự nó coi giãn nhiều lắm luôn á mấy chị ơi. Nên là mặt thì hả, mặt thì mặt vừa đúng thôi, nên là đừng có lấy nha, đừng có lấy lớn quá nó sẽ bị tụt. Quần này nó là quần lưng cao nha mọi người nha, nhưng mà em mặc cái này với áo len thì mấy chị có chắc không thấy được cái quần đâu. Em mặc đỏ đi, chút xíu nó coi được có cái áo nào thì em lên cái áo đó cho mấy chị coi. Rồi áo nè, áo em mặc nha mọi người nha. Áo em mặc là 50k một áo nha mấy chị yêu nha. Dễ thương lắm luôn. Đây, form cực kỳ đẹp nha, 50.000 một áo, 55kg độ xuống mặt vừa, áo len nha mọi người. Áo len ha. Cái này nó là cái này là phối của nó là phối, không biết phối cái này kêu bằng cái gì nữa, nó long long mấy cái gì len đó. Nó may luôn nha mấy chị ơi, cái bản này may nha mọi người nha. Đây là form quần nè. Form quần này là quần lưng cao nha mọi người nha. 101 một quần. Quần này coi giãn cực kỳ luôn ha mấy chị ha. Quần này nó là quần Quảng Châu nha mấy chị ơi, 3 size SML thôi, 101 một quần thôi mấy chị yêu ha. Đây nè, form quần cực kỳ đẹp luôn đó mấy chị thấy không? Em đang mặc là quần size L á. Em đang mặc là quần size L ha. Form nhìn đẹp lắm mấy chị, mặc lên là nhìn cái chân của mình nó thon liền luôn. Áo mặc thì có 50.000 thôi, có hai màu nha, màu xám với lại màu trắng thôi. Xám với trắng, ai lấy xám comment xám, ai lấy trắng comment trắng giùm em nha. Đây nè. Trắng với xám hai màu nha mọi người nha. Trắng xám ha, rất là dễ thương luôn. Nó là chất len nha mọi người, nhưng mà len này mặc rất là mịn ha, mà không hề bị ngứa nha mấy chị yêu nha. Mặc là không hề bị ngứa luôn. Chị nào lấy áo thì comment áo men nha mọi người. Cái này là cái bản, này là cái bản như là cái hình luôn á mọi người, hình này luôn. Hình luôn á nha, nhưng mà nó phối cái này nó may nha cho mấy chị. Nguyên cái bản này nó may vào áo hết, nên là mấy chị giặt là không có sợ bị xúc ra đâu. Yên tâm giặt nha mọi người nha. 50k thôi là quá rẻ luôn mấy chị. Rồi, đỏ đẹp chưa? Màu xám là màu cực kỳ đẹp luôn. Xám ha, xám với trắng hai màu nha mọi người. Ai lấy xám thì chốt xám giùm em. Ai lấy trắng thì chốt trắng giùm em nha. Nguyễn Linh Nhi hả? Pyjama, pyjama đùi hay pyjama dài vậy Nguyễn Linh Nhi ơi? Hình như là đùi cũng có mà dài cũng có luôn á. Size M bao nhiêu ký hả? Chị bao nhiêu ký Duy Ngọc Tâm? Size M bên em là tầm 46 tới là 52 ký á. 46 tới 52 ký ha. Rồi áo mà có màu xám với lại màu kem nha mọi người, xám với kem ha. Chị nào lấy xám comment xám, ai lấy kem comment màu kem giúp em nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn, có 50k một áo thôi, 50k một áo mặc thôi. Quần này là mặc cực kỳ đẹp. Quần này tại vì hả, quần này mặc giáo sơ mi đẹp lắm, xíu nữa lên sơ mi cho mấy chị coi luôn. Sơ mi mà sơ mi tay ngắn, em có sơ mi tay ngắn không? Nay sơ mi tay dài không có, em có sơ mi tay ngắn ha, sơ mi da rắn á nhưng mà tay ngắn. Rất là dễ thương luôn mấy chị. Ai lấy thì comment giúp em nha. Chị lấy pyjama dài đi chị. Pyjama dài hả? Pyjama tay dài hả? Hay là sao ta?
đây nhá. Rồi ai lấy quần em mặc không ạ? Ai lấy quần thì chốt quần giùm em nha mọi người. Ai lấy áo thì chốt áo giùm em nha mọi người nha. Bao dễ thương bao đẹp luôn này, có 50.000 thôi à. Rất là xinh nha, cho em một áo màu xám nha. Ok, thảo ruby nha, thảo ruby màu xám nè. Có màu xám màu trắng thôi. Áo này đẹp lắm mấy chị ơi, nhưng mà 55kg xuống mặt vừa hết nha. Áo vải dày không chị, dày trước phạm. Nói chung thì hả, áo này nó dày nhưng mà nó dày thì dày theo cái kiểu không biết nói sao nữa, nhưng mà nó dày nha, nhưng mà còn dày mà dạng như dày dữ dội như là cái hàng len mà len ấm luôn á thì nó không có dày tới vậy đâu ha. Nó là len nhưng mà len dày, dày nhưng mà dày vừa chứ không có dày dạng như là cực kỳ dày như là mấy cái len kia thôi. Đây, rất là đẹp ha mọi người ha, 43kg. 1m52, nói chung là form rộng á chị đang, chị Đàn Nguyễn Thị ơi, mặc lên là cái form nó vậy này, giống như cái dạng như là thể thao á chị, nó nói chung là mặc rộng rộng như vậy này, nó không phải ôm body nên là mấy chị đừng có sợ rộng nha, mặc lên nó y hệt em đang mặc gì luôn á. Không có size nha mọi người ha. Rồi thảo ruby màu xám nè, ok nè. Có 50k thôi mấy chị ơi, thảo ruby nè. Thảo ruby màu xám nè, 50.000 thôi, thảo ruby chỗ này số 3 phải không? À lấy đi comment giúp em nha, áo xám dùng đơn cho kê Thúy Kiều nè. Thúy Kiều Nguyên ơi, cho em lần xin lại cái số điện thoại của mình nha chị nha. Thúy Kiều Nguyên nè, 50.000 một áo thôi mọi người, 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người nha. 50k một áo thôi, rất là dễ thương, màu xám với là màu kem, màu trắng thôi, màu xám màu trắng thôi. À lấy quần thì chốt quần giùm em nha mọi người nha. Đó, không có size, thảo ruby ơi, có một size thôi, là xếp váy rồi đi chị. Xếp váy rồi hả chị, gỡ áo trắng em. Chị gỡ áo trắng đi chị. Coi á hả, xem áo trắng phải không? Nè áo trắng nè. Trắng cũng dễ thương lắm mấy chị ơi nè, 50.000 nhưng mà chất len cũng dày lắm nha, nó không có mỏng đâu mấy chị ơi, len rất là mịn luôn nè. Mấy chị không biết mấy chị có nhìn rõ không, nhưng mà em nói thiệt chứ trời, cái màu kem này nó cái chất vải của nó rất là ok, không có thua gì hàng xịn đâu mấy chị. Em nói thiệt luôn á, mấy chị mua thử đi. Chất len này là mặc không hề ngứa nha. Dồn đơn cho em vào cùng vải nha. Ok, thảo ruby nha, tất nhiên là dồn đơn rồi. Rồi đây nè mọi người, đó đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Nè, chất len rất là mịn, dày dặn cực kỳ luôn. Đó, nói vậy nó dày nha mấy chị ơi, nó không có mỏng ha. Rất là dễ thương nha mấy chị nha. Rồi ai lấy xám thì chốt xám, ai lấy trắng thì chốt trắng giùm em nha mọi người nha. Xám với trắng cái hình này dễ thương lắm nè mấy chị, 50.000 thôi ha mấy chị ha. Rất là dễ thương luôn. Ai lấy quần thì comment quần giùm em, ai lấy áo thì comment áo giùm em nha mọi người. Nó chỉ có hai màu thôi mấy chị. Màu trắng với màu xám hai màu thôi nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em thôi mấy chị ha. Siêu siêu đẹp luôn mọi người, 50k thôi mấy chị nha. 50.000 một cái áo em mặc thôi mấy chị ơi, rất là dễ thương. Ai lấy thì comment giúp em nha mọi người. Đó, cái hình này là hình nè. Hình này áo trắng chị ok, Trúc Phạm nè, Trúc Phạm trên số điện thoại nha. Đây nè, nó may nè mấy chị ơi. Nè mấy chị thấy không, nên là mặc yên tâm ha, nó không có dạng như là không có sợ là bị sút đâu, nên là mấy chị đừng có lo ha, giặt thoải mái luôn. À, len rất là dày nè. Trúc Phạm ơi, cho lại số điện thoại nha người đẹp ơi. Trúc Phạm này có 50k thôi mọi người. 50k thôi ha mọi người ha. Siêu dễ thương luôn nha mấy chị. Đó, ai lấy thì comment giúp em đi, chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi. Chịu khó chia sẻ bài giùm em đi nha mọi người. Chia sẻ thương thương em, chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi. Rồi ha mọi người ha. Ai lấy thì comment giúp em luôn ạ. À. Màu trắng với màu xám hai màu, quần có chị nào lấy không? Cho có cái quần. Còn cái quần nha chị. À ok, Trúc Phạm này, còn cái quần ở đây ha. Rồi mai chị dùng đơn rồi, chị gửi luôn nha Trúc. À mai em dùng đơn rồi em gửi luôn nha chị ơi. Rồi ha, ai lấy quần em mặc không? Quần này rất là xinh luôn nha mọi người. 101 một quần em mặc thôi, rất là đẹp luôn nha mấy chế nha. Ai lấy quần thì comment quần, ai lấy áo thì comment áo giùm em luôn. Chị 56kg mặc size L vừa không em, sợ cái quần này không vừa quá chị Ngọc Tam. Ngọc Tam, ủa chị nhận được hàng của em chưa vậy Ngọc Tam? Em nhận được hàng rồi, đẹp quá chứ à. Cảm ơn Bảo Trâm Lê nha. Chị nói là cái bộ đó là em mặc đẹp mà, bởi vì chị nói là đâu có size đâu, thấy không? Có bộ thể thao không chị? Có nha Thảo Ruby ơi. Rồi ai lấy cái bộ áo em mặc không ạ? Ai lấy áo em mặc thì chốt giùm em nha mọi người nha. Em chào chị Tuyết Lê nha. Rồi màu trắng với màu xám hai màu thôi mấy chị ơi, trắng xám hai màu thôi, 50k nha. Màu trắng màu xám hai màu, 50.000 một áo thôi nha. 55kg độ xuống mà ok hết mấy chị yêu nha. Hơi bị xinh luôn nè, len trước len rất là mịn nha mọi người. Nó là dày á, len là thuộc len dày rồi. Hàng len đợt này đẹp hơn năm ngoái mấy chị ơi. Hàng mà hàng rẻ năm nay nè, hàng đẹp hơn năm ngoái nhiều lắm. Nên là mấy chế luôn yên tâm nha. Đó, đừng có sợ như là quần lưng cao á, lặng quên lấy không, lặng quên ơi. Quần lưng cao dễ thương lắm nha, chưa chị, chưa hả? Em sợ cái quần này mặc chị hoặc không vừa đâu, sợ nó bị ôm á. Like set váy hay set thể thao đi chị. Rồi đợi xíu nha Nguyễn Linh Nhi nha. Có quần thun viền không chị? Có quần thun viền nha Tiên Tiên nha. Quần thun viền cũng quần hàng Quảng Châu luôn. Có quần hàng rẻ luôn á, thích quần nào? Hàng rẻ cũng có luôn ha, xíu nên like. Quần em ai lấy thì comment giúp em nha mọi người ơi, 101 thôi, hơi bị đẹp nha.
101 một quần thôi nhưng mà hơi bị xuất sắc nha mấy chị nha. Đây nè, dễ thương lắm luôn đó. Đó, ai lấy áo mặc thì chốt cho em đi nha. Ai lấy áo mặc thì chốt cho em nha mọi người. Có chị nào lấy áo mặc mà có áo len tim hay cổ V không chị? Không có len tim cổ V em ơi. Áo này áo cổ tròn không ạ? À, cổ len tim nó không có đâu. Rồi em qua mẫu đây nha mọi người ha, qua mẫu này. À, qua cái gì ta? Hình như là em có lấy chiếc váy không biết nó nằm chỗ nào rồi. Rồi em lên set ha, lên set không có set thể thao, có set này được không? Có set này nè, set tay ngắn cầu vòng. Có quần jean không em chị ơi? Không có quần jean. Em nói là mấy này nó không có quần jean đó chị đẹp. Nó chỉ có quần hông, quần lưng cao thôi nha, chứ nó không có quần jean mà đẹp ơi. À, đàn Nguyễn Thị nè, ok đàn, đàn Nguyễn Thị màu trắng nè. 50 ngàn một áo thôi mấy chị ha, 50k một áo thôi, bao dễ thương luôn. Chị ơi, giờ em không nhận áo được thì sao em nhận? Thì sao ạ? À? Em nên 9-10 tay mà. Ngọc Nữ ơi, em inbox giùm chị đi, xíu nữa chị like xong rồi chị nhắn tin cho em nha. Em mới nhận được đồ này, chị thích quần dưới rúng. Em thích quần dưới rúng hả? Cho một xám dùng đâu, ok Tư Nguyên nè. Người ta thích quần lưng cao, em thích quần dưới rúng hả? Tư Nguyên nè, ok nha. Tư Nguyên áo xám nè. Quần dưới rúng cũng có luôn, nói chung là dưới rúng mà tới rúng rồi chứ dưới rúng thì cũng có. Tư Nguyên xám nè, ai lấy thì comment giúp em nha. Có quần da không chị? Không có quần da, Linh Nguyên ơi, không có quần da nha. Rồi qua mẫu ha mọi người ha, qua mẫu đây. Ai lấy áo mặc nữa không? Em còn màu xám nha. Xám có cái trắng này, trắng gu xì nè. Có màu trắng này, trắng beo. Tự nhiên nó lọt chọn đâu một cái trắng beo ha. Ai lấy thì comment giúp em nha. Đây nè, trắng beo nha mọi người. Trắng này trắng beo ha, dễ thương lắm, cũng len luôn. Nhưng mà cái bản hình này hình khác thôi. Rất là dễ thương nha mọi người ơi. Trời ơi, dày dặn lắm luôn mấy chị yêu nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Có 50 ngàn một áo thôi mà trước len rất là dày luôn mấy chị. Hàng năm nay đẹp hơn năm ngoái nhiều lắm mấy chị ơi. Nên là mấy chị yên tâm mua đi mấy chị. Em nói thiệt á, hàng dạo này là càng ngày càng đẹp, chứ vải càng ngày càng ok nha mọi người. Nên là mặc yên tâm mặc ha. Đó, có cái là phơm của nó thì bị hạn chế thôi, là 55kg độ chính thôi. Chứ thật sự là hàng dạo này nó rất là ok luôn mấy chị ơi. Hàng rẻ mà chất rất là ok nha. Rồi ai lấy thì comment em nha, màu xám màu trắng nha. Xám với trắng, ai lấy thì chốt cho em đi. Em qua mẫu nè, em qua mẫu nha mọi người nha, qua mẫu luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu luôn nha mấy chị ha. Rất là dễ thương luôn á. Ai lấy cái áo em mặc nữa thì comment giúp em qua mẫu đây. Đây là set nè. Hay lên một cái áo mẫu lên một cái áo sơ mi nữa được không ta? Sơ mi tay ngắn có chị nào thích không? Em lên sơ mi tay ngắn có chị nào thích không ạ? Rồi qua mẫu ha mấy chế ha, qua mẫu này. Qua mẫu này là nó là set ha mọi người. Set này 75 nghìn một set nha, set tay ngắn mà chất cô tông chất là ok luôn nha mọi người nha. À lấy áo len em mặc thì chốt giùm em áo len nha mấy chị nha. Áo len em mặc thì có 50 nghìn thôi mấy chị ơi, 50k thôi à, rất là dễ thương luôn. Mấy chị share bài giùm em nha mấy chị ơi, thương em share bài giùm em đi. Mấy nay Facebook nó khó quá trời luôn. Nên là hả, cố gắng share bài giùm em đi nha mọi người. Rồi em lên nè, set này thì 55kg độ xuống là ok luôn nha mọi người nha. Chất ok lắm mấy chị ơi, chất rất là ok luôn nha mọi người nha. 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mấy chị nha. Trời ơi 75 nghìn thôi. Set này mà chất không đẹp là không lấy tiền mấy chị luôn đó. Nè rất là xinh luôn nha mọi người. Set cầu vòng, ấy mà set cầu vòng set sọc. Set sọc nha mọi người nha. Đó dễ thương chưa, mọi mặt là màu vàng hồng nha mọi người nha. Áo màu gì là quần sọc viền màu đỏ ha mấy chị yêu ha. Rất là dễ thương luôn. Đó, đẹp lắm, chị nào chưa lấy thì chú giùm em nha. Mọi mặt là màu vàng hồng nha mọi người. Chất rất là ok nha mọi người, 75 nghìn một set nha mọi người nha. 55kg độ xuống mặt vừa hết set này nha mọi người. Mọi mặt là màu vàng hồng. Rồi màu này là màu hồng nè, màu này là màu hồng nha mọi người nha. Nhưng được hàng rồi, rất ok nha tươi. Em cảm ơn chị Nguyễn Ngoãn nha. Rồi vàng hồng nha mọi người nha, màu này màu hồng ha. Màu này màu dương nè mấy chị. Màu này màu dương nha mọi người nha, màu dương. Rồi màu này xanh ngọc đây. Xanh ngọc nha mấy chị ơi, 55kg độ xuống mặt vừa xé này hết ha. Có 75.000 thôi mà chất cực kỳ ok luôn. Đó là chất cô tông nha mấy chị nha. Chất cô tông mà này mà mấy chị ra chợ mua là hả, em bảo đảm không có cái giá này đâu. Em nói thiệt á, tại vì cái hàng này nó giống như là hàng xịn luôn á. Chất đẹp lắm mọi người. Chất này của nó là chất hàng shop mà.
em nói thiệt, mấy chị không tính mấy chị mua thử bộ đi. Đây nha mọi người nha, màu này là màu xanh, xanh gì ta, xanh đậm nha mọi người, xanh đậm ha. Cái này là set tay ngắn, Thảo Ruby ơi có set tay dài luôn ha. Chế nào thích tay ngắn thì chú em tay ngắn nha mọi người nha. Đó, tại vì hả cái cục này nó nằm ở ngoài nên là em lên cái cục này trước, còn mấy cục kia nó nằm suốt ở trong lần nó chế yêu ơi. Rồi ai lấy cái set em mặc thì chú em nha mọi người, 75.000 thôi nha mọi người nha. Cô tông 100% luôn mấy chị đẹp ơi, cô tông 100% luôn nha mấy chị đẹp nha. Chị đẹp nào lấy thì comment giúp em. Vàng hồng nè, đây nè, chất đẹp lắm nha mấy chị ơi, chất rất đẹp luôn, mịn cực kỳ luôn á. Xếp này chị nào 55kg thì mua liền giùm em đi nha. Có ý muốn gì không? Không có ý muốn gì chị Vũ Nguyễn ơi, ý muốn gì không có nha. Rồi vàng hồng là màu em mặc hơi bị xinh luôn nha mấy chị, 75k nữa mấy chị ơi, 75.000 thôi nha. 75.000. 55kg độ xuống là ok hết. Chị nào lấy comment giúp em đi ạ. Thể thao tay dài đi chị. Rồi đợi em xíu nha. Có chị nào lấy set tay ngắn này không? Có ai lấy set tay ngắn không à? Set tay ngắn rất là dễ thương nha mọi người. Chị nào ôm set tay ngắn này thì chối em ha mọi người ha. Đẹp lắm mấy chứ ơi. 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mọi người nha. Có lên, coi lại áo len chị mới vô. Đây này áo len này Ngọc Trần. Rồi ai lấy set đây mặc nữa không mấy chị ơi? Set tay ngắn không ai chịu hả? Set này đẹp mà. Set này cũng rất là xinh luôn á. Nè, đây nè chị ơi, đây là Ngọc Trần nha. Em có hai màu hả? Màu à, đúng rồi bộ nha Tuyền Trần nha. Đây nè, màu xám ha, cái này áo. Màu xám này còn màu trắng là cái gì này nha chị Ngọc Trần nha. Đó, dễ thương cực kỳ luôn. Lại lên màu dương nè, ok nè. Lại lên màu dương nè. Set này 55kg độ xuống ok nha mọi người. Chị nào 55kg đi hốt liền set này đi mấy chị ơi. Chứ thực sự là set đó. Ờ nãy chốt chị rồi mà Đào Thu Thủy. Nãy chốt chị rồi, chị có cho em số điện thoại chưa vậy? Hả? Cho rồi hả? Cái này của lọ lem nè, lọ lem màu dương nè. 75.000 ha. Em bộ đang mặc nhau cái Tuyền Trần nè. Tuyền Trần cho em số điện thoại nha Tuyền Trần ơi. Thế ra ơi chị mua đi. Tuyền Trần nè, bộ này chất ok lắm nè. Tuyền Trần nè, cho em số điện thoại nha người đẹp Tuyền Trần ơi. 75.000 thôi mọi người, 55kg độ xuống mặt ok ha mọi người ha. Cho em coi set màu xanh đậm ok Kim Nguyễn nè. Set xanh đậm đây. Chị lên bộ KT đi. Bộ KT nào ta? Đang nói pyjama á hả Trúc Phạm? Pyjama thì có phi thôi chứ không có KT đâu nha. Đây xanh đậm nè, đó xếp xanh đậm đây nha. Xanh đậm á mười ha, xanh đậm đây mọi người mặc là vàng hồng nha. Màu này màu xanh đậm nè. Cái quần á là cái áo màu gì, cái quần viền màu đỏ nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn, quần này là quần dài luôn nha mấy chị ơi. Dài luôn ha mọi người ha. Rồi 55kg độ xuống mặt ok hết, 75.000 ha. Màu này màu xanh đậm nè, màu em mặc là màu vàng hồng. 75.000 nha. Set Ken Nguyễn nè, ok nè, Ken Nguyễn lấy xanh đậm ha. Ken Nguyễn lấy xanh đậm nè. Cho số điện thoại đi Ken Nguyễn ơi. 75.000 một set nha mọi người. Có nhiều màu lắm chị Tuyết Lê ơi, để em đưa màu em cho coi. Ken Nguyễn lấy xanh đậm thì cho em số điện thoại nè. Màu em mới mở ra là màu xanh đậm ha. Màu em mặc là màu vàng hồng nha. Rồi, để em đọc màu cho coi. Ken Nguyễn này cho số điện thoại nha. Màu này màu xanh ngọc thôi mấy chị ha. Xanh ngọc nè. Màu này là màu dương nè, màu này là màu dương nha mọi người. Rồi màu này là màu hồng nha mọi người nha. Màu hồng đây, chất cô tông 100% luôn. Đẹp lắm mấy chị, em nói thiệt á. Chất là ok, màu hồi nãy em mở ra là màu xanh đậm này đây ha. Trời ơi, chất này mà mấy chị mua về mà không đẹp lên cho mấy chị trả luôn, em hứa luôn á. Chất này giống như là chất hàng xịn vậy luôn đó mấy chị. Cô tông 100% luôn. Vàng hồng xanh đậm nữa, ok Tiền Trần nè. Vàng hồng với xanh đậm nè. Chất đẹp lắm mấy chị ơi, em hứa luôn. Chất ok nha chị Phương Ngọc hay nha. Mấy chị nào muốn biết chất đẹp hay không á thì mấy chị mua thử cho em đi hai bộ đi rồi về xem thử coi là ok không. Nếu mà nhận hàng rồi ok thì mua ủng hộ em tiếp nha mọi người nha. Nhưng mà em nói thiệt cái chất của cái bộ này ok lắm mấy chị ơi. 75.000 nè, thôi rồi hết xanh đậm rồi Xuân Nghĩa Võ ơi, hết xanh đậm rồi. Còn màu vàng hồng này nha, màu hồng, cái đó của Tuyền Trần luôn á. Cái này cũng có chị gì à? Cái gì Ken Nguyễn gì đó. Rồi màu hồng nha, hồng vàng nè, màu dương này với xanh ngọc thôi à, hết xanh đậm rồi. Dương này cũng ok lắm nha mấy chị nha. Nè nói chung là cái chiếc vải của nó thì có một cái chiếc vải không có co giãn chứ chị. Vàng hồng cho Ngọc Tam nè, ok nè, Ngọc Tam cho em lại số điện thoại nha người đẹp. Vàng hồng cho Ngọc Tam nè, 55kg độ xuống mặt vừa mẫu này ha, rồi em thử dương cho mấy chị coi nha. Hết vàng hồng luôn rồi nha mọi người nha, em còn dương hồng với xanh ngọc thôi, ok nè. Trời dễ thương lắm mọi người, em nói thiệt. Cái xé này á là đợt trước em có về rồi nhưng mà cái chữ của nó cái chữ như là cái chữ Gucci vải. Đợt này cái chữ của nó chữ khác. Mà cái màu nó cũng khác đợt trước nữa, nó không có giống nhưng mà cái chất vải của nó thì y hệt vậy luôn á. Chị nào mà có mua qua cái set này của em rồi á là mấy chị nó sẽ biết cái chất rất là ok mấy chị ơi. Co giãn nhưng mà 75.000 thôi, 55kg độ xuống mặt vừa hết nha bộ này ha.
Tại vì mấy chị biết sao không, set đó nó có giới hạn số ký nhiều lắm luôn, thường thường 53 ký thôi, nhưng mà riêng cái set này là 55 ký, độ xuống là ok hết nha. Chị nào mà 55 ký thì mua liền cái set này đi. Ngọc Tam cho em số điện thoại nè. Thúy Kiều nguyên xanh ngọc nè, ok nè, mọi mặt là màu dương nha, em có màu dương với màu hồng thôi. Thúy Kiều nguyên xanh ngọc nè, em có dương với hồng thôi nha mọi người nha. Thúy Kiều nguyên này, Thúy Kiều nguyên xanh ngọc nè. Rồi em còn màu dương với màu hồng nha. Dương cho Xuân Nghĩa Võ nè, cho lại số điện thoại nha Xuân. Xuân Nghĩa Võ ơi, Xuân Nghĩa Võ nè, Xuân Nghĩa Võ nè, dương nè. Trời ơi quá đẹp luôn á, thiệt, xét này ok lắm. Bộ đồ này mình mua rồi, thun đẹp, cảm ơn chị Dương Nguyên nha. Tuyết Lê chị màu màu xanh nha, ok Tuyết Lê nè. Tuyết Lê cho em số điện thoại lại nha Tuyết Lê ơi. Rồi em còn một màu hồng ha. Chị nào mua rồi là mấy chị đâu biết cái chất này, em nói thiệt em không có nói láo đâu. Bán sao là nó vậy thôi nha mấy chị nha. Chất ok lắm, rồi em còn một cái màu hồng thôi nha mọi người. Ai lấy màu hồng chú màu hồng giúp em nha mọi người nha. Hồng nè, 75.000 một bộ ha. Hồng hồng. Trời ơi bao dễ thương luôn, xuất sắc cực kỳ luôn á. Ok anh nha. Rồi nha mọi người, em lên hồng đây ạ. À. Em lên hồng đây nha mọi người, 75.000 ha mọi người ha. 75.000 nha, 55 kg độ xuống mà ok hết ha mấy chế ha. Sao nhìn to ghê. To hả? Không có to đâu chị. Chị bao nhiêu ký mà chị sợ to? Tại cái xé này cái áo nó phơm nó rộng thôi. Lãng quên xanh. Lãng quên nó hết xanh rồi, lãng quên còn màu hồng thôi à. Tiếp Lê xuống hồng. Tiếp Lê cho em lại số điện thoại đi người ơi. Mấy chị đẹp ơi, mấy chị mua hàng cho em số điện thoại kế bên nha mấy chị nha. Đây nè màu hồng nè. Rồi hồi nào cũng xinh hết. 75.000 thôi nha mọi người nha. 75.000 một bộ, 55 kg độ xuống mặt ok hết ha. Tại áo này áo phơm thường. Làm luôn anh ơi, làm luôn đi anh ơi. Còn màu hồng thôi. Rồi Minh Vĩ Trương màu hồng nè. Minh Vĩ Trương trên số điện thoại nha. Rồi hết luôn nha, qua mẫu. Minh Vĩ Trương hồng trên số điện thoại luôn nha. Qua mẫu đây nha mấy chị đẹp nha. Qua mẫu đây, qua set tay dài nè. Xếp tay dài hả? Có áo khoác không chị? Áo khoác hả? Áo khoác hình như ai? Ờ Minh Vĩ Trương 47 kg mặt rộng không chị? Nói chung là cái xé này, cái quần thì nó không rộng đâu, nhưng mà cái áo thì cái phơm của nó rộng xíu nha Xuân Nghĩa Võ. Đây nè, cái áo của nó là mặc lên đi hợp như cái phơm em mặc luôn á. Dễ thương lắm ha. Rồi qua mẫu nha mọi người nha. Qua mẫu, qua xé tay dài ha. Xé này thì tay dài chuẩn chất cô tông luôn nha mọi người. Rồi à, cái gì ta tính nói gì quên, quên mất tiêu rồi. Thanh Vinh ơi hết rồi, hết rồi nha, cái bộ em mặc hết rồi. Cái áo khoác nhung á, cái gì anh Nam Cầm ăn lấy chưa, áo khoác nhung á chị lấy chưa chị. Rồi qua mẫu nha chị đẹp ơi, qua mẫu nha mọi người nha. Sơ mi tay ngắn đi chị. Rồi rồi đợi xíu ha, sơ mi tay ngắn đợi em xíu luôn, rồi em qua mẫu nè. Qua set tay dài nha mọi người, set này cũng rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, chiếc cô tông 100% luôn ha. Trời ơi xinh lắm mấy chế ơi, xếp đẹp lắm luôn nha, chiếc cô tông nha. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu ngói, màu đen. Đỏ, vàng, hồng, trắng, ngói đen nha. Xếp này thì nhỏ thôi, tay xếp này thì mấy chị nào 52, 53 kg độ xuống thì mặc ok nha. Đây à, xếp này cũng rất là dễ thương nha mọi người nha. Đó, 75.000 một bộ ha, xếp này cũng 75.000 một bộ luôn mấy chị ơi. Đây xếp này áo nhỏ nè, cái quần thì nó co giãn nhiều nha mọi người, nhưng mà cái áo phơm nó nhỏ thôi, nên là tầm 52 kg, 53 kg độ xuống mà ok xếp này dùm em ha. Rất là dễ thương nha mọi người. 75.000 chiếc cô tông đẹp lắm nha mấy chế nha. Mọi mặt là màu đỏ, màu đỏ này, màu vàng nha mấy chị. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng ha. Màu trắng, màu đen. Đỏ, vàng, hồng, trắng, đen. Đỏ, vàng, hồng, trắng, đen ngói. Đây, đỏ, vàng, hồng, trắng, đen ngói nha mọi người nha. Đỏ, vàng, hồng, trắng, đen ngói, 75.000 một bộ thôi. Ai lấy thì comment giúp em liền ha. Trời ơi, dễ thương lắm luôn nè mấy chị. Đó, cái này là có viền nha mọi người. Cái viền này là viền may hết nha mọi người nha. Chất này là chất cô tông nha, không phải thun da cá ha. Chất cô tông nha mọi người, chất rất là ok luôn nha mấy chị. Em đâu một set tay dài được không? Hồi nãy hai set ngắn ha. Tuyền trường đổi màu nào vậy để em thảy ra em đưa người khác nè. Tuyền trường đổi màu nào vậy đổi liền giùm em đi để em thảy ra em đưa người khác nha. Ngọc Anh màu đỏ này ok này, không có bán lẻ Minh Tạ ơi, cái này nguyên một set nha Minh Tạ, cái nào set là em bán set nè, em không có bán lẻ nha. Ngọc Anh đỏ này ok nè, đỏ có hai bộ thôi. Ngọc Anh màu đỏ này, cái này như quên rồi, 75.000 nè. Ngọc Anh màu đỏ này,
Ngọc Anh cho em lại số điện thoại nha. Rồi ai đỏ nữa? Rồi Thảo Ruby đỏ, nó là hết đỏ nha. Nguyễn Quảng hết đỏ rồi. Hết đỏ rồi nha mọi người ơi. Em còn một ngói màu đen, màu trắng, màu hồng, màu vàng. Ngói đen trắng hồng vàng nha chế ơi, chân váy em mặc bị rộng phải làm sao là chế. Bóp lại giùm chị đi em ơi, được không? Có nó có đừng bóp, bóp lại giùm chị nha. Ngọc Anh cho lại số điện thoại nha. Nguyễn Linh Nhi màu đen nè, ok nè. Nguyễn Linh Nhi màu đen nè. Nguyễn Linh Nhi màu đen nè, 75.000 thôi mọi người ha. Nguyễn Linh Nhi màu đen đây. Ngọc Ánh Ánh hết rồi, nãy chị lấy màu gì đó. Ngọc Ánh Ánh hết rồi. Ngọc Ánh Ánh lấy màu gì? Màu đỏ hết đỏ rồi. Ngọc Ánh Ánh ơi, lấy một khác giùm em đi. Trắng và vàng, ok. Thanh Vinh nè, Thanh Vinh trắng vàng nè. Thanh Vinh trắng vàng trên số điện thoại nha Thanh Vinh ơi. Thanh Vinh trắng vàng nè, bộ mặt của ai quên rồi. À Thảo Ruby phải không? Thanh Vinh trắng vàng nè, 75.000 một bộ thôi. Thanh Vinh nè, Thanh Vinh màu trắng với màu vàng nè. Rồi 55kg không vừa chị Nguyễn Thế ơi, bộ này 55kg không vừa đâu nha, 52-53kg thôi. Bộ màu vàng tay ngắn sang đen tay dài, ok nè. Vàng tay ngắn, ủa hết đen luôn rồi. Hết đen luôn rồi. Thanh Vinh trên số điện thoại luôn nha. Hết đen rồi chị Tuyền Trần ơi. Em còn màu hồng nha, màu trắng, màu ngói. Hồng trắng ngói thôi. À, tươi nguyên màu hồng nè, ok nè. Em còn hồng trắng ngói thôi à. 75.000 một bộ ha. Tươi nguyên hồng nè, 75k nè. Tươi nguyên hồng nè. À, Xuân Nghị Võ ơi, hết đen rồi em ơi. Ký Thi Hà ơi, hết vàng rồi chị. Vâng, mang đi bóp lại xem sao. Bóp lại em chị đi. Bóp lại là ok đó. Ngói hồng nè, ok nè. Lê Thị Minh Thương này, ngói hồng ha. Lê Thị Minh Thương ngói hồng nè. Thanh Vinh ơi, chị lấy cho em số điện thoại đi chị ơi. Thanh Vinh nè, Lê Thị Minh Thương ngói hồng nè. 75k thôi nha mọi người ơi. Mấy chị lấy hàng chốt số điện thoại kế bên giùm em nha. Rồi còn một ngói màu trắng thôi nha. Còn một ngói màu trắng thôi, 41kg mặc vừa nha Quyền Thương. Mấy bộ này dành cho mấy chị nhỏ con nè. 41kg là mặc ok nha bộ này nha. Bộ này mấy chị nhỏ nhỏ con mặc dễ thương lắm. Tại vì em mặc là nó bị ôm á, nên là chế nào mà hả năm tầm 52-53kg độ xuống là mặc ok ha. Rồi nha, 75.000 một bộ. Em còn một màu ngói là một màu trắng thôi, chứ cô tông nha mọi người nha. Màu ngói nè, cây tiền trừng nè. Màu vàng. Vàng nãy bộ vàng ai lấy nha, bộ này tầm 52 kg độ xuống nha, 52-53kg độ xuống mà vừa đây nè. Em còn bộ tay ngắn màu vàng hồng nè, ai lấy mà. Em còn một bộ tay ngắn vàng hồng nha mấy chị nha, ai lấy đi comment giúp em nha. Bộ em mặc thì Hà kéo ơi, chị lấy cái gì vậy? Rồi em còn một bộ màu trắng thôi, bộ em mặc thì còn trắng thôi nha mấy chị nha. Bộ em mặc còn màu trắng thôi à, ai lấy màu trắng thì chốt màu trắng giúp em nha mọi người. Đây màu trắng nè mấy chị. Đó dễ thương chưa? Là bộ ngói dài với xanh đậm ngắn nha. Ok Tuyền Trần ha, có loại nào ở tay dài không chị? Có mà. Có chị ơi, đợi em xíu nha. Em còn một bộ trắng thôi nè, cái này của Thảo Ruby nè. Tại mấy chị biết sao không, cái áo này cái form của nó nhỏ lắm nên là mới chế. Ai? Hạnh Mộc Mạch hả? Hình như là chưa có gửi đó Hạnh Mộc Mạch ơi. Bữa giờ là em hẹn tới giờ nhưng đâu có gửi đâu phải không ta? Bữa giờ có chốt đơn cho em chưa? Không nhớ nữa. Rồi em còn một bộ trắng thôi. Tại cái bộ này cái áo của nó thì cái phơn này nhỏ lắm. Nên là chị nào mà nhỏ nhỏ người thì mặc ok bộ này ha mọi người ha. Nhỏ nhỏ người thì mặc ok. Rồi em còn một bộ trắng nè. Xuân Nghị gọi lấy trắng không? Đây nè em còn một bộ trắng thôi ha. Đó dễ thương chưa? Trắng thì mặc lên lúc nào cũng đẹp hết mấy chị. Em còn một bộ trắng thôi. Ai lấy màu trắng thì chốt màu trắng giúp em nha mọi người nha. Đây bộ tay ngắn hồi nãy còn bộ vàng hồng nè. Chế yêu nào lấy không ạ? Bộ tay ngắn hồi nãy còn một bộ vàng hồng ha mọi người ha. Đó siêu đẹp luôn. Đây em còn một bộ vàng hồng thôi. Rồi mà hả? Rồi. Vậy là gửi rồi Hạnh Mộc Mạch ơi, vậy là gửi rồi rồi. Tại không nhớ nữa, chốt cái may lâu quá không nhớ luôn. 40kg mặt. 40kg hơi mập vừa không? 40kg hơi mập vừa không? 40kg mà. 40kg mà chị cao mét nhiêu? Em bộ này là em 55kg nè, nhưng mà em cao mét 62 em mặc ok, nhưng mà cái áo của em là mặc là bị ôm nên là chị nào mà tầm 52 53kg độ xuống thì mặc ok nha. 75.000 bộ Kiệt Trần. Kiệt Trần lấy bộ màu gì vậy? Màu trắng hả? Cho chị màu trắng ok nè. À, Ngọc Anh Ánh nè. Rồi chốt chị màu trắng luôn ha Ngọc Anh Ánh ha. Ngọc Anh Ánh cho em số điện thoại lại nha người đẹp ơi. Rồi bộ này em còn một bộ màu vàng nè mấy chứ. Rồi bộ gọc tay vàng hồng cho mình luôn nhé. Ok Thanh Vinh ha. Ok chị Thanh Vinh luôn nè. Lấy giùm em luôn, em cảm ơn nhiều luôn á. Mà nói chung cái bộ này cái chất của nó đẹp lắm mấy chị ơi. Mua là không hối hối hận đâu mấy chị. Rất là ok luôn nha. Rồi ha mọi người, mấy chị ơi, mấy chị nhớ bấm theo dõi Facebook của em ha mấy chế ha. Bấm theo dõi Facebook của em đi mọi người để mua được hàng rẻ hàng đẹp ha mọi người ha. Rất là dễ thương luôn. Đây là Thanh Vinh nè. Đây có Thanh Vinh nè. Rồi trắng cho Ngọc Ánh Ánh nè. Rồi em qua mẫu nha. Bộ beo sau lưng là 65.000 một bộ nha mấy chị ơi. Em qua mẫu luôn đây. Em qua một set tay dài nữa ha. Qua mẫu
màu xét tay dài nữa đây ạ. Set này cũng hơi bị đẹp luôn, set này cũng dễ thương lắm nha mọi người ơi. Set này thì 80.000 ha. Set này thì 80.000, bộ em mặc hết rồi chị Linh ơi, bộ em mặc hết rồi. Bộ em mặc hết rồi. Em lên cái này nữa rồi em qua đầm tiếp nha. Em qua set này nữa rồi em qua một khác. Cái này cũng Ngọc Ánh Ánh nè, Ngọc Ánh Ánh ơi cho em xin số điện thoại nha. Cho chưa? Cho rồi hả? Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu này là qua mẫu 3D ha mọi người ha. Chất này chất 3D nha mọi người ơi, 80.000 một bộ ha, tầm 53 kg độ xuống là ok. Chị Linh hết trắng rồi, người đẹp ơi lấy một khác, lấy một khác giùm em đi chị. Xíu nữa đợi qua lấy một khác giùm em đi ha. Đây nè em lên mẫu nha mọi người. Đây ạ, dễ thương lắm mọi người ha. Ồ, bộ treo ngoài, bộ treo ngoài cái chiêu con thép con. Hả? 1m50 40kg vừa không hết luôn rồi Kim Ngân ơi, bộ đồ bộ beo ngoài cái treo còn cái khác không? Cái bộ beo đó hả, nó có hai màu chị, nó có màu đỏ với lại một cái màu vàng đậm. Xíu nữa em like cái mẫu đó cho chị coi hả, xíu nữa em like mẫu đó cho chị coi. Mà mẫu đó tầm 52kg 53kg độ xuống thôi nha, 52 chị nào may mặc ngắn người thì mặc ok bộ đó ha. Rồi nha mọi người, đây nè bộ em mặc nè, màu đen ha. Khoác hả? Khoác nhung thì em còn có mấy cái thôi mấy chị ơi, thì khoác thì nó không có, hôm nay không có mẫu mới mấy chị. À xíu nữa em lên cái mẫu khoác này cho mấy chị coi. Rồi bộ mặt này 53 kg độ xuống là ok nha mọi người nha, 80.000 một bộ nha. Rồi đen mọi người, ai lấy set thì comment cho em set đen nha mọi người nha. Set đen cho mấy chị ơi, chứ rất là ok luôn nha mọi người nha, 53 kg độ xuống là ok nè. Rồi Alex comment giúp em luôn à, có set đùi nha chị đội đội Vương ơi, có set đùi hả, nói chung là đùi thì lúc nào cũng có nè. Rồi Alex thì comment giúp em bộ em mặc nha mọi người, 80.000 một bộ thôi, 53 kg độ xuống mà ok hết nha mọi người nha. Những cái mắt xích này khoác lên có, hôm nay có khoác lên nha. Đây những cái mắt xích này nè, nó là in 3D nha mấy chị ơi, 3D nha, siêu đẹp luôn. Rồi có 80.000 thôi à bộ này, 80.000, 53 kg độ xuống mà ok à, tay dài nha. Cái này vải 3D á chị Ngọc Hưng ơi, vải 3D này nha, chị mua qua rồi mà phải không? Chị mua hàng của em qua rồi thì chắc chị có mua cái chiếc vải này qua rồi á, trước thun. Thun 3D nha mọi người nha, rất là dễ thương luôn, đẹp cực kỳ luôn á, 75.000 thôi. Ai lấy thì comment giúp em nè, 80.000 một bộ chứ nãy giờ cứ 75.000 rồi. 80.000 một bộ nha mọi người nha, 53 kg độ xuống mà ok nha mọi người, xét ha, rất là dễ thương luôn đó chị. Chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. À. 80.000 nha, quý thiên xuân bộ em đang mặc nè, ok nè. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị ơi, 80.000 thôi, có bộ lẫn không vậy? Bộ lẫn ha, lẫn không có chị. Quý thiên xuân này có bộ đùi thôi với lại bộ dài thôi chứ không có bộ lửng ha. Quý thiên xuân nè, bộ nè. Rồi ai lấy bộ nữa thì chốt giùm em nha, set nha, set 3D nha mọi người, set đen ha. Chị nào lấy set đen thì chốt set đen giùm em nè. Thiên Quang Châu set 80 nè, ok nè. Thiên Quang Châu set 80 nè. Rất là dễ thương luôn nha mọi người. Thiên Quang Châu nè, set này tầm 53 kg độ xuống mà ok nha. Nhớ là nghe rõ số ký rồi hãy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Không thôi là mua về là mặc không vừa là mất công lắm á. Đây nha, rồi Thiên Quang Châu nè. Rồi ai lấy set em mặc thì comment cho em set đen nha mọi người nha, 80.000, 53 kg độ xuống mà ok nha mấy chế. Em là em 1m62, em nặng 55 kg nha mọi người nha. Em 1m62, em nặng 55 kg, em ở Sài Gòn chị Trâm Lan ơi, em ở quận 11 nha chị nha. Đó, ai lấy thì comment giúp em à. Rất là dễ thương luôn nha mọi người, set đen ha. Chế nào lấy set đen thì comment set đen giùm em nha mấy chị ơi. Set này rất là xịn luôn nè. Mấy chị thấy không, cái nhà bên đây là lúc nào nó cũng bỏ lọt như thế này nè, là cái chất của nó cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Nhìn cái bọc thôi là biết được cái chất rồi. Có một màu thôi Kiều Minh ơi, có một màu đen thôi chị ơi. Đây nè, có một màu đen thôi. Ai lấy thì comment giùm em set đen nha mọi người nha. 53 kg độ xuống mặt ok set này nha. Tay có bo, quần có bo luôn à. Nè, tay bo, quần bo luôn nha mọi người. Em là em 55 kg nặng, em cao 1m62 nha mọi người nha. Hơi bị xinh, đẹp lắm nha mấy chú ơi, rất là đẹp luôn. Bộ chị mặc ok. Lê Ngọc Hân nè, Lê Ngọc Hân cho em số điện thoại nha Lê Ngọc Hân ơi. Lê Ngọc Hân nè, cho em số điện thoại nha chị yêu nha. Lê Ngọc Hân nè. Hôm bữa xem gọi chứ không được vậy trời. Lê Ngọc Hân nè, cho em số điện thoại nha. Rồi ai lấy set em mặc đúng không mấy chị? Ai lấy set em mặc thì chốt giùm em ha mọi người ha. Set em mặc ha, dễ thương lắm luôn á. Nó còn có 5 bộ thôi là hết rồi. Ai lấy thì comment giúp em nha. Set này 53-54 kg độ xuống là ok. Set này co giãn nè, chị nào 54 kg mà cao cao thì mặc ok set này luôn nha mọi người nha. Set này có co giãn nhiều lắm, 54 kg độ xuống mặc vừa luôn nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em nha mọi người nha. Siêu đẹp. Rồi em có set đen. Ai lấy thì comment giúp em nha. Set đen mặc nha mọi người nha. Set đen mặc dễ thương lắm á nha mấy chú ơi, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy thì chốt giùm em nha mọi người nha. Xin luôn nha mọi người.
Nè em lên khoáng nè. Bữa này phải khoáng không ta? Em cao với nặng bằng chị luôn. Ok Ngọc Thảo ha. Rồi ai lấy sấy đen mặt nữa không mấy chị ơi? Chị nào lấy comment giúp em nha mọi người nha. Bên chị còn đồ của em đó, mai chị gửi chung luôn cho em nha. Ok Lê Ngọc Hưng ha. Hôm bữa em gọi chị hoài mà gọi không được gì người đẹp ơi. Rồi áo khoác này nha mọi người ơi, khoác ha. Khoác này khoác lên nha mấy chị nha. Khoác lên dễ thương lắm. Có đồ con trai anh chị không? Có đồ con trai chị ơi, 48kg 1m55 mà ok nha Lê Phong ơi. 42kg 1m57 mặc được nha chị Hào Huyền. 42kg 1m57 mà ok nha chị nhá. Đó, nói chung là cái bộ này nè chị ơi, nó có co giãn nên là em báo số ký nó hơi lớn xíu thôi, chứ thực sự là nó cũng không rộng lắm đâu. Cái phơm của nó người vừa người thôi à, nên là mấy chị 4 mấy ký là mấy chị mặc ok hết nha. 80k một bộ đen ok Kiệt Trần nè. Kiệt Trần bộ đen nè. Ai lấy thì comment giùm em ra bộ đen nha mọi người. Set đen em mặc ha, 80.000 thôi mấy chị ơi, 80.000 thôi nha. Kiệt Trần nè, 80.000 một bộ thôi mấy chị ơi. Chế nào lấy comment giúp em nha mọi người nha. Em còn có 4 bộ thôi là hết rồi á. 4 bộ thôi à. Thiệt sự luôn, set này vải rất là đẹp nha mọi người nha. Set này vải rất là ok luôn á mấy chị. Mấy chị không tin mấy chị tôi mua thử đi. Mua thử bộ này thôi, là nói chung là cái chiếc của nó cũng đẹp lắm nha mấy chế. Nó là vải ha mọi người, vải thun lạnh nhưng mà nó là 3D nha mọi người nha. Những cái hoa văn, những cái chi tiết trên đây nè nó không có bị dính, nó là vải luôn mấy chị ơi, không phải là in mà in dạng 3D á. Này set váy đi chị, không có set váy á Nguyễn Linh Nhi ơi, không có set váy ha. Rồi, ai lấy bộ mặt nữa không? Ai lấy thì comment giúp em nha mọi người. À chị nào lấy comment giúp em nha, set 3D nha mọi người nha. Set 3D nè, hơi bị xinh, hơi bị đẹp luôn á. 80.000 thôi nha mọi người. Rồi em lên áo khoác nè. Khoác lên này thì 50.000 một áo thôi. Dễ thương lắm, khoác lên này 50k một áo thôi nha mọi người nha. 50k. Bao dễ thương luôn nè mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. À, có thằng khùng vô. Rồi nha, khoác len nè mấy chị ơi, khoác len ha mọi người ha, len này dễ thương lắm luôn. Đó, đẹp lắm luôn nha. Ủa cái màu em mặc là cái màu em mặc là màu tím á mấy chị ơi, màu tím mà sọc nè, tím sọc xanh nha, 50.000 một áo thôi nha mấy chị nha. 50.000 một áo ha, 55kg độ xuống mặc ok hết, màu em mặc là màu tím nha mấy chị ơi. Nam em mặc ấy lộn mà cái gì? Cái áo mặc là màu tím nha mọi người. Len ha mọi người ha, thôi kệ đó đi mấy chị ơi, tập trung chuyên môn em đi nè. Tập trung chuyên môn đi mấy chị. Rồi nha mọi người nha, mọi mặt là màu tím ha, tím đậm. Rồi xám đậm nè mọi người, tím đậm xám đậm nè, màu đô nha, khoác lên nha mọi người. Tím đậm xám đậm đô nè, xanh đậm nè ha mọi người ha. Xanh đậm. Màu này là màu nâu nha mọi người, khoác này mặc vừa nha, màu nâu nè. Rồi. Nâu nhạt nha mọi người, màu này nâu nhạt đi. Màu này nâu đậm nè, sao cái xếp này nó tùm lum màu hết, nâu đậm nha mọi người nha, nâu đậm. Rồi màu biển nè mấy chế ha. Màu này màu đỏ. Cà phê sữa đá màu đen nè, ok nè. Ủa nó không có màu đen, nó có màu dương thôi à. Lấy cho cà phê sữa đá màu dương nha. Cà phê sữa đá màu dương nha, 50.000 một áo thôi nha mọi người. Màu em mặc là màu tím nha mấy chứ ơi, tím nhạt, tím đậm nha, em đọc lại màu nha. Tím đậm nè, màu đỏ nè, màu xám nhạt nha. Tím đậm đỏ xám nhạt nè, rồi màu này là màu biển nha mọi người ơi. Không có nút. Cái áo này không có nút nha người đẹp. Áo này cái dạng như cái vải của nó là vải bầu bầu rồi nhưng mà có túi trên đây ha. Rất là dễ thương nè. Cái khoác này hả? Khoác này thì form bình thường thôi. Con vừa dễ thương lắm luôn. Này đứng lên một cái rồi đọc màu cho mấy chị xem nha. Đây nè, đây nè, đó dễ thương chưa. Cái phân của nó phân vừa nha, cái mẫu của nó là vậy nó mấy chị, dễ thương lắm á. Mọi mặt là màu tím đậm ha mọi người ha. 50k một áo thôi à, dễ thương lắm luôn, không có đen, không có đồ 65kg đâu nha chị ơi. Bộ treo đằng hả, cà phê sữa đá ơi, cái áo này là màu tím á, cái áo khoác này nó không có màu đen chứ. Này chất len chị Lê Nguyễn ơi, len nè, mà len này mặc không có bị ngứa đâu nha mọi người. Len này mặc không ngứa đâu ha, rất là rẻ nhưng mà hả mặc cực kỳ ok luôn. Mệt mỏi tím đậm nè, ok nè, mệt mỏi cho xin lại số điện thoại nha, mệt mỏi nha, em đọc màu lại cái áo khoác em mặc nha mọi người. Mệt mỏi cho xin lại số điện thoại luôn. Rồi màu xám đậm này ha, xám đậm này, màu đô nè, xanh đậm nè, màu này màu nâu nhạt nha mọi người nha, nâu nhạt. Rồi nâu đậm nè ha mấy chị ha. Rồi màu biển nha, màu đỏ với là màu xám nhạt. Đây xám nhạt nè. Rồi ai lấy màu nào cùng mình màu đỏ anh em đi, để em thử xám nhạt cho mấy chị coi ha. Vậy thôi chị nha. Vậy là cà phê sữa đá không lấy phải không? Em mua rồi đẹp lắm áo này bữa. Ủa áo này là nó khác mà, khác hôm bữa mà. Nó đâu có giống hôm bữa đâu. Cho coi bộ đơn sâu, bộ đồ sau lưng.
gì vậy? Bộ đơn sau lưng đôi giày là gì vậy chị? Không hiểu gì hết. Đây nha, 50 nghìn một áo thôi nha mọi người ơi, 50 nghìn một áo thôi, 55kg độ xuống phần mặt vừa hết nha mọi người nha. Đây xám nè, xám lợn nè. Tại vì cái này nó tự nhiên nó không có màu đen, nó có xám đậm thôi. Lấy xám đậm được không? Cà phê sữa đá ơi, lấy xám đậm giùm em được không? Hay là màu khác cũng ok, nói chung là màu nào cũng đẹp hết trơn á. Áo này có 50 nghìn một áo thôi nha, 55kg khoác vừa hết nha mọi người. Đó dễ thương lắm luôn. 75k bộ màu hồng gì vậy? Hồng nó hết rồi chị ơi, bộ hồng nó hết rồi nha. 55kg độ xuống mặt vừa, áo khoác này hết nha mấy chị ơi. Khoác này 55kg độ xuống mặt vừa hết nha. Thanh Vinh màu nâu nè, ok nè. Thanh Vinh ơi, chị lấy màu nâu đúng không? Nâu đậm đúng không chị? Thanh Vinh nè, 50.000 một áo mặc thôi nha. 50.000 một áo mặc thôi Thanh Vinh nè. Thanh Vinh ơi, chị lấy nâu đậm ha. Rồi, ai lấy xám nhạt thì comment cho em xám nhạt nha. Bộ đồ tay dài sau lưng á hả? Rồi ok, bộ đồ tay dài sau lưng xíu nữa em lên luôn nha. Mặc ấm không, mặc cái này thì khoác nhẹ thôi chứ không có ấm đâu nha Ngọc Anh. Khoác này khoác nhẹ thôi ha, khoác ấm là nó không có phải cái loại này. Rồi, mọi em mặc là màu xám nhạt nha, màu này là màu nâu nhạt nè. Màu đô nha, màu xanh đậm. Rồi màu dương nha mọi người nha, màu dương nha. Rồi màu xám đậm nha mọi người nha, xám đậm đây. Rồi có màu biển với màu đỏ nữa, màu biển nè. Màu biển đây, màu đỏ đây nha, màu đỏ nè. Màu áo chị áo mặc đó là dương bạch, ok dương bạch nè. Áo mặc là dương bạch ha. Rồi ai lấy áo mặc nữa thì chốt em nha mọi người. Dương bạch áo xám này ha. Áo xám này, xám nhẹ cho dương bạch nè. Ai lấy thì comment giúp em nha mọi người. Màu đỏ đô hả, đây nè, đỏ đô đây. Trời dễ thương lắm mà có 50.000 một áo thôi. Ủa hết xám rồi, người đẹp ơi, hết xám giờ rồi. Chị lấy xám nào, lấy xám đậm được không? Em còn xám đậm thôi, sau nãy chị nói màu nâu. Lấy màu nào thì chốt giùm em một màu thôi nha, đừng đổi tới đổi lui giùm em nha mấy chị ơi. Đỏ vậy nó lộn xộn lắm á, có khi lộn luôn á. Đây nè, đỏ dễ thương chưa? Rồi nhóc bướm đừng hỏi màu xám luôn nè, ok nè, hết luôn rồi, hết xám luôn rồi nha. Nhóc bướm đừng hỏi màu xám nè, nhóc bướm đừng hỏi cho lại số điện thoại. Nhóc bướm đừng hỏi ơi, 50k một áo thôi nha mọi người. Xám nhẹ hả? Hết xám nhẹ rồi. Hết xám nhẹ rồi chị, hết xám nhẹ rồi chị ơi. Thử màu đô. Mua màu chị mặc ok, mua Lê Ngọc Hưng nè, màu đô hả chị ha. Màu em mặc là màu đô nha chị Lê Ngọc Hưng ơi. Lê Ngọc Hưng màu đô nè. Lê Ngọc Hưng màu đô nè. Rồi còn đỏ nha, đỏ biển này, nâu nhạt nè. Rồi xanh đậm nè, với lại màu dương thôi nha mọi người. Đỏ biển, sau nâu nhạt, xanh đậm với dương ha mọi người ha. Màu đỏ đây, dễ thương lắm nha mấy chú ơi. Rất là đẹp luôn á, 50 nhiều áo thôi. Lên này, lên nhẹ ha mấy chú ha. Mà chiếc lên của nó mặc thích lắm. Mặc rất là êm, không có bị ngứa, không bị sót đâu. Mấy chị mặc yên tâm mặc luôn nha. Rồi màu đỏ đây nha mọi người. Đó, ai lấy đỏ thì chốt đỏ giùm em đi. Đỏ dễ thương chà. Nó có túi luôn nha mấy chịu nha. Có túi luôn này, chiếc lên mịn lắm mấy chú ơi, lên rất là mịn luôn á. Rồi đỏ là màu em mặc nha mọi người nha. Màu đỏ này, màu dương nè. Màu đỏ, màu dương này, màu xanh ha. Rồi màu nâu nhạt nha mọi người. À màu biển chứ, màu biển này. Rồi màu xanh đậm đi. Cái này là xanh lá nha mấy chế nha, xanh lá. Rồi màu đỏ ha, màu đỏ, màu xanh lá nè, màu nâu nhạt nè. Rồi màu biển nha mọi người ha. Rồi màu này màu dương nha mọi người. Rồi ai lấy comment em luôn nha mọi người. Thôi bị xinh luôn nha mấy chị, em còn đúng 5 màu này thôi nha mấy chịu nha. Em còn đúng 5 màu thôi, màu đỏ, màu dương, ok Thúy Kiều Nguyễn nè. Thúy Kiều Nguyễn đỏ dương là hết, đỏ luôn, đỏ dương luôn nha. Em còn biển xanh đậm với nâu nhạt thôi nha mọi người ơi. Chị màu Ngọc Anh nó nói chị màu màu gì vậy? Chị comment màu gì vậy chị, không hiểu. Nè xếp giùm em ơi. Rồi em còn màu biển nha, nâu nhạt nè, với màu xanh đậm thôi. Biển nâu nhạt với xanh đậm ba màu nha mọi người nha. Ai lấy khoái không? Ai lấy khoái thì chốt khoái giùm em luôn nha mọi người. Không ai lấy nên qua mẫu nha. Xếp đây mặc ai lấy nữa thì comment giùm em chữ xếp đen nha mọi người nha. Xếp đây mặc là xếp đen ha. Ai lấy thì comment giúp em luôn. Đây nè màu biển nè. Trời rất là ok luôn nha mấy chị. Xinh lắm nha mọi người, có 50.000 thôi. Mà mặc dễ thương lắm mấy chị mặc, nói chung là mấy chị mặc áo hai dây bên trong đó, rồi mấy chị khoác nhẹ bên ngoài thôi là nhìn cũng rất là xinh luôn rồi. Rồi em còn ba màu nha, màu biển nha, màu nâu nhạt với màu xanh lá nha. À lấy đi comment giúp em luôn. Biển nâu nhạt xanh lá à, biển nâu nhạt với xanh lá, chị nào lấy thì comment giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em luôn nè. Hơi đẹp, hơi dễ thương quá nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em nha mọi người nha. Rồi em qua pyjama tay dài nè. Ê pyjama quần dài nha. Màu gì sáng còn đấy mà. Màu đó là màu nâu nhạt á, chị lấy màu nâu nhạt không? Thanh Vinh, nếu mà chị lấy nâu nhạt thì em đưa chị cho nâu nhạt cho. Chứ màu xám là hết rồi. Chứ màu xám là hết rồi. Ok Thanh Vinh nè, lấy nâu nhẹ ha. Thanh Vinh nè, rồi chị lấy không, lấy nâu đậm đúng không? Thanh Vinh nâu nhẹ nè. 50k thôi nha mọi người ơi. Chia sẻ like giùm em đi mọi người. 16, 17, 18 Thanh Vinh nè. Rồi, ai lấy nữa thì comment giúp em. Ngọc Anh ánh màu biển nè, ok nè.
Rồi em qua mẫu luôn nha, Ngọc Anh Ánh màu biển nè. Qua mẫu luôn ha mọi người ha, qua pyjama ha. Pyjama tay heo quần dài. Rồi lên pyjama quần dài nha mọi người, pyjama quần dài ha. Bộ trắng trên canh bao nhiêu? Bộ trắng trên canh đó hả? Bộ trắng trên canh đó là lại nhiêu quên rồi ta. Hình như 75 nghìn á chị ơi. Hình như là bộ đó 75 nghìn á chị. Em lên pyjama này xong em lên bộ trắng đó cho mấy chị coi ha. À lấy set đen em mặc nữa thì chối giùm em chị set đen ha mọi người ha. Rất là ok luôn á. Set đen mặc thì có 80 nghìn thôi, mà 53, 54 cái độ trắng là ok hết nha mấy chị yêu. Chị nào lấy comment giúp em nha mọi người. Rồi em lên pyjama đi ạ. À. Pyjama này là pyjama tay ngắn quần dài nha mọi người nha. Dễ thương lắm luôn. Rồi bộ này 75 nghìn nha chị ha. Bộ này 75k nha mọi người. 55 cái độ xuống mặt vừa luôn, 75k. 54 cái độ xuống mặt vừa đi nha mọi người nha. 54 kg độ xuống mặt ok bộ này ha, rất là dễ thương luôn nè. 75 nghìn thôi, pyjama tay ngắn quần dài. À, cái này là viền của nó là viền phối ha, phối màu nha mọi người nha. Đó rất là xinh luôn ạ. À. Đây mọi mặt là màu hồng nha, 75 nghìn một bộ thôi nha. Mọi mặt là màu hồng nhẹ nha mấy chị. Mọi mặt là màu hồng nhẹ nha, 54 kg 55 kg độ xuống mặt vừa luôn, hồng nhẹ nha. Hồng nhẹ nha mọi người, không có quần đùi hả chị? Quần đùi hả? Quần đùi có quần đùi chứ quần đùi da được không? Mà quần đùi có quần đùi da đó. Rồi nha mọi người, mọi mặt là màu hồng nhẹ này, em động màu lại cho mấy chị xem nè. 75 nghìn một bộ nha mọi người. Phi lụa nha mọi người nha, mọi mặt là hồng nhẹ nha mấy chị ơi, mọi mặt là hồng nhẹ nè. Hồng nhạt rồi màu vàng nha mọi người, hồng nhạt vàng nè, hồng đậm nè, rồi màu xanh đậm ha mọi người ha, xanh đậm ha, dày dặn lắm luôn á. Rồi màu này là màu vàng nhạt nha mấy chị ơi, vàng nhạt ha, vàng đậm, vàng nhạt vàng đậm nè, xanh đậm nha mọi người nha, hồng đậm ha, cái mặt là hồng nhạt. Rồi màu này màu biển nha mọi người, vải phi nha chị ơi, phi ha, màu biển. Rồi màu này là hồng sen, hồng sen nha mọi người nha, hồng sen. Rồi màu đỏ đây nha mọi người, màu đỏ. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đỏ giùm em luôn ạ. Ai lấy màu nào comment màu đó giùm em luôn nha. Cái này là vải phi lụa nha mọi người, phi bóng á, phi lụa, nhưng mà cái chất của nó là phi lụa nha mấy chế ơi. Phi này hàng loại một ha, rất là dễ thương luôn á. Vàng nhạt chơi dương bạch nè, ok nè. Dễ thương lắm, 75 ngàn thôi à. 1m50-40kg mặt vừa nha chị ơi. Cái này của như dương bạch nè. 75 ngàn thôi ha mọi người ha. Lê Ngọc Hưng màu biển nè, ok nè. Lê Ngọc Hưng màu biển nè. Lê Ngọc Hưng biển nè. Hai Ngọc Hưng màu biển nha. Vàng nhạt hết rồi Nguyễn Linh Nhi ơi, còn vàng đậm thôi à. Còn vàng đậm thôi Nguyễn Linh Nhi. Rồi mọi mặt là màu hồng nhạt nha mọi người em nè. Hồng nhạt nè, màu đỏ nè, hết biển rồi Kiều My ơi. Có hồng nhạt này đỏ nè ha, màu hồng sen ha. Hồng đậm nha, xanh đậm nè. Đây có màu vàng đậm này được không? Có màu vàng đậm nè. Vàng đậm ha. Đó, rồi ai lấy màu nào cùng mình giùm em màu đỏ luôn. Cái này xanh coban nha mọi người nha. Xanh coban, ai lấy xanh coban thì chốt em xanh coban luôn. Rất là dễ thương nha, 75 ngàn thôi, 52 kg mặc vừa nha Đào Hoài Diệu ơi. 52 kg mà ok nha chị nhá. Nói chung cái bộ này cái phân của nó mặc thoải mái lắm mấy chứ ơi, mà cái chất của nó cũng rất là mềm luôn. À, em ở quận 11 á nha chị Thắng Tuấn ơi. Đang mặc cho Kim Hân này ok nè. Kim Hân đang mặc nè, Kim Hân cho số điện thoại nha. Hồng nhạt hết luôn rồi Kitty Hà ơi. Hồng nhạt hết rồi, Đầm Hoài Diệu hồng nào vậy? Ủa Kim Hân lấy hồng đậm đúng không? Rồi hồng nhạt cho Kitty Hà. Ủa Kim Hân ơi, Kim Hân lấy hai bộ hả? Cái đó của chị Ngọc Ánh Ánh á. Kim Hân lấy bộ em mặc với lại màu hồng này đúng không chị? Hồng nhạt hết rồi nha, Đàm Hoài Diệu lấy hồng nào vậy? Kim Hân nè. Kim Hân cho em số điện thoại nha, 75 nghìn một bộ thôi. Kim Hân lấy hai bộ đúng không? Kim Hân cho số điện thoại cho Kim Hân nha. Bộ hồng đậm với bộ hồng nhạt luôn đúng không chị ơi? Nguyễn Linh Nhi màu đỏ nè, ok nè. Nguyễn Linh Nhi màu đỏ nè. Nguyễn Linh Nhi đỏ này 75 nghìn thôi nha mọi người nha. Hồng em mặc đậm đậm nhạt luôn, ok Kim Hân nè. Vậy cho em số điện thoại đi nha. Hồng em mặc hết rồi, Đào Hoài Diệu ơi, em còn hồng sen thôi chị. Em còn hồng sen nè, xanh đậm nè. Em còn hồng sen xanh đậm, màu vàng đậm ha, xanh coban nha mọi người nha. Rồi ai lấy thì comment giúp em luôn ạ. Dễ thương lắm nha, còn có 5 bộ thôi là hết rồi. 75 nghìn một bộ nha mấy chị yêu. 75 nghìn một bộ thôi, đây này màu hồng đậm nha mọi người. Cái này hồng đậm ha. Hết áo khoác rồi hả chị? Áo khoác hả? Áo khoác nhung mấy em lấy không? 75 nghìn một bộ nha Hà Đỗ Minh ơi.
75.000 một bộ thôi mấy chị ơi, hồng đậm nha, xanh đậm, hồng đậm, xanh đậm, vàng đậm nè, dễ thương lắm mấy chị ơi. Rồi xanh coban đó, ai lấy màu gì chốt màu đó em đi ạ. Siêu đẹp luôn, nói chung là cái chất vải của nó ok lắm nha mọi người nha, chất rất là ok luôn nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Ai lấy thì comment giúp em luôn. Đây nè, xanh đậm nè, trời ơi thiệt á. Ủa cái bộ xanh này nó quá xá dày luôn mấy chị ơi, nè đẹp lắm nha, đẹp lắm mọi người ơi. Chị nào mua bộ xanh này là nói chung là cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Ai lấy comment giúp em nha. 54-55 cái độ chính mà ok hết nha mọi người. Em còn xanh đậm, xanh coban, vàng đậm, màu hồng đậm, hồng sen nha mọi người nha. Đó, hồng đậm hết rồi, quên, còn hồng sen thôi. Cái này của Kim Hân nè. Rồi nha, em thử cái một cái màu xanh đậm cho mấy chị coi nè. Xanh này em bên trong em là cái màu xanh cổ vịt đó, không biết mấy chị kêu màu xanh gì, em nên là em kêu là xanh đậm cho nó dễ kêu nha mọi người nha. Vàng đậm cho Kiều My nè. Ok nè, Kiều My trên số điện thoại nha Kiều My ơi. Kiều My trên số điện thoại nha chị nha. Đây nha mọi người, dễ thương lắm luôn á mọi người. Hay là đẹp lắm á chị ơi, xinh lắm. Nè, màu xanh đậm đây, màu xanh đậm của em đây ha. Đó, chất rất là ok luôn, đẹp lắm mấy chị ơi, xinh lắm luôn. Đó, Kiều My vàng đậm nha, ok nè. Kiều My cho số điện thoại nha. Kiều My vàng đậm này 75.000 một bộ thôi nha mọi người. Kiều My vàng đậm này, nhớ theo dõi cái nick Facebook của em nha. Kitty Hà xanh đậm nè, ok nè. Kitty Hà trên số điện thoại nè. Bộ em mặc hết rồi chị Hà Đỗ Minh ơi. Chị xí em nhắn tin chị địa chỉ, chị nhớ coi giúp em chứ em đi học để điện thoại nha. Ok Nguyễn Linh Nhi nha, nhưng mà phải nghe máy mới chốt đơn được Nguyễn Linh Nhi ơi. Nguyễn Linh Nhi chưa mua bên chị lần nào đúng không? Phải nghe máy nha chị mới chốt đơn đi được ha. Chứ không nghe máy là không có chốt đơn được đâu. Rồi nha, em còn hồng đậm nè. Kitty Hà, Kitty Hà chấm số điện thoại đi chị. Kitty Hà này chấm số điện thoại nhau. Cái Kim Hưng hai màu này xanh đậm hết rồi. Em còn màu hồng đậm nè, xanh bích với lại màu vàng, rồi còn đúng ba màu thôi nha. Em còn hồng đậm nha, xanh coban với lại màu vàng thôi. Rồi em còn 3 bộ thôi, chế nó lấy đi comment giúp em nha. Đàm Hoài Diệu ơi lấy xanh này được không? Nè, Đàm Hoài Diệu ơi lấy xanh này được không? Đàm Hoài Diệu ơi. Đó, dễ thương lắm nha mọi người. Đẹp lắm đúng không mấy chị ơi, xanh coban nha. Xanh coban hồng đậm với lại màu vàng thôi, rồi em còn đúng 3 bộ đó. Chế nó lấy đi chốt giùm em đi. Em qua mẫu đây. Rồi lên mẫu nha, lên áo nha mọi người ơi, áo ha. Ok Kim Hân ha, nói chung là mấy chế phải nghe điện thoại giùm em mới chốt đơn được nha mấy chị ơi. Không nghe điện thoại là em không có chốt đơn được đâu nha mấy chị ơi. Không nghe điện thoại là em không dám gửi hàng đâu, em nói thẳng ra là vậy luôn đó. Để xí chị gọi điện cho em được không? Không em ơi, xí nữa. Chị like xong là có lắm luôn rồi. Rồi A lấy A bộ sao bộ em mặc thì comment giùm em luôn. Hả? Nguyễn Linh Nhi inbox giùm em, Nguyễn Linh Nhi ơi, inbox giùm chị đi nha. Inbox giùm chị đi nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người. Lên làm đồ khác đi đây nè, qua mẫu đây. Qua áo nha, áo với chân váy nha mọi người. Áo với chân váy da nha mọi người. Áo này 50.000, chân váy này cũng 50k thôi ha. Rất là đẹp luôn. Có quần lẻ. Có quần lẻ gì vậy? Lẻ màu không có, người đẹp ơi, có quần lẻ mà đen thôi à. Có quần đen thôi, quần thì có một màu đen thôi. Cái màu khó bán lắm. À có quần màu quần baggy á. Có quần baggy á mà dạng chính tức á thì có caro á được không? Đây nha, rồi qua mẫu nha mọi người. Áo này thì tầm form tầm 52kg độ xuống thôi ha. 50.000 một áo nha mấy chị nha. 50.000 một áo đẹp lắm luôn. Viền đẹp cực kỳ luôn. Chân váy này cũng 50k thôi nha mọi người. Chân váy này cũng 50k một chân váy thôi ha. Dễ thương lắm luôn. Rồi đợi xíu lên sơ mi luôn nha. Sơ mi mà sơ mi tay ngắn được không? Sơ mi tay dài không có. Xanh đang mặc em hết rồi, em còn xanh coban thôi được không chị bé xíu ơi. Đây nè, em còn xanh này được không bé xíu? Em lấy cho chị xanh này nha bé xíu ơi. Em lấy chị xanh này nha chị. Em lấy vàng với là xanh này cho chị ha. Ok thì hả, ok giùm em nha chị ơi. Rồi bé gì? Bé xíu à, bé xíu cho số điện thoại này bé xíu ơi. Bé xíu chút vàng nè. Màu vàng. Thì màu vàng nha bé xíu ơi, vàng đi nha bé xíu. Bé xíu cho số điện thoại nè. Rồi em còn màu vàng với là màu xanh đây nè chị bé xíu ơi. Bé xíu lấy không? Lấy thì cho em số điện thoại nha.
lấy đi, trên số điện thoại chốt hai màu nha chị nha, xanh này là xanh cobalt rất là dễ thương luôn á. Đây áo ấy mặc nha mọi người, áo mặc 50.000 nha mọi người nha, bao đẹp luôn, chân váy thì 50k luôn, cực kỳ xinh luôn nè. Đó đẹp chưa, chân váy da nha mọi người ơi, hơi bị xinh luôn, có gì kéo bên hông không mọi người ha. Ok bé xíu này cho số điện thoại nha bé xíu ơi, bé xíu nè. Rồi áo ấy mặc này nha mấy chị yêu nha, để em đợi một xíu nha, em coi mấy cái size chân váy này cái. Rồi chân váy này có 3 size SML nha mọi người, 3 size SML ha, SML XL chứ lộn, SML XL nha mấy chị nha, SML XL. Rồi SML XL nha mọi người nha, S là dưới 43kg giùm em nha mọi người, S là dưới 43kg giùm em nha, M từ 43 tới 46kg nha mọi người, L từ 46 tới 50kg, còn SL từ 50kg tới 52-53kg giùm em nha mọi người nha. Ai lấy comment giúp em nè, chị bỏ áo ra em coi đã. Ai lâu chưa tươi, em like nãy giờ rồi chị Thạch Thảo ơi, hồi chị có nhắn với chị đó, chị có thấy không giờ. Áo này là form như vậy ha nè, form vậy nè, đỏ rồi mọi màu xanh rêu nha mọi người. Thảo chuyển khoản rồi mà thư nhận được nhắn Thảo hay nha. Ok chị Thạch Thảo ha. Rồi em đọc màu áo đây ạ. Em đọc màu áo đây nha mọi người ơi. À, áo này vải thun nha chị ơi. Áo này vải thun chứ chưa nhắn tin hỏi màu qua đi tay dài. Ủa đâu có thấy đâu Trường Nguyễn Linh đang ơi, không có thấy á. Em là dưới 43kg giùm em nha mọi người nha. Rồi em đọc màu áo mặt nè. Áo này vải thun nha mọi người, thun len ha mấy chị yêu ha. Thun len rất là dễ thương luôn, xếp bộ còn nha. Áo có dài không chị? Áo này không bình thường ha, không phải crop top đâu nha, nên là yên tâm nha Ngọc Anh nha. Rồi nha mọi người, mọi màu là xanh rêu nè, màu đen nè, màu hồng hồng nhạt nha mọi người nha. Áo hả? Áo này 53kg ok chị. Nói chung là em thì nhắm như vậy đó, mà mấy chị cũng phải nhắm giùm em xíu nha. Đây em là em 55kg mà em cao 1m62 đi ạ. À. Đó, rất là dễ thương ha. Nên là em mặc thì vừa y nhưng mà em phải trừ hao cho mấy chị xuống 2kg là 53kg, 52kg độ xuống mặt ok nha. Màu xanh rêu, màu đen, màu hồng nhạt nè, màu đỏ đô. Màu đỏ tươi nha mọi người nha. Rồi màu kem nha mọi người. Màu vàng đây ạ. À. Màu trắng nha mọi người nha. Đó, rồi ai lấy màu nào chốt em màu đỏ đi ạ. À. 50.000 một áo thôi nha. Chân váy cũng 50k thôi mấy chị ơi, chân váy cũng 50.000 thôi nha mọi người. Chị nào lấy thì chốt em, hai đem đứng lên cho mấy chị xem nè. Đó, áo của nó là form bình thường nha, không phải form ngắn đâu nên là mấy chị yên tâm. Đây nè. Đó, mặc với quần, tại vì mặc chân váy, mặc cái chân váy mấy chị thấy ngắn vậy thôi chứ thực sự là cái phần của nó áo form bình thường nha mọi người. Rất là đẹp ha. À lấy chân váy thì chốt cho em ạ. Chân váy có 50.000 thôi ạ. À. S dưới 43kg, M từ 43 tới 46, L từ 46 tới 50, XL là từ 50 tới là 53kg giùm em chân váy ha. Dễ thương lắm luôn, số lượng có hạn thôi ạ. À. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Áo ai lấy thì chốt em giùm em ha. Áo có 50k một áo thôi mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn, viền sọc rất là đẹp nè. À Nguyễn Linh Nhi áo đỏ đô nè, ok nè, Nguyễn Linh Nhi đỏ đô nè. Nguyễn Linh Nhi đỏ đô nè, 50.000 áo thôi ha. Nguyễn Linh Nhi đỏ đô nè. À, Nguyễn Linh màu trắng, Nguyễn Linh cho số điện thoại nha Nguyễn Linh ơi, Nguyễn Linh nè. Nguyễn Linh cho số điện thoại, coi đen đợi xíu nha Xuân Nghĩa Võ. Nguyễn Linh màu trắng nè, đây nè đen nè nha, đen nè. 57kg mặt không vừa đâu chị ơi. 57kg mặt không vừa đâu nha, đây nè màu đen nè mấy chị luôn nha. Rất là đẹp luôn, 50.000 thôi mấy chị ơi. Chị vô Messenger có, em có gửi đó vì à vậy hả, vậy chắc xong rồi không có thấy á, chắc không có thấy nên không có trả lời á. Trần Nguyễn Linh Đen ơi, đây màu đen nha, đó dễ thương chưa. Ai lấy áo thì comment áo, ai lấy chân váy thì chốt chân váy giùm em nha. Nghĩ thôi hết trắng rồi chị ơi, em còn màu hồng nhạt nè, em còn hồng nhạt nha, màu đen, màu rêu là màu em mặc, rồi màu đỏ tươi nè, cái này đỏ cũng hơi đỏ sậm xíu rồi, không phải đỏ tươi đâu nha. Rồi ha, rồi màu kem nha mọi người nha, với màu vàng, rồi với đỏ đô. Ai lấy màu nào chốt màu đó em đi ạ, đỏ đô nha mọi người nha. Rồi màu rêu, rồi màu rêu là màu mặt nè. Rồi ai lấy áo mặt nữa không, 50.000 thôi nha mọi người nha, 50.000 một áo mặt thôi. Chị nào lấy chân váy thì chốt chân váy giùm em nha mấy chị yêu ơi. Ai lấy chân váy thì comment chân váy giùm em luôn, siêu đẹp, chân váy có 50k thôi nha, chân váy da nha mọi người nha, chân váy da nhưng mà nó có độ co giãn ha, có độ co giãn nhẹ nha. Rồi ai lấy áo mặt nữa không, Nguyễn Thoa lấy màu kem được không chị, kem nè hết trắng rồi, lấy màu kem được không chị yêu ơi, kem đi nha. Đây là 50.000 một áo thôi mấy chị ơi. Rồi ai lấy áo nữa không mấy chế, chế nào lấy áo thì chốt áo giùm em nha mọi người nha. Đây áo đây 50.000 thôi mọi người ha. Đó, nó coi giãn nè mấy chị ơi. Áo này tầm 53kg độ xuống mà ok nha.
Đây dễ thương, 5253 ký độ xuống mặt ok nè. Xếp bộ hà đệm xíu nha, thạch thảo ít hơn lòn ok chị nè, thạch thảo xài ít hơn lòn nè, thạch thảo trên số điện thoại lại nha người đẹp, thạch thảo trên số điện thoại lại nè, thạch thảo ít hơn lòn nè, trời chân váy đẹp lắm nha mấy chú ơi, chân váy rất là dễ thương luôn á, đẹp lắm nè, đó xinh chưa, chân váy da mọi người nha, nhìn rất là có duyên luôn nha mấy chị ơi. Đây dây kéo một bên ha mọi người ha, có dây kéo ngoài đây nè, dây kéo nè, dây kéo ngoài sau này cực kỳ đẹp luôn. Quý thiên xuân màu đỏ nha ok chị nè, quý thiên xuân màu đỏ nè, quý thiên xuân màu đỏ này 50k một áo thôi, ai lấy đi comment em rồi, đợi xíu nha mọi người, đợi em xíu. Quần thể thao hả, có quần jean lưng cao, quần thể thao có nha, có quần thể thao luôn, có quần ôm thôi, quần legging thôi chứ không có quần thể thao chị ơi. Rồi ai lấy áo mặc nữa không nha, có quần legging có được không, quần legging sọc quá. Rồi ai lấy áo mặc nữa không mọi người, em đọc màu lại lần nữa nha, chị nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi, màu xanh rêu, màu kem, rồi màu đen nè, màu xanh rêu kem đen nè ha, rồi màu màu đỏ đô nha mọi người, màu hồng nhạt chứ màu vàng đó, chế nào lấy màu nào chứ màu đỏ giùm em nha mọi người, cho em xem với, đợi xíu nha. Rồi rồi đợi xíu nha mọi người ơi, trời mấy chị ơi, từ từ đợi một tí xíu nha. Đây nè, đó chân váy đây nha mọi người, chân váy rất là xinh nha, em đang mặc là ít đen lờ á đó. Đó xinh lắm luôn rồi mấy chị ha, chế rồi áo mặc nữa không, ai lấy comment giùm em luôn nha mọi người. Đen nè, kem nè, váy 53kg ok, vỏ kim ngô, vỏ kia cái gì ngô kim miếng này, ngô kim miếng cho số điện thoại nha ngô kim miếng ơi. Là sao vậy, người thảo kem nè ok nè, Nguyễn Nguyễn Thôi nè, Nguyễn Thôi màu kem cho số điện thoại, Nguyễn Thôi ơi, Nguyễn Thôi kem cho số điện thoại nha, ngô kim miếng cho số điện thoại nha chị ơi. Ơ như tiền vẫy da chị, vẫy da này 50.000 thôi Nguyễn Lan ơi, 50.000 thôi, 50.000 áo thôi, không có vẫy 55kg người đẹp ơi. Kim Hưng ơi hết kem rồi, Kim Hưng hết kem rồi chị, hôm qua em có đặt set bộ nha chị, coi tháng đang coi mà tháng ra nhất mất ok nè, ok nha, ok Ngọc Anh nha, Xuân Nghị vỏ màu đen nè, ok Xuân Nghị vỏ nè, ngô kim miếng ơi chị có lấy set này à, cái gì váy mặc thì cho em xin số điện thoại nha, Xuân Nghị vỏ nè. Rồi áo còn màu rêu màu vàng nha mọi người nha, màu rêu màu vàng nè, màu hồng nhạt nè, thiếu màu đỏ đô thôi, rêu vàng hồng nhạt đỏ đô, áo mặc đẹp mà xong chế nào lấy hết trơn nha, rất là xinh nha mọi người nha, 50.000 một áo thôi mấy chú ơi, 50.000 áo thôi. Nguyễn Thôi cho em xin lại số điện thoại nha chị đẹp ơi, mai gọi cái bóc máy giùm em nha chị đẹp nha, thì mai là chốt hàng cho mấy chị yêu ơi, để bữa giờ cho mấy chị cũng lâu lắm luôn rồi đó, nên là mai là sẽ chốt đơn luôn nha. Rồi em qua mẫu đây, 55kg vừa không hả, áo không vừa nha chị ơi, cái bộ em mặc là 55kg không vừa đâu. Rồi qua mẫu nha, chế nào lấy chân váy thì chốt chân váy giùm em ha, đó đẹp lắm luôn á, chân váy này xinh không, chế nào lấy hết, nó rất là đẹp mọi người ơi, rất là xinh luôn á. Váy ra 66kg không vừa đâu chị ơi, bên em không bán hàng 66kg ha chị ha, bên em bán tầm 55kg độ xuống thôi. Đây nè em lên set đen cho mấy chị coi nè, set đen caro đằng sau ha mọi người, đây set đen caro đằng sau ha mọi người ha, set đen này thì tầm 52kg độ xuống mặt vừa ha, 52-53kg độ xuống mặt vừa nha mọi người nha, 75.000 là set thôi nha mấy chị ơi, 75.000 thôi à. Em có màu đen với màu trắng hai màu thôi mọi người. Đen là màu em mặc màu trắng là em chế trên nha mọi người, 75.000. Rồi ai lấy comment giúp em luôn, màu đen với màu trắng hai màu không mấy chế ha. Đen trắng hai màu hơi bị xinh luôn ạ. Chị Thạch Thảo ơi có gì nhắn cho em nha. Đồ đợt này để chú rồi chuyển khoản tiếp nha, tươi Thảo về báo trước một ngày, có gì tươi chuyển hàng giúp Thảo nha. Ok chị Thạch Thảo ha, sao thấy áo ngắn quá vậy chị, áo nào, áo hồi nãy hả hay là áo này, áo này cũng áo là phông lẫn luôn chứ không phải phông dài đâu nha, tại vì mấy chị biết sao không nè, cái áo này là cái quần của nó như vậy á nha mấy chế, cái quần của nó như vậy nên là cái phơm áo của nó là lẫn lẫn vậy thôi chứ nó không có dài, nếu mà nó dài nó che mất tiêu cái bảng này rồi. 1m62 55kg vừa không hả chị, 1m62 55kg là em cỡ chị nè em ơi, Ngọc Thảo chị cũng cỡ đó đó, à bằng số ký mà, vậy là người em bằng chị rồi, không có viền khác hả chị. À cái bộ này ha chị ơi, bộ này thì nó là cái viền nó như vậy ha, còn cái set khác thì nó có viền khác ha chị ha. Rồi em có màu đen màu trắng thôi, 75.000 một bộ, ai lấy bộ em mặc không,
đen trắng hai màu 75.000 nha mấy chị yêu nha. 75.000 thôi, màu đen với màu trắng hai màu nha mấy chị nha. Chế nào lấy comment giúp em luôn. 75k một bộ, 52 cái độ xuống mặt ok. 52 53 cái độ xuống mặt ok bộ này nha mọi người nha. Áo khung á hả? Áo khung đó là cái form nó không bình thường chứ không có ngắn đâu Milly ơi. Form nó là form bình thường đó, chứ không phải form áo ngắn đâu, yên tâm nha, không có ngắn đâu. Rồi, chế nào lấy set đi mặt không ạ? À? Ai lấy set đi mặt thì chốt nghe nha mọi người. Chị nào lấy set đi mặt thì chối men nha mọi người ơi. Em lên set khác ha. Em lên set khác nè. Set đùi. Sao mới nhớ quần đùi chị yêu đây nè. Set đùi nha mọi người nha. Set đùi beo ha. Set đùi beo này dễ thương lắm. Set đùi ha. Cái này là nguyên một set luôn. Áo tay dài nha. Quần đùi beo rất là đẹp nha mọi người nha. Chế ơi, rất là xinh luôn set này. Set này 65.000 một set cho mọi người nha, nguyên một set luôn, rất là dễ thương luôn. Mà set này nó hơi sexy xíu. Nó hơi xoắn nhiều nên là nó em lấy rêu cái gì. Ok Milly ha, Milly rêu cho số điện thoại nha Milly ơi. Milly mò rêu cho số điện thoại nha. Rồi bộ này 65.000 một bộ nha mấy chị ơi. Cái set này nó như vậy nè. Đó, rất là dễ thương luôn. 65.000 ha. Màu đen. Ai lấy set bell thì chốt set bell giùm em nha mấy chị yêu ơi. Set bell ha. Áo rêu cho Milly nè. Milly áo rêu nè. Còn rồi set lên mặt nha mấy chị ơi. Cái này là set xoắn bụng ha. Cái này là cổ tim nha mọi người nha. Đó, cái này là quần lưng cao nha mọi người, quần lưng cao ha, nguyên một set như vậy ha, 65.000 một set nha mấy chị yêu nha. 65.000 một set, 53 cái độ xuống mặt ok set này. Đây dễ thương lắm nha mọi người, 53 cái độ xuống mặt ok nha, 65.000. Rồi lấy set bell thì chối em set bell nha mấy chị yêu nha. Rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, 65.000 ha, rất là đẹp. Đó, y hệt hàng xịn luôn à. Chiếc áo gân cực kỳ đẹp nha mọi người. Nè. Thun gân nha mọi người, rất là dày dặn luôn ha mọi người ha. Quần thì thun, quần là thun của nó là thun dày nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Cái này là xoắn bụng ngay đây nè mấy chị ơi. Mấy chị về không thích mặc cái áo này thì có thể mặc cái áo khác cũng ok nữa. Nhưng mà em thấy nguồn set này là mặc quá đẹp rồi. 53 cái độ xuống là ok nha mọi người nha. 65.000. Chị nào lấy comment cho em set bell nha mọi người. Set bell ha. 65.000 thôi mấy chị ơi, dễ thương lắm. 65k, 53 cái độ xuống là ok. Ai lấy set này mặc không? Rất là đẹp ha mọi người nha. Trời ơi xinh lắm luôn mọi người ơi, đẹp lắm. Tại vì em cao thôi chứ chị nào mà thấp thấp thôi mặc cái áo này cũng không có bị hở đâu. Nè, tại vì em cao thôi. Đó, mấy chị nào mà thấp thấp thôi mặc cũng không bị hở đâu thôi chứ ha. Rất là xinh luôn nha mọi người nha. Đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Đó, chị nào thấp thấp là mặc cái áo này kéo cái quần cao lên xíu ha. 40kg vừa nha Nam Lê. Xếp này mấy chị nào 40kg là mặc cực kỳ đẹp luôn. Đó, 40kg là mặc ok luôn nha mấy chị ơi. 53 cái độ xuống mà ok set này luôn nha mọi người. 65.000 thôi mấy chị ơi. Ai lấy set này thì chốt cùng em set bell. Set bell nha mọi người nha. Rồi có chế nào lấy cái mặt một màu thôi, một màu đen thôi à. Áo đen quần vàng. Rất là xinh nha. Một màu một, 65k. Nam Lê ơi chị lấy set này không? Nam Lê chị lấy set này không chị? Set này mặc dễ thương lắm luôn á nha. Có bán không không? Không có bán áo không chị Quý Thiên Xuân ơi. Chị mua nguyên bộ đi rồi chị về chị lấy cái áo đó chị mặc không? Cái áo xinh mà mấy chị, nguyên một bộ cũng rất là xinh luôn á. Cái này nói chung là cái kiểu của nó như vậy á mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Ok chị Nam Lê ha, chốt chị ha, thun nha chị Lê Phúc ơi. Thun mặc ok lắm á, 65.000. Nam Lê cho em số điện thoại này Nam Lê ơi. Nam Lê cho em số điện thoại lại nha người đẹp Nam Lê. Rồi, ai lấy bell thì comment em chữ bell nha mọi người nha. Ai lấy bell thì chốt bell, mà em này không có chữ khác. Không có chữ khác hả chị? Chữ khác là sao nha chị Nguyễn Phương? Bộ em mặc ha mọi người ha. À lấy comment giúp em luôn ạ. À. Dễ thương lắm nha, cổ tim nha mọi người, áo xoắn đẹp lắm. Nói chung 65.000 nguyên một bộ là cũng rẻ lắm rồi mấy chị ơi. Tính ra một cái áo một cái quần có ba mấy nghìn thôi à. Thì có, nhưng mà cái áo này cơ chứ quần nó đẹp lắm nha, rất là dày ha mọi người ha. Bình thường một cái áo như vậy em bán đã 50.000 rồi mấy chị ơi, như là cái áo hồi nãy em bán đã 50.000 rồi. Nhưng mà cái này một set mấy chị mua chỉ có 65.000 thôi. Là nó thiệt là nó quá lợi luôn. Mấy chị về có thể tách lẻ ra mặc vẫn ok nha mọi người nha. Rồi ai lấy bell mặc thì chốt cho em nha. Em qua mẫu nha. Bell ok Lê Dung nè. Lê Dung bell nè. Em nói thiệt dễ thương lắm. Lâu lâu mặc phá cách xíu đi mọi người. Chứ mặc áo cứ bình thường hoài cũng chán lắm chứ bộ.
mặc giống như là lâu lâu mình thay đổi xíu, mình thay đổi phong cách xíu cũng rất là ok nha mọi người nha. Thay đồ cho thấy đi em, cái gì vậy, dạ này khùng nhiều quá vậy. Có cái quần thể thao chỉ có chữ khác không á, quần thể thao không có chữ người đẹp Nguyên Phương ơi, nó chỉ có sọc thôi. Rồi ai lấy chiếc bê mặc nữa không, ai lấy chiếc bê mặc thì chốt men nha mọi người nha. Ai lấy bê thì chốt bê em nha mấy chú ơi. Đây là Kim Chi ơi, dễ thương lắm luôn nha mọi người, 65.000 nha mọi người nha. Rồi đứng lên cho mấy chị xem lần nữa ha, dễ nào lấy thì chốt men nha, không ai lấy thì hoa mẫu nha mọi người. Đó dễ thương chưa, đẹp lắm nha mấy chị, rất là xinh luôn á. Xé đang mặc 65.000 nha Đặng Phương ơi, 53kg độ xuống mặt vừa nha Đặng Phương nha, cực kỳ đẹp. Áo sẵn rất là dễ thương luôn, nhưng mà cái áo này cái chất của nó rất là dày dặn mấy chị yêu nha, rất là dày dặn luôn. Mấy chị nào nhỏ nhỏ người mặc rất là xinh mấy chị ơi, em hứa luôn, xé này mặc rất là đẹp, mặc như vậy thôi mang bata lên là cực kỳ xinh luôn. Rồi cho một xé này ok quý Thiên Xuân nè, nếu như xé này 65.000 thôi em nói thiệt, đẹp lắm mấy chị, không tin mua thử đi. Áo chất chất cực kỳ đẹp luôn, từ cái chiếc áo tới cái chiếc quần luôn á, sáng này không có chơi được chỗ nào hết em hứa luôn. Người vô hình beo nè, ok nè, không có chơi được chỗ nào hết á, rất là đẹp nha mọi người nha. 65.000 có thể tách rẻ là tách lẻ ra mặt ha, mặc nguyên sáng này cũng rất là xinh luôn. Em kết nhất là kết cái áo mấy chị ơi, rất là xinh nha, cổ tim nha mọi người nha, đó dễ thương lắm, xoắn bụng nhìn rất là lạ ha. Rồi ai lấy beo nữa thì comment bê nha, nha mọi người, em còn có vài set thôi là hết rồi ha, em còn vài set thôi là hết rồi. 65.000 ai lấy nữa không ạ, ai lấy beo mặt nữa không, ai lấy thì comment giùm em beo nha mọi người. 65k một set ha mấy chị ha, 53kg độ xuống mặt vừa nha mấy chị ơi, bao đẹp luôn. Ai lấy thì chốt nha mọi người nha, chị nào lấy thì comment giùm em luôn, em qua mẫu đây, em qua mẫu nha mọi người, qua mẫu luôn ạ. Ai lấy beo thì chốt beo em nha mọi người, em qua đầm nha mọi người nha, qua đầm luôn, đầm ha, đầm đầm sơ mi nha mọi người ha, đầm sơ mi caro dễ thương lắm. Chị em nhận đồ đẹp lắm chị, cảm ơn Linh Phạm nhiều nha. Rồi ai lấy beo nữa không mọi người, chị nào lấy beo thì chốt em chịu beo không mọi người ha, siêu siêu đẹp luôn á, có 75.000 thôi, ấy là 65.000 thôi mấy chú ơi, 65.000 thôi nha mọi người nha. Rồi lên mẫu đây nè, mẫu cái đầm sơ mi này thì 55kg độ xuống mặt vừa luôn nha mọi người nha, 55k thôi, rất là xinh. Đây nè mấy chú ơi, đẹp lắm nha mấy chú, đẹp lắm luôn á, rất là đẹp luôn. Có 55.000 thôi nha, 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mọi người. Sơ mi caro mọi người ha, em có màu xanh, màu đen với là màu đô ba màu. Xanh đen với đô ha mọi người ha. Bao đẹp luôn, đằng này chị nào chưa mua được thì mua giùm em ha. Rất là đẹp luôn nè. Còn đầm sọc thu sáng không chị? Sọc gì? Đầm sọc gì người đẹp ơi, sọc gì vậy? Còn đầm sọc caro xám không chị? Đầm sọc caro xám à, đầm sọc caro xám có màu khác nha, có màu khác nha người đẹp nha. Rồi cái đầm em mặc đây ạ, à, đầm em mặc nha mọi người, 55.000 ha, 55kg độ xuống mặt ok nha mấy chị yêu nha. Đó dễ thương chưa, mấy chị có thể mặc suông cũng được ha, mặc mặc có dây buộc eo cũng được luôn ha mấy chị ha. Rồi mọi mặt là màu xanh, màu xanh, màu đỏ, màu đen, ba màu thôi, xanh đỏ đen ba màu nha mấy chị yêu, xanh đỏ đen ha. Đó dễ thương chưa, 6 ấy gì ta, 55kg độ xuống mặt vừa, 55.000 nha mọi người ơi. Có hai cái túi ngay đây nè, ủa đâu rồi, đây nè hai cái túi ngay đây ha mấy chị yêu ha, đẹp lắm. Rồi màu xanh là màu em mặc, xếp bèo ở sau bao nhiêu, 6 bèo xếp bèo ở đằng sau cũng 65.000 á Hiếu Hiếu ơi. Chị ơi có dùm không chị, dùm hả, dùm có nha Linh Phạm. Bộ bèo sau lưng 55kg mặc được không, bao nhiêu tiền, 55kg không vừa đó chị Đặng Phương ơi, bộ bèo sau lưng tầm 53kg thôi, bộ đó thì 65.000 ha. Cái đầm này thì 55kg vừa nè. Rồi màu em mặc là màu màu xanh nha mọi người, màu xanh, màu đen với lại màu đỏ ba màu, có xanh đen với đô nha, xanh đen với đô ba màu thôi, chiếc KT nha mọi người nha, KT nhưng mà cái phông của nó mặc lên nhìn dễ thương lắm mấy chị. Đó cổ sơ mi nha, tay phòng ha mọi người ha. Đó 55kg độ xuống mặt vừa hết, 55.000. Cái đầm này mấy chị có thể mặc suông cũng được, và mặc có công dây buộc eo vẫn ok nha mọi người nha. Đó có thích mặc như thế nào thì mặc ha, đó ba màu thôi.
màu đô, màu đen, màu xanh, ai lấy không ạ? Đô đen xanh nha mấy chị ơi, đô đen xanh nha mọi người ha. Cho em coi gói, đợi em xíu nè. Đợi em xíu nha. Rồi, ai lấy comment giúp em đầm em mặc nha mọi người. Ba màu thôi mấy chế ha, 55kg độ xuống mặt vừa đầm em mặc hết. Cái nút này tháo được nha mấy chị ơi. Nút này là tháo được hết luôn á mấy chị. Nên là mấy chị mặc không có sợ bị mặc khó mặc ha mọi người ha. Rất là dễ thương luôn á, 55.000 thôi mấy chị ơi. Rồi màu xanh, màu đen, màu đô, ai lấy đầm em mặc không? Chị nào lấy đầm em mặc thì chốt em ha. Đen cho Kitty Hà này, ok nè, đầm này dễ thương lắm mọi người ơi. 55kg độ xuống mặt ok hết đó, nhưng mà có 55.000 thôi là quá rẻ luôn em nói thiệt. Cái đầm này mấy chị mặc không ai với chị mua đồ 55.000 đâu, em nói hợp luôn á. Đầm dạo này rất là đẹp. Đây nè, màu xanh là màu em mặc đây. Màu xanh, màu đen với là màu đô ba màu. Đây ha. Xanh đen với đô nha, đen còn đúng một cái thôi nha mọi người. 55k thôi mấy chị ơi, đẹp lắm mấy chị. Nè, đó màu đen đi nha mọi người. Ai lấy màu gì thì chốt màu đó em nha mọi người nha. Cái gì? Đầm Hoài Diệu nè, màu đen này cho số điện thoại nha Đầm Hoài Diệu ơi. Đầm Hoài Diệu đen trên số điện thoại nha. Rồi hết đen luôn nha mọi người, còn xanh với đô thôi ha. Đầm Hoài Diệu nè, cho số điện thoại nha người đẹp ơi, còn xanh với đô thôi. 55k một đầm, em còn màu xanh với màu đô nha mấy chị nha. Còn xanh với đô, ai lấy xanh với đô thì chốt xanh với đô giùm em luôn. Xanh là màu em mặn nha, màu đô đây ạ. Hay màu đô với màu xanh ha. Bán bộ 65k đi chị. Là bộ nào vậy chị Trần ơi? Là bộ nào vậy? Rồi nha, em còn màu đô với màu xanh. Ai lấy xanh với đô thì comment xanh đô giùm em nha mấy chị nha. 55kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. 55.000 thôi nha mọi người. 55.000 rất là ok luôn á, đẹp lắm. Rồi chế nó lấy nữa không ạ? Đoán đi Kim Chi. Coi đầm xám đi chị, đầm xám nào vậy Nguyễn Linh ơi? Đầm xám nào vậy? Hình như nãy giờ đâu có cái nào đầm xám đâu Nguyễn Linh. Rồi em còn hai màu thôi nha. Rồi ai lấy chốt em nha mọi người. À em qua mẫu đầm caro này nè. Qua đầm caro này nha mọi người nha. Đầm caro này hơi bị xinh luôn. Đầm caro này có một màu thôi mấy chị ha. Đầm caro em mặc thì comment giúp em nha mọi người. Rồi em lên cái mẫu này cũng là caro luôn, nhưng mà nó hình như là đầm phông suông thì phải. Đem coi thì coi có không. À đúng không, đẹp lắm nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn á. Mấy chị ơi nhớ là phải theo dõi cái nick Facebook giùm em nha mấy chị nha. Theo dõi cái nick Facebook giùm em nha mấy chị ơi, để mấy chị tiện nhắn tin cho em á. Với lại có một phần là em like thì mấy chị cũng biết luôn, chứ mấy chị không theo dõi là em like mấy chị không biết được đâu. Rồi đầm này 60.000 ha, đầm em chuẩn bị ra là 60.000. Chất thun cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Chất thun hơi bị ưng luôn mấy chị ơi. Trời ơi quá đẹp luôn, có gì kéo đằng sau luôn nè. 60k một đầm, mặc lên là nhìn tiểu thư ra liền. Cho thôi đầm xám đi. Không biết xám nào đi. Rồi đầm này 55kg độ xuống mặt ok luôn ha mấy chị ha, 60k. Đây cái này xám nè. Bộ trên mốc cái thứ 3 chị. Bộ trên. Bộ béo gì? Bộ béo phải không Kỳ Trần ơi, lấy bộ béo ha. Rồi. Bộ trên mốc cái thứ 3 coi béo hả, rồi xíu nè, xíu thử luôn. Có zoom không chị? Có zoom nha chị ơi, có zoom à, nãy giờ nó cục zoom mà cứ quên hoài. Rồi cái đầm này vải đẹp lắm nha mấy chú ơi, form lên cực kỳ đẹp luôn. 55kg độ xuống mặt ok hết luôn nha. Chắc chưa tới 30 đâu. Chắc chưa tới 30 đâu là đoán đúng rồi đó. Nằm trong khoảng khoảng đó đó. Rồi đầm em mặc 60.000 nha mọi người ơi. 60.000. Bộ 75 màu quần đen, áo có áo các màu có về nữa không chị? À nó có màu khác ở Kim Chi, nó không có màu đó nhưng mà nó có màu khác ha. Rồi ai lấy đầm em mặc thì comment như em xám nha mọi người, thật thảo màu xám nha, ok nè. 60.000 một áo nha, đầm nha mọi người ơi. Đầm này vải không đẹp, không lấy tiền luôn, nó có một màu thôi là màu xám. 60k một đầm nha mọi người nha, có một màu thôi. Nó có bộ khác ở Kim Chi ơi. Ờ xám suông thun ok thật thảo nè. Đầm Hoài Diệu đó. Cho xem zoom đi chị. Đầm Hoài Diệu cho rồi mà. Rồi rồi đợi xíu nha, lên zoom liền luôn cho. Lê Ngọc Hân nè, Lê Ngọc Hân xám nè. Đầm này form đẹp lắm nha mọi người, nhìn em mặc thôi nè, y hệt hàng xịn luôn mấy chứ thấy không? Nó nhìn nó lạ hơn mấy cái form kia ha. Rồi đợi Kỳ Trần đợi em xíu nha, zoom đợi em xíu nè, thấy Trần Thị Mỹ Dung này nha. Sơ mi quần đùi nha chị ơi, rồi ok này, đợi xíu luôn đàn. Trời mấy chế ơi, có một mình em thôi à. Mấy chế phải cho em thở chứ mấy chị ơi, đòi đủ thứ anh sao em làm, em like kịp đây mấy chị ơi, đợi em xíu đi mọi người. Cái gì em cũng có thể lên thôi nhưng mà phải đợi giùm em nha. Chứ hả like một lúc không có lên nổi đâu.
Đàn Nguyễn Thị á, Dương Nguyên xa, đầm xám đâu kia nè, Dương Nguyên cho em số điện thoại Dương Nguyên ơi. Dương Nguyên đầm xám nè. Dương Nguyên cho em số điện thoại nha, thấy chị Ngọc Trang, Phạm Thị nha, Lê Ngọc Hưng có xám rồi, đầm caro đuôi cá hôm bữa còn không. Trời ơi, à hết rồi chị Nguyễn Linh ơi. Hồng Anh Lê xám nè, Hồng Anh Lê cho em số điện thoại lại nha, Hồng Anh Lê ơi. Hồng Anh Lê nè, cho em số điện thoại lại nha người đẹp, 60.000 một đầm ha. Đứng lên coi xíu tư ở đây nè, chị nhóc bướng đừng hỏi thôi. Trường thì mới dùng một đầm ok luôn nha. Đầm này 55kg độ xuống là ok hết nha. Còn có mấy cái rồi là hết rồi mấy chị ơi. Đằng sau nó có cái dây kéo không mọi người ha. Đằng sau nó có một cái dây kéo không mấy chị yêu ha. Nên là mặc lên cực kỳ đẹp. Ai à, Trường thì mới dùng một đầm nè. Trường thì mới dùng một đầm mấy chị ơi. Chị nào chưa có số điện thoại comment giùm em cái số điện thoại liền nha mọi người. Để em chốt không mấy chị ha. Không có số điện thoại là mới chốt được đâu nha mấy chị ơi. Ai Dương Nguyên ơi cho em số điện thoại đi chị ơi. Dương Nguyên nè. Ủa Trần Thị Mỹ Dung có đầm rồi. Em ở quận 11 nha, 60.000 một đầm ha. Đầm xám cho Ngọc Phượng nè. Ai Trần Thị Mỹ Dung thả vô rồi đó. Chưa có đơn. Ngọc Phượng đầm xám nè. Ngọc Phượng đầm xám rồi. Ai đấy đầm xám đâu mà 60.000 thôi nha. Chị nhóc bướng đừng hỏi ơi. Chị lấy không? Phong đầm này đẹp lắm nè. Nhìn thì dễ thương lắm nha, nó không có bị quê đâu mấy chị ơi. Đẹp lắm nha mọi người ơi, nè cái cổ này của nó nhìn dễ thương chứ không có quê đâu nha mấy chế. Tại mấy chị biết sao không, nó có nhíp ben hai bên đây nè. Phơm của nó là phơm xòe nữa. Nên là nhìn lên là mặt cực kỳ đẹp luôn á nha mọi người. Rồi em còn ba cái thôi nha, ok Trần Thị Mỹ Dung ha. Trần Thị Mỹ Dung có cho số điện thoại lại chưa vậy? Rồi người vô hình xám luôn nè. Người vô hình xám nè, rồi bây giờ em mẫu này xong lên cái beo đó nha. Beo xong rồi lên zoom ha mọi người ha. Rồi vậy đi, người vô hình xám nè. Để chị lựa thêm rồi hả, chốt hàng nhau. Ok Dương Nguyên ha, người vô hình màu xám này. Rồi em còn hai cái cho mấy chị ơi. Còn hai cái thôi nha. Hai cái 60.000 nha. 55kg độ xuống mặt vừa hết. Đầm này thun không đẹp, không lấy tiền luôn ha mọi người. Em nói thiệt luôn á, chất rất là đẹp mấy chị ơi. Mua là chỉ có ghiền thôi. Mua là mấy chị về mấy chị hỏi tại sao cái đầm 60.000 cái đầm cái chất của nó đẹp vậy mà rẻ vậy. Em nói thiệt rất là ok ha. Rồi em còn hai cái thôi nha mọi người. Em còn hai cái thôi, em quên xếp beo nè. Em lên beo nè mọi người ơi. Thiên Quang Châu xám ok nè, 55kg độ xuống là vừa đầm em mặc nha. Còn đúng một cái thôi. Thiên Quang Châu xám nè. Rồi còn một cái thôi nha mọi người. Có zoom mấy chị ơi, có zoom đệm xíu đi. Em lên cái mẫu này xong rồi em lên zoom liền cho. Nhung Nguyễn Thị ơi, chị lấy cái gì vậy chị ơi? Chị lấy cái gì cùm anh em cái mã đi. Hết tiền về đồ của em hả? Chị Đàn Nguyễn Thị có đầm xám rồi nè chị ơi. Rồi em còn một cái thôi nha. Rồi Ivy Lâm nè, đầm luôn nè, ok nè. Rồi hết luôn nha, đầm hết luôn nè. Em lên xếp beo nha mọi người. Rồi lên beo này xong lên zoom nha mấy chị ơi. Vậy đi ha. Vậy đi mọi người ơi. Từ từ ha mọi người ha. Em lên cái này của Ivy gì đó. Ivy Lâm pyjama quần cục hả? Có luôn người đẹp ơi. Nói chung là hàng em là có đủ hết đó, cái gì cũng có đó, nhưng mà tại vì em lên không kịp thôi mấy chị ơi. Đầm em hết rồi chị Đinh Thanh ơi, đầm em hết rồi. Ai Vi Lâm cho số điện thoại Ai Vi Lâm ơi. Ai Vi Lâm cho số điện thoại này, xếp beo này chắc tầm 52kg độ xuống mà ok thôi mọi người. Tại vì nó hơi nhỏ. 52kg độ xuống mà ok ha, 65.000 một bộ nha mấy chị nha. Đây 52kg đó ha mấy chế ơi. Chế nào nhỏ nhỏ con thì mặc ok cái mẫu này giùm em nha mọi người ơi. Đẹp lắm. 65.000 52kg độ xuống mặt luôn. Em có hai màu nha. Màu đó là màu nâu, màu này là màu vàng nè. Đó cho mấy chị coi ha. Nâu với vàng hai màu nha mọi người nha. Đó cái form này là form thể thao nha mấy chị yêu. Nên là cái áo này á là nó lửng lửng thôi chứ không phải là áo dài nha mấy chị ơi. Có mấy chị mua về hỏi tại sao mà cái áo nó ngắn dữ vậy, mà thật sự không phải ngắn. Cái form của nó là form lửng nha mọi người nha, chứ không phải ngắn cục lên tới trên đây đâu. Chị nào ngắn ở trên đây này mới gọi là ngắn nha mấy chế, còn cái này là gọi là lửng ha mọi người ha. Tại vì dài quá nó sẽ không đẹp. Em có hai màu nha mọi người. Màu vàng với lại màu nâu nha mọi người nha. Để em ráng cố gắng vậy Thạch Thảo ơi. Ráng cố gắng nè. Đợi năm sau nha mọi người ha. Rồi mọi người, em có màu vàng với lại màu nâu nha. Vàng với nâu hai màu thôi. 52kg độ xuống mặt rồi nha, 65.000 một bộ. Có mũ nha Hiếu ơi, có mũ nha. Nè. Đó dễ thương chưa? Đẹp lắm nha mọi người. Đó, đẹp chưa? Rất là xinh nha. Rồi 52kg độ xuống mặt vừa 65.000 nha mọi người ơi. 65.000 coi đặng ơi.
52 kg độ xuống mặt vừa nha. Em là em mặc vừa luôn đó mấy chị, nhưng mà em sợ mấy chị về chơi là cái form lớp áo sao mà nó lửng, nên là em sẽ trừ hao số ký ra, là không có bỏ số ký lớn đâu, 52 kg độ xuống thôi. Chứ thật sự là em 55 kg mà em mặc vừa mẫu này luôn. 55 kg nhưng mà em 1m62 nha mấy chị. Chị nào mà cảm thấy người mình gọn là mặc ok mẫu này hết, là nằm trong số ký đó là mặc ok hết luôn. Nhưng mà em báo thì báo tầm 52 kg độ xuống thôi nha mọi người nha. Đó, đẹp lắm nè mấy chị ơi, rất là xinh luôn nha. Siêu đẹp. Đẹp lắm nha mọi người. Hiếu hiếu bộ này bộ màu gì vậy Hiếu ơi? Màu vàng hay là màu nâu vậy? Màu này là màu nâu, màu em mặc là màu vàng nha. Nâu với vàng hai màu nha mọi người. Thun thì rất là dày luôn mấy chị ơi. Thun thì cực kỳ dày luôn, những cái nhưng mà những cái mà viền sọc như ngay đây nè, nó là may hết nha mấy chị nha. Nè, may chứ không phải in đâu nha mọi người. May nha mọi người nha. Cái nón của nó đằng sau nó cũng có sọc luôn á. Thì cái sọc của nó cũng là may luôn nha mấy chế nha. Nè. Đây. Rồi Hiếu Hiếu lấy màu gì? Lấy màu gì? Màu vàng ok nè. Rồi vàng với nâu hai màu thôi nha mấy chị, 65.000 thôi mọi ha. Chất dày dặn lắm mấy chị ơi, thiệt luôn á, chất rất là dày. 65.000 thôi, ai lấy vàng comment vàng, ai lấy nâu comment nâu comment nha mọi người nha. Vàng nâu hai màu ha. Đó, rồi ai lấy không ạ? À? Vàng với nâu hai màu thôi mấy chị ơi. Rất là đẹp ha. Nâu đây nè, em lấy màu nâu nè, ok kỳ trần nè, kỳ trần màu nâu nè ha. Xinh đẹp luôn. Kỳ trần màu nâu này 65.000 thôi nha mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn á, chế nào mà nhỏ nhỏ người gọn gọn người là mặc ok hết à. Gọn người là mặc ok hết nha. Một vàng cho Đặng Phương này ok nè. Đặng Phương một vàng nè. Đặng Phương vàng nè. 65.000 một bộ nha mọi người nha. Rồi, à, một vàng cho Đặng Phương rồi ok rồi chị ơi, Đặng Phương rồi ha. Rồi em còn màu vàng với màu nâu nha mấy chị nha. Em còn hai vàng hai nâu nữa là hết. Đào Tuấn màu vàng nè, Đào Tuấn cho em số điện thoại nha Đào Tuấn ơi. Đào Tuấn ơi chị cho em số điện thoại nha chị. Rồi em còn một vàng hai nâu là hết nha mọi người nha. Một vàng hai nâu là hết. Nâu là cái mẫu trên đó nha, vàng là cái mặt đây ạ. À. Em còn một vàng hai cái nâu thôi là hết nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi còn đúng hai màu thôi là hết rồi đó. Chế nó lấy comment với em đi nha. Rồi qua zoom nha. Zoom. Zoom này hình như là cái zoom này nữa. Đào Tuấn vàng ok rồi mấy chị ơi. Rồi em còn một vàng hai nâu là hết nha mấy chị nha. Em đang mở đây. Để nào lấy thì chú em nha mấy chú ơi. Rất là dễ thương luôn mọi người. Dùm này em có màu trắng ha. Sọc, dùm sọc nha mọi người. Dùm sọc ha mọi người nha. Dùm này áo tay dài nha mấy chị ơi. Màu trắng với lại màu đen. Hình như đen còn có một bộ à. Trắng đen hai màu nha mấy chị nha. Trắng đen hai màu. 50 dùm này như 55 kg độ xuống mặt vừa luôn á. 55.000 một dùm nha mọi người nha. 55.000 một dùm. Rất là dễ thương luôn. Rồi giùm em mặc nha, 54 kg độ xuống mặt ok nha mấy chị ơi. 54 kg độ xuống mặt ok nha, màu trắng với lại màu đen ha, mọi mặt là màu trắng nè. Cho ảnh. Rồi ha, mọi mặt là màu trắng nha mấy chị ơi, màu trắng màu đen ha mọi ha, quần lửng nha mọi người ơi. Bao nhiêu ký em cái giùm này ha chị ơi? Giùm này chắc tầm 54 kg. Chị nào cao cao thì 55 kg độ xuống mặt vừa ha. Chị nào cao cao thì 54 kg độ xuống mặt 55 kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. Đào dâm này chắc 54-55 kg độ xuống mặt ok luôn á. Dễ thương lắm mọi người ha. Rồi trắng với đen hai màu. Mọi mặt là màu trắng đen còn có một bộ thôi à. Dâm trắng thì thảo này ok nè. À đen có nè mọi người ơi. Có trắng với đen nữa nha mọi người nha. Có trắng với đen luôn ha. Áo thì có một màu trắng thôi. Thì dâm ở bên ngoài sọc là có hai màu trắng với đen nha mọi người nha. 1m55 49 kg ok nha chú Phạm ơi. 1m55 49 kg là ok á. Thạch thảo này trắng nè. Thạch thảo trắng nè. Dung xong rồi. Rồi ok, hai dung xong rồi tới sơ mi nè, nhưng mà quần đùi da mặc không vô rồi, cái đó là thua. Quần đùi da áo sơ mi thì mặc ok, nhưng mà quần đùi da thì dơ lên cho coi thôi chứ mặc không vừa. Dung beo bao nhiêu? Cái nào chị ơi? Cái beo đó hả?
cái bao đó là bộ nha, phải zoom lên chị. Bao đó thì 65.000, tầm 52kg xuống mặt vừa. Chị Đàn Nguyễn Thị ạ. Đàn Nguyễn Thị mà ok mà chị. Ví dụ mà về có rộng thì bớt anh em ở đây xíu thôi. Sợ là rộng cái chỗ này này không thôi thì thắt một cái lịch đó là ok nha chị ơi. Thúy Hồng đen ok nè. Thúy Hồng cho số điện thoại nha em ơi. Thúy Hồng nè. Trắng với đen hai màu thôi nha, 55.000 nha mọi người. Thúy Hồng đen nè, trắng đen hai màu. Em chào chị Thị Hương Hà ha. Có đầm body lên không chị ơi? Có body lên nha Trần Thị Mỹ Dung nha. Rồi mọi người ai lấy cơ nữa không? Trắng với đen hai màu nha. Đây nè mấy chế, cái này á mà mấy chế về mà mặc có rộng không mấy chị? Thí dụ thôi mà có rộng ha mấy chị về. Ôi em cái nịch đó thắt ngay đây nè. Một cái nịch cái nịch mà cái nịch giống như nịch bản to á mọi người. Gài lại á, dễ thương lắm nha mọi người nha. Cực kỳ đẹp, rất là sang luôn. Ai lấy comment giúp em luôn nha. Bao nhiêu? 55.000 một bộ nha mọi người. Giùm này vải cô tông nha. Vải cô tông 47kg 1m5 ok nha chị ơi. 47kg 1m5 ok nha chị Thị Hương Hà ha. Cho lại xin lại số điện thoại đi em ơi. Cho chị xin lại số điện thoại thun vải cô tông nha mọi người. Trúc Phạm màu đen ok nè. Trúc Phạm đen rồi còn trắng thôi nha mọi người. Trúc Phạm đen là còn trắng thôi nha. Hết đen rồi chị ơi, hết đen rồi. Quần ống nhỏ em. Cái này quần ống ôm á chị. Để em xem quần ống rồi. Quần ống ôm ha, quần ống vậy nè. Đó cái ống của nó là ống vậy nè. Nó hơi nó vậy nè mấy chị ơi, phải là ôm sát rạc, nó cũng hơi rộng rộng xíu nha. Rồi em còn màu trắng thôi nha mọi người. Ai lấy trắng đi comment trắng giùm em nha, còn đúng ba cái trắng thôi là hết rồi. Còn đúng ba cái trắng là hết, chất thun cô tông nha. Áo bên trong là áo như dạng von đó mọi người, còn bên ngoài là cô tông ha. Áo bên trong là dạng von, von lưới, còn ở ngoài là dạng cô tông nha mọi người nha. Đèn Nguyễn Thị trắng ok nè. Đèn Nguyễn Thị trắng nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, có 55.000 thôi mọi người, quá rẻ luôn á chị. Lắm. Đinh Thanh ơi, màu trắng nha chị nha. Đinh Thanh này có đơn được không? Đinh Thanh có đơn chưa? Ủa nãy là gì? Thanh Đinh nè, Đinh Thanh nè, trắng đó chị ha. Đinh Thanh cho em số điện thoại nha chị Đinh Thanh ơi. Đinh Thanh nè, cho em số điện thoại nha chị ơi. Rồi em còn một trắng em mặc là hết nha mọi người nha. Em còn một trắng em mặc là hết. Trúc Phạm ơi, cho xin lại số điện thoại đi người đẹp. Trúc Phạm cho xin lại số điện thoại nha. 54kg 1m5 ok nha. Nhưng mà rồi ái vi lâm trắng luôn là hết luôn nè. Ái vi lâm trắng là hết trắng luôn rồi, qua mỏng nha mọi người nha. Và áo sơ mi đây. Áo sơ mi ha mấy chị ha. Sơ mi. Trúc Phạm Đinh Thanh cho em số điện thoại nha. Rồi hết rồi mọi người ơi. Đinh Thanh có rồi đó, cho em số điện thoại Đinh Thanh ơi, cho em số điện thoại đi nè. Rồi lên sơ mi nha mọi người nha. Lên sơ mi nè. Quần trang xíu nữa đưa lên cho coi thôi ha. Như quần trang như này em mặc không vô thì phải. Đâu để em coi coi. Này quần da nè, để mặc thử cho coi coi vừa không. Quần da này 50.000 một quần ha. 50.000 một quần thôi. Hình như còn có mấy size thôi là hết rồi. Mặc vừa mà ôm lắm luôn. Áo này 55.000 ha mọi người, quần 50.000 nha. Áo 55.000, quần 50.000 nha mọi người. Áo này 54kg độ xuống mà ok luôn. 53kg độ xuống rồi áo này. Áo này tầm 53kg độ xuống mà ok nha mấy chị yêu nha. Áo beo ha mọi người, con beo nhưng mà tay ngắn nha mấy chế ha. Con beo tay ngắn dễ thương lắm. Rồi ai hết áo beo comment cho em áo beo nha mọi người. Size quần này em còn có 26 với 27 thôi. 26 là dưới 43kg ha. 27 từ 43 tới là 45-46kg giùm em nha mọi người. Với một cái quần em mặc là từ 52kg độ xuống. Quần em mặc size 29 nha, 52kg độ xuống nha là hết luôn rồi đó. Rồi ai lấy áo beo thì cho áo beo giùm em nha mọi người. Áo beo ha mọi người ha. Beo nha, beo dễ thương cực kỳ luôn. Đây à, quần da nha. Rồi áo mặc là 53kg độ xuống mặc vừa, 55.000 một áo nha, sơ mi von nha mọi người ha. Đấy, ai lấy quần thì chốt quần giùm em đi ạ, quần viền. Cực kỳ đẹp luôn, em mặc vừa mà mặc ôm lắm mấy chị ơi. Rồi ai lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em nha mọi người, ai lấy quần chốt quần giùm em nha, quần 46kg ok em nè. 46kg lấy size 27 nha em ơi. Nè, Linh Nguyên nè. Rồi, áo beo vải von đó chị Phong Linh ơi. Von nha, nhưng mà von rất là dày.
không có sợ bị thấy áo lót bên trong đâu nha, dày lắm. Nó là von mà chứ von cực kỳ dày luôn, dạng von cát rồi chứ phải von mỏng, von mỏng mỏng như là một cái dạng maxi luôn ha. Von này von dày lắm nha, beo này rất là dễ thương luôn, tay ngắn nha mọi người ơi, 55.000 một áo ha. 53-54kg độ xuống là ok áo này, 53kg độ xuống là ok nha mọi người nha. Rồi chị nào lấy áo beo cùng mình áo beo nha em, ai lấy quần thì chốt quần nha em nha mọi người. Quần này em còn có hai cái nè, hai cái size 43kg độ xuống nè, với một cái size 52kg độ xuống ha. Chế nào lấy comment giúp em luôn ạ. 52-53kg độ xuống là ok quần ha. Dễ thương lắm luôn. Rồi ai lấy áo beo không? Quần 48kg lấy size này đi nha, mệt mỏi ơi, 48kg lấy size này nè. Rồi quần mệt mỏi 48kg này ok nha. Rồi ai lấy áo beo mà áo beo sơ mi beo nha mọi người, sơ mi beo ha. Quần 40kg cho Kim Hân này, ok nè, Kim Hân 40kg lấy size 26 nha. Kim Hân này 40kg nè. Quần 48kg rồi Trần Thị Mỹ Dung ơi, còn có một size quần size 26 thôi, là size nhỏ, cực nhỏ luôn. Em còn một size size nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn nha. Đây nè, đó áo sơ mi đi. Phong bình thường thôi chị ơi, áo sơ mi là phong bình thường hả? Đó. Phong là phong bình thường thôi chị ơi. Rất là đẹp nha. Ai lấy sơ mi thì chốt sơ mi em nha mọi người. Rồi có chế nào lấy sơ mi mà. Sơ mi nha mọi người, không ai lấy qua mẫu nha. Ai lấy sơ mi thì chốt sơ mi giùm em nha mấy chị yêu nha, không ai lấy qua mẫu á. Rất là đẹp, rất là dễ thương luôn nha mấy chị ơi, siêu siêu đẹp luôn nha. Rồi qua mẫu nha mấy chị yêu nha, qua mẫu xếp nè. Trên xếp tiếp luôn nè. Hai mươi sáu ký không vừa hả? 29 mới vừa, vậy là hết rồi Kim Hân ơi, vậy bỏ ra đi. Quần này 50.000 thôi, còn size 26 thôi à. Size 26 là size chị nào nhỏ 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 người mặc ok nha. Có sơ mi này thôi nha Ngọc Anh ơi, có sơ mi này ha, sơ mi này thôi à. Ai lấy sơ mi này chốt sơ mi giùm em nha. Còn quần hay váy như gì nữa không lấy cho em, còn váy đó được không em ơi, Trần Thị Mỹ Dung nè, váy da này được không? Đó, còn váy da nha em nha, còn váy da em lấy thì chốt chị ha. Đây nè Trần Thị Mỹ Dung ơi, váy da rất là ok luôn. Rồi ai lấy sơ mi này, sơ mi beo thì chốt sơ mi beo giúp em ha mấy chị ha. Sơ mi beo dễ thương lắm mấy chị ơi, chị nào lấy comment giúp em mà em qua xếp nha mọi người ơi, qua xếp nha. Qua xếp. Qua xếp này biết tay dài hay tay ngắn thôi. À xếp tay dài nè mọi người. Đây xếp tay dài đây. Sơ mi beo này đẹp mà không ai lấy hả? Dễ thương quá trời luôn á. Em lúc này hết rồi Ngọc Như Lương ơi, em lúc này hết rồi, nhớ bấm theo dõi bài giùm em nha mọi người. À, nhớ bấm theo dõi nick Facebook giùm em nha mấy chị ơi. Đây nha mọi người nha, em đang xếp đây à. Xếp này á là 52kg độ xuống mặt vừa nha mọi người nha. 52-53kg độ xuống mặt ok ha mấy chị không ha. Dễ thương lắm luôn á nha mọi người. 52kg độ xuống thôi, rồi 75.000. Cũng chúc cô tâm luôn nha mấy chị ơi, chúc cô tâm luôn, cô tâm 100% luôn nè, dễ thương lắm. Đó, mọi mặt là màu ngói ha, có cái logo ngay đây luôn nha mấy chị ơi, quần lửng thôi, cái này là quần lửng thôi chứ không phải quần dài rồi nha, quần lửng nha mấy chị yêu. Rồi ha mọi người, mọi mặt là màu ngói nè, tay dài, hôm nay chị gửi đơn hôm qua, chưa chị, chưa chị ơi, hôm nay chưa có gửi, mai em gửi nha, em có nói là hôm nay không có chốt đơn á, là ngày mai em chốt luôn đó chị Nguyễn Thị Minh Hải. Rồi, mọi mặt là màu ngói nè. 52kg độ xuống mặt vừa nha mấy chị đẹp ơi. Rồi màu ngói ha, màu ngói, màu hồng, màu đỏ, màu vàng. Rồi ngói hồng đỏ vàng, ai lấy comment giúp em luôn. Ngói hồng đỏ vàng nha mấy chị yêu nha, ngói hồng đỏ vàng ha. Chúc cô tông nha mọi người, 52-53kg độ xuống mặt ok ha, dễ thương lắm luôn. Này vải cô tông cực kỳ đẹp nha mọi người, 53kg, 52kg độ xuống mặt vừa ha. Ngói là màu em mặc, toàn bộ là quần đen hết, áo là áo màu nha mấy chị nha. Toàn bộ là quần đen hết, nhưng mà áo là áo màu thôi mấy chị ha, rất là xinh luôn. Rồi màu ngói này, màu vàng dày dặn lắm nha mấy chị ơi, cái này là cái set này rất là dày luôn. Còn zoom các con bạn zoom hết rồi chị ơi, zoom hết rồi, lâu lắm rồi nó mới cái đó ra một cái zoom đó thôi, nó đúng một mẫu zoom đó thôi chứ không có ra mẫu thứ hai luôn.
Rồi ai lấy comment giúp em ha. Dạo này trên xưởng nó không có ra ra zoom á mấy chị, nên là hả nó không có hàng luôn. Nó có mới ra mẫu zoom đó là em hốt liền luôn á. Kim Hưng nói nè, ok nè, hãy nói nhiêu 75.000 phải không? Kim Hưng nói nè, nói vàng luôn hả? Kim Hưng nói vàng nè, ok nè. Kim Hưng nói với vàng ha. Rồi em còn ngói đỏ nha mọi người, ngói đỏ với hồng nha mọi người, ngói đỏ hồng ba màu, ngói đỏ hồng ba màu, ai lấy set em mặc đúng không? Hồng ngói màu đỏ màu hồng thôi nha mấy chị nha. Cái này hồng nè mọi người, hồng đây đó, rất là đẹp luôn. Hồng nha mọi người, chị nào lấy hồng chốt hồng nguyên nha mọi người nha, ngói đỏ hồng ha, dễ thương lắm mấy chị yêu ơi. Rồi set tay dài, ai lấy set này thì chốt em nha mọi người nha, chị nào lấy set này nữa thì chốt set giùm em luôn ha mấy chế ha, rất là đẹp, rất là xinh luôn ạ. Rồi 75.000 thôi, 75.000 xếp này thôi, chế nó lấy xếp này chốt xếp cho em luôn. 75.000 một xếp nha, 52-53 cái đợt cũng mặc rồi. Một mấy 50-40kg hả? Thường thường thì khách em mặc ok đấy chị, nhưng mà tại vì hình như chị mới mua hàng của em một lần đầu tiên phải không? Thường thường khách của em mà số ký đó mà ok đó chị ơi. 40kg mấy 50 mà ok mà chị, không có mà ok nha chị ơi, không có chật đâu. Rồi qua mẫu nha mọi người nha, qua mẫu nè, qua bộ đùi nha. Em còn áo khoác nào nữa không hả? Em còn áo khoác nãy giờ nói khoác gì quên rồi, khoác nhung á, khoác nhung hồng hoa chị có thấy không? Kim Hưng màu hồng nè, ok nè. Kim Hưng lấy bao bộ luôn hả? Nè. Bao nhiêu một bộ hả? 75.000 một bộ nha Nam Yến thôi, em còn ngói thôi nha, còn đỏ với ngói thôi à, hai màu nha mọi người, đỏ với ngói. Hết rồi Ngọc Như Lương ơi, hết dung rồi chị yêu ơi, hết rồi dung trưng màu ngói nha. Ok này, dung trưng trên số điện thoại nha. Rồi em còn bộ đẹp màu đỏ thôi nha mọi người, em còn một bộ đỏ thôi nha mọi người. Đây này. Đây nè mấy chị, đó dễ thương chưa, đẹp hả mọi người ha. Dung chân lấy ngó trên số điện thoại nha. Rồi em còn một bộ đỏ thôi nha mấy chị nha, em còn một bộ đỏ, ai lấy màu đỏ chốt màu đỏ giùm em luôn, ai lấy màu đỏ thì chốt màu đỏ giùm em nha mọi người nha, rất là đẹp luôn mấy chị ơi, siêu siêu đẹp luôn. Rồi bộ đùi nha, bộ đùi nha mọi người ha, lên bộ đùi nha. Dung chân nè, Dung Trân lấy cho em số điện thoại nha Dung Trân ơi, Dung Trân lấy cho em số điện thoại nha chị đẹp ơi. Rồi em lên bộ đùi nha mọi người nha, bộ đùi đi à, bộ đùi này dễ thương lắm luôn, 50-53 kg độ xuống mặt ok ha. Đây nè, 50.000 một bộ thôi, quá đẹp luôn, 50k một bộ nha mấy chị nha, đó đẹp lắm, đùi chữ ha mọi người ha, đùi chữ. Rồi ai lấy comment giúp em luôn, cái này vải von vàng nha mấy chị ơi, cái này là vải vải này là vải vải lụa dày chứ không phải von vàng, lụa dày nha mấy chế ha. Rồi mọi mặt màu đô, màu đô màu vàng, màu đô màu vàng màu ngói nè, màu rêu đô vàng ngói rêu ha, màu đen đô vàng ngói rêu đen nè. Không có lửng Trúc Phạm ơi, lửng đồ trước có về mà hết rồi, nay nó không có ra lửng nữa, có bộ đùi thôi à. Màu đô ha, màu đô màu đen nè, màu rêu nè, đô đen rêu này ngói nè, vàng đô đen rêu ngói vàng ha, đó hết rồi, có là 4 màu 5 màu thôi, đô đen rêu ngói với vàng nha. 50.000 một bộ, 53kg độ xuống ok ha. Cái này nó có co giãn nhiều lắm nè mấy chị ơi, cái gì ta, cái áo này cũng có co giãn luôn ha mấy chị ha, mặc rất là thoải mái luôn, người vô hình ngói đô nè, ok nè, người vô hình ngói với đô này, 50.000 một bộ thôi, quá rẻ luôn mấy chị ơi, cái gì rất là rẻ luôn nha. Ai lấy comment giúp em luôn ạ, à, người vô hình ngói đô nè. Rồi em còn màu đen nè, màu đen nè, màu rêu nè, màu nào cũng đẹp hết á, chữ nha, nhưng mà riêng cái chữ này nè mấy chị là cái vải luôn nha mấy chị ơi, vải là in đâu nha mọi người, vải chữ luôn á chứ không phải in đâu, nên là mấy chị yên tâm giặt ha. Cái dây này cũng có thun luôn nè mấy chị, mặc thoải mái lắm lắm luôn mấy chị ơi, mặc ở nhà cũng được mà mặc hộ cũng được nữa, rất là dễ thương ha. Rồi màu đỏ nha,
màu đen nè, màu rêu nè, màu vàng với màu ngói, đỏ đen rêu vàng ngói, ngọc anh màu ngói nha. Ok nè, ngọc anh ngói là hết ngói luôn nha, ngọc anh ngói là hết ngói luôn nè. Mấy chị nhớ và theo sẽ bấm theo dõi cái nick Facebook của em nha mấy chị ơi. Thảo Thảo vỏ màu đen nè, Thảo Thảo vỏ cho em số điện thoại luôn chị ơi, Thảo Thảo vỏ màu đen nè cho em số điện thoại luôn nha. Dương Nguyên đô với đen hả? Dương Nguyên ơi còn đô thôi à, hết đen rồi nha. Dương Nguyên còn đô thôi, hết đen rồi. Rồi em còn rêu với vàng nha, còn rêu với vàng thôi, còn rêu với vàng đây nè. Đó, Thảo vỏ lấy cho em cái điện thoại nha, em còn màu vàng với màu rêu thôi mấy chị nha. Em chốt chị Dương Nguyên màu đô ha, Dương Nguyên màu đô này, còn vàng với lại rêu thôi mọi người, vàng với rêu thôi. Ai lấy vàng rêu thì comment vàng rêu giùm em nha. Đây nè, thử vàng cho mấy chị coi. Nói chung là set này mặc thoải mái lắm mấy chị, nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ thực sự là nó có độ co giãn nhiều lắm nha mọi người, nó có độ co giãn rất là nhiều luôn á. Hàng màu vàng nè, đỏ dễ thương chưa, vàng với rêu hai màu ha. Ai lấy màu nào comment giùm em màu đỏ luôn, không mặc được. Bao nhiêu ký mặc vừa? 53 ký độ xuống mặc vừa ha mọi người ha. Ở mắt lạnh lắm hả? Rồi còn màu vàng với lại màu rêu nha mọi người ơi, vàng với rêu hai màu thôi. Ai lấy vàng rêu comment vàng rêu giúp em thôi mọi người ha. Màu vàng với màu rêu hả? 50.000 một bộ thôi nha mọi người nha. 50.000 một bộ ngọc tam màu vàng đây cho chị nè. 53 ký độ xuống mặt ok nha chị Ngọc Tam nha. Nhớ là phải nghe rõ số ký giúp em nha mọi người ơi. Nghe rõ số ký là hãy comment nha, ngọc tam màu vàng nè. Rồi em còn một vàng hai rêu là hết. Còn một vàng hai rêu là hết nha. Màu này hai màu này chị nào trắng trắng mặc là cực kỳ đẹp luôn á. Nói chung là da ngâm da trắng gì mặc vẫn đẹp hết nha mấy chị ơi, không có bị kén da. Dương Nguyên rêu luôn nè, ok nè. Rồi em còn một rêu một vàng nữa thôi là hết rồi đó. Dương Nguyên màu rêu luôn nè, còn một rêu một vàng nữa là hết nha mấy chị nha. Một rêu một vàng nữa là hết rồi, qua mẫu luôn. Một rêu một vàng nữa là hết ha. Qua mẫu luôn mấy chị ha. Rồi lên áo này nè, chị không mấy đâu nha chế. Ok ngọc tam nè, thấy chưa? Mấy chị phải nghe rõ số ký giùm em rồi hãy comment nha mấy chứ ơi, chứ đừng có comment xong rồi cái về là cái nha, mà không nhiều là cái mắng vốn em lại không chịu đâu nha. Thấy chưa? Ok ngọc tam nha. Rồi em còn hai vàng một rêu là hết nha mọi người. Nhớ là phải nghe rõ số ký giùm em nha mấy chứ ơi, tại vì em bán em không có thể nào mà nhớ hết được mấy chị bao nhiêu ký đâu mấy chị. Mấy chị phải tự nhớ giùm em nha mấy chị ơi. Chứ là mấy chị hỏi xong lúc đó thì em nhớ lúc đó thôi. Còn là mấy chị bao nhiêu ký là em không nhớ đâu. Mấy chị comment là em đưa thôi, về về mấy chị mặc không vừa là đừng có đổ thừa em. Rồi ha mọi người ha. Cái này là áo phông dài dấu quần nè. Rồi 50.000 một áo nha mọi người nha. Áo phông dài dấu quần ha, 50.000 một áo thôi. 55-56 ký độ xuống mặt ok hết ha. Chất đẹp nha mấy chị, chất rất là đẹp ha. Mọi mặt là màu xanh, màu xanh, màu đen, màu trắng, ba màu thôi à. Xanh, đen, trắng nha mọi người. Phơm này nói chung là mấy chị mặc đầm mặc áo cũng ok hết nha, mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi vẫn được ha mọi người. Nói chung là tùy mấy chị thích mặc sao thì mặc ha. Phơm này mặc dễ thương lắm luôn, nó là phơm rộng rộng nha mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn. Em chào chị Kavi ha. Rồi màu xanh nha mọi người, 50.000 thôi. Màu xanh, màu đen, màu trắng, đây hình con rắn nè, xanh đen với trắng mọi người nha. Chất đẹp lắm, chất dày dặn thôi mấy chị ha, nhưng mà rất là mịn luôn. Có áo khoác hay lên không chị? Có áo khoác đó chị ơi, khoác nhưng mà đợi em xíu đi, em biết cái cục đó nó nằm ở chỗ nào rồi. Đợi em xíu đi em lấy cho coi. Rồi ai lấy thì comment giúp em luôn ạ. Xanh đen trắng 50.000 thôi. 55-56 ký độ xuống mặt ok hết nha. Úc Tiên ba màu nè, ok đang Úc Tiên cho xin lại số điện thoại nha Úc Tiên ơi. Úc Tiên nè, cho xin lại số điện thoại nha, người đẹp. Hả? Đặng Phương xanh nè, ok chị nè, Đặng Phương màu xanh nè. 50.000 thôi mọi người ha. Đặng Phương màu xanh nè. Hoa Huệ màu trắng nè. Hoa Huệ trắng cho em số điện thoại chị ơi. Xét trắng cho trên đó 75.000, 53 ký độ xuống mặt vừa ha. Hoa Huệ trắng nè, 50k nè. Hoa Huệ cho em số điện thoại nè chị ơi, Đặng Phương có xanh rồi. Đặng Phương có xanh rồi. Xét lẻ là sao vậy mệt mỏi ơi, xét lẻ là sao vậy? Rồi qua. À, qua quậy cho số điện thoại nè. Rồi ha mọi người ha. Rồi em còn màu xanh, màu đen, màu trắng ba màu thôi, còn có một xanh thôi nha mấy chị ơi, còn có một xanh thôi. Màu đen cho Dương Nguyên nè, ok nè. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị, rẻ lắm, có 50.000 thôi à. Phơm này thì mấy chị mặc nói chung là mặc
Nói chung là mặc sao cũng ok hết á, dễ mặc lắm. Rồi dung nguyên màu đen, rồi em còn đen trắng xanh ha mọi người ha, đen trắng xanh ha, hai trắng một đen một xanh là hết nha mọi người, hai trắng một đen một xanh là hết ha mọi người ha, rất là dễ thương luôn, cực kỳ đẹp. 50.000 thôi, 55-56 kg độ xuống là ok hết luôn nè mấy chế yêu ơi, đẹp lắm nha, hình con rắn ha, dễ thương lắm. Ai lấy comment giúp em luôn ạ. À? Thấy không biết để đâu nữa nè mấy chị ơi, thấy không biết để chỗ nào nữa. Qua Huệ lấy cho em cái điện thoại gì, Qua Huệ ơi. Qua Huệ nè, Qua Huệ lấy cho em cái điện thoại ha. Rồi em còn màu trắng, màu đen với màu xanh thôi nha mọi người. Qua Huệ có trắng là không anh? Rồi ok, Qua Huệ nè. Rồi, trắng đen xanh nha mọi người, trắng đen xanh ha. Còn khoác lên không chị? Áo khoác lên hết rồi người đẹp. Ủa nãy giờ lên mấy xếp rồi sao Ngọc Thảo không mong được cái nào hết thì nhận Ngọc Thảo. Rồi ai lấy cái áo mặc đúng không, ai lấy cùng mình đen nha mọi người, mình đi phát đây nè, con phát này còn có hai cái à, phát này còn có hai cái thôi. Mấy chị bảo xích lẻ không vậy? Em nghe nè Lê Thanh ơi, em nghe đây, cái lòng trắng hồi nãy còn không? Đầm trắng hồi nãy là đầm nào chị ơi, em nhớ đầm nào luôn á. Đây này, khoáng này em còn một xanh với một xám thôi nha mọi người, còn một xanh một xám là hết ha. À, xanh với xám 75.000 một khoáng nha mọi người, 75.000 một khoáng ha, 55 kg khoáng vừa hết, một xanh với một xám là hết nha mấy chị đẹp. Đây nè, khoáng này 55 kg mà ok hết nha, một xanh với một xám thôi, rất là dễ thương luôn. Đây này, cái hình Burberry theo cực kỳ dễ thương luôn. Có gì màu mặc được không ạ? Tại cái này bầu mặc được nè, cái đang mặc bầu mặc được nè Lê Thanh, bao bao bự luôn, bầu là bao bao mặc luôn á, bầu bự mà ok luôn á. Rồi ha, rồi em còn một xanh một xám thôi, áo khoác nha mấy chị ơi, màu xanh một xám 75.000 một khoác, 55 kg độ xuống là ok hết. Chị nào lấy comment giúp em ạ, xanh với xám hai màu nha mọi người nhé, xanh xám hai màu thôi chứ yêu nào lấy thì chốt em ha. Nè Burberry, cái này theo nha mọi người, cái này nó không có túi trong nhưng mà con cái là cái túi này nó có dây kéo nha, nên là mấy chị đựng được tiền, đựng được điện thoại ok hết nha mấy chị ơi, túi rất là to đó nè, túi cực kỳ to luôn ha mọi người ha, đó nó có dây kéo hai bên luôn, mặc rất là xinh luôn đó. Phô này không có phát bình thường, không phải phô có phát lửng ha. Rồi ai lấy xanh với xám thì chốt xanh với xám nha mọi người nhé, xanh với xám ai lấy thì comment giúp em nè, màu xanh với màu xám thôi. Các chị nào lấy khoác không? Nó còn đúng hai cái, cái là khoác này, mấy này nó không có hàng mới mấy chị, nó chỉ có mấy hàng không bộ trước còn lại thôi. Rồi khoác nhung nè, khoác nhung này thì 80.000 ha, khoác xanh cho nhung chân nè, ok nè. Còn đầm không mà ơi, còn chị ơi, đầm em là bao la chị ơi, khoác xanh cho nhung chân nè, em còn một cái khoác xám thôi nha mọi người. Đây nè, em lên khoác nhung này nữa nha, khoác nhung này hôm qua vừa mới like luôn mà còn có mấy cái thôi, em còn màu xám màu đô luôn, cũng còn hai màu thôi. Nhung ha, nhung thì 80.000 ha, xanh hết rồi Dương Nguyên ơi, em còn xám thôi à, khoác 75.000 thì còn xám ha, khoác nhung này thì 80.000 nè, nhung này thì còn xám với đô, khoác nhung nha mấy chị yêu. Trời chất nhung bên em là khỏi chê, vừa rẻ mà vừa đẹp nữa nè. Đó dễ thương chưa ạ? Đẹp lắm đó mọi người ha, rất là xinh luôn. Đó, nhung nha, nhung này thì tầm 54 kg độ xuống mà ok ha. Nhung rất là đẹp luôn. Đó, siêu sang luôn. Nhung nha mọi người, chị nào lấy khoác nhung thì comment em chịu khoác nhung ha mọi người ha, để đỡ lộn với khoác hồi nãy ha. Xám hả? Xám nào vậy? Xám nhung phải không? Xám nhung hay xám kia vậy Lê Thanh ơi? Xám nhung thì 80k nha. Nhung em có màu đôi với là màu xám nha mọi người ơi, nhung em có đôi với xám. Còn 26 một đô thôi là hết rồi mấy chị ơi. Đây này người vô hình, dễ thương lắm, còn có đúng một cái một duy nhất luôn á. Bao bên màu đô nè, rồi ok nè, bao bên cho số điện thoại nha bao bên ơi. Bao bên cho số điện thoại đi, hết đô luôn rồi còn xám thôi nha. Lê Thanh lấy xám nào vậy Lê Thanh ơi? Lê Thanh nè. Bao bên cho số điện thoại nha người đẹp. Này 80.000 ha, nhung thì 80k ha, còn phát kia thì 75k thôi. Rồi em còn hai cái xám, xám nhung ok Lê Thanh nè, Lê Thanh cho số điện thoại nha Lê Thanh nha, Lê Thanh cho số điện thoại nè. Bữa em cho rồi mà cho lại đi người đẹp ơi, cho lại hôm nay ha, đơn hôm nay thì cho lại hôm nay đi nè, để cho ngày mai gộp đơn cho nó không bị lộn đơn. Rồi em còn cái xám nhung thôi nha mấy chịu nha, em còn cái xám nhung, ai lấy xám nhung thì chốt thì em xám nhung luôn ạ. À,
xám nhung nha mọi người, còn đúng một cái thôi, chất cực kỳ ok luôn, chất không đẹp là không lấy tiền ha mọi người ha. Chất này mới chị về mua về mà so với hàng xịn á, hàng xịn hàng mắc tiền á là nó không có thua đâu nha mọi người, 9-10 thôi, 9-10 thôi nha mọi người nha, không có thua gì đâu. Em nói thiệt luôn á, em còn đúng một cái xám nhung thôi nha mấy chịu nha, 80k một cái áo khoác xám nhung nè, chế nào lấy thì chốt giùm em luôn đi mọi người. Rồi ai lấy cùng mình giùm em luôn nha, cái áo phom tay mà ai lấy nữa mà em còn trắng xám với đen nha mọi người nha, trắng xám đen hai màu. Rồi qua mẫu đây, người vô hình xám, người vô hình xám ok chị luôn nha, người vô hình màu xám nha, xám nhung ha. Có rồi, của em có một cái rồi mà. Ừ, nãy đưa cho anh Lê Thanh rồi mà. Phải không? Người vô hình xám nè. Của em có rồi, người đỡ gì? Lê Thanh ơi, của em có rồi, Lê Thanh xé là xé này 55.000 thôi nha. Có trắng với xám hai màu nha mọi người. Đây xé nè. Mấy chị nào đợi đầm để em xíu nha, đầm bên em là bao la mấy chị ơi, không có thiếu đầm đâu nên đừng có lo. Đầm bên em rất là nhiều. Đây à, xếp nè, xếp này hả gì, xếp này có màu trắng với lại màu đen hai màu nha, xếp này 55kg độ xuống một ok luôn nha, 55.000 thôi đó, trắng với lại đen, trắng trắng với xám rồi ha, rất là dễ thương luôn. Đó dễ thương chưa, quần này quần chính tất các mọi người ha. Rồi trắng xám hai màu, ai lấy trắng cầm bên trắng, ai lấy xám cầm bên xám giùm em nha mọi người, trắng xám hai màu không mọi người ha. Mẫu nào xếp tay dài hả, tôi buồn ngủ quá trời luôn rồi bà ơi, ráng đi chị ơi, ráng đợi một xíu đi chị, ai cũng đòi hết á, em lên không nổi luôn á mấy chị. Bầu mặt được không ạ? À? Em bầu nhỏ thôi phải không? Bầu nhỏ thì ok nha em ơi. Bầu nhỏ thì ok, còn bầu bự quá thì mà không vừa đâu. Này cái này bầu nhỏ nhỏ thì ok ha. Này cái áo của nó vậy nè. Nói chung là áo form rộng mà. Quần này cũng coi giãn nhiều lắm luôn. Sơ mi tay ngắn này có sơ mi beo á. Có sơ mi beo á được không? Bao binh. Rồi ha mọi người ha, em còn màu trắng là màu xám thôi mấy chị ơi, 55.000 thôi một bộ ha. Một bộ 55.000 thôi. Áo quần lại 48kg có không chị? Có nha. Quần lại 48kg có nha em ơi. Áo trắng lấy bao nhiêu thì vừa em, cái này là bộ như chị Hoa Huệ ơi, nguyên một bộ luôn, áo luôn là 55.000, 55kg độ xuống hoặc vừa ha, 55.000 một bộ thôi à, rất là rẻ luôn. Lê Thanh trắng ok nè, khoác nhung thì có rồi nhưng mà vô hình. Lê Thanh nè, Lê Thanh nè, Lê Thanh trắng nè, 55k một bộ thôi. Lọ lem xám đâu cho lọ lem nha, lọ lem màu xám nè, rồi em còn một trắng một xám thôi là hết nha. Ngọc Thảo xám ok nè, Ngọc Thảo nãy giờ mới được một bộ nè, mình thấy ghê luôn. Ngọc Thảo xám đi, Ngọc Thảo ơi cho số điện thoại nha. Rồi Đặng Phương màu trắng luôn là hết. Ngọc Thảo xám, Đặng Phương trắng là hết rồi nha mọi người, hết rồi. Qua mẫu đi nha, qua mẫu đi nha, mấy chị ơi, lên đầm trước đi ha mọi người ha, lên đầm cái đi rồi lên xếp tiếp nha, lên đầm một cái rồi lên xếp tiếp nha mọi người ơi, đầm ha. Ai? Ngọc Thảo cho số điện thoại nha Ngọc Thảo ơi. Nguyễn Thị Trinh ơi hết rồi, hết rồi chị Hoa Huệ ơi, hết rồi, lấy con một cái giùm em đi, cái em mặc là của ai quên rồi, Đặng Phương phải không? Rồi em qua một đầm này, đầm này 55.000 thôi mọi người ha. Qua đầm này xong rồi lên một set tay dài cho mấy chị coi nha. Rồi đợi em xíu nha mọi người ơi, đây nè. Đặng Phương nè. Đầm này 55.000 thôi mấy chị ơi, 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mấy chị nha. À em có khoác hoa nữa đó mấy chị ơi, khoác hoa ha. Có khoác này nữa nè, xíu nữa lên khoác này cho mấy chị coi ha. Khoác này rẻ lắm. Rồi đầm này 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người nha, 55.000. 55.000 một đầm, 55kg độ xuống mặt ok hết, rất là dễ thương luôn. Đây nha mọi người, 55.000 một đầm ha, 55kg độ xuống mặt ok nha mấy chị yêu nha. Mọi mặt là màu bò ha mọi người, màu bò nè, bò cực kỳ đẹp luôn.
Rồi bò nha mọi người, màu bò ha, đầm này 55kg độ xuống mặt vừa ha mấy chế ha, màu bò. Đầm này chất lụa nha mấy chị ơi, kate lụa ha, nên là chất vải mịn lắm. Mà nói chung là nó nhẹ nhàng lắm nha mấy chị ơi, co giãn cực kỳ nhiều luôn. Màu bò màu đô. Màu bò màu đô màu ngói. Bò đô ngói rêu nha, bò đô ngói rêu đen. Bò đô ngói rêu đen ạ. À với màu vàng nữa. Đây là màu vàng, mọi mặt là màu bò ha. Màu bò nha mọi người, màu bò nè, màu vàng nè, màu đen nè, màu rêu nè, màu ngói nè, màu đô nè. Mặc lên dễ thương lắm nha mấy chị ơi. Mặc lên chị nào mà gầy gầy á, nói chung là trên đây nè, mặc lên nhìn ở trên đây đầy đặn lắm ha mấy chị. Hai chế nào mà bắp tay to cũng là mặc cái này nó che luôn bắp tay luôn nha mọi người nha. Mặc rất là dễ thương luôn mấy chị. Chỉ có 55.000 thôi, nút này nút bọc nè. Nút này toàn bộ là nút bọc hết nha mọi người nha. Đó mà nhưng mà có 55.000 một cái thôi, rất là rẻ luôn nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy đầm em mặc thì chốt giùm em luôn ha mấy chị ha. Phơm này mặc dài tới gối giùm em nha mọi người, dài tới gối ha. 55kg mặc được nha Đặng Phương ơi, 55kg ok nha chị nha. Này coi giãn nhiều lắm mấy chị ơi, coi giãn rất là nhiều. Nói chung là cái phần ngực này là mấy chị nói chung là coi giãn nhiều lắm luôn. Còn cái là dưới là xương rồi, nên là mấy chị là có bụng hay là có bụng hay bầu gì mặc cũng ok hết luôn nè. Lê Thanh ơi, Lê Thanh mặc đầm không em? Đầm này bằng mặc được nè. Rồi ai lấy đầm em mặc không ạ? Dễ thương lắm nha mấy chị, xinh lắm. 55.000 thôi mọi người ha, cực kỳ đẹp luôn đó. Đầm này bầu bon chen được luôn này, rất là xinh. Ai lấy comment giúp em luôn nha mọi người, có chị nào lấy đầm em mặc không? Ai lấy đầm em mặc thử thì chốt nha mọi người ha. Siêu siêu đẹp, siêu dễ thương luôn. Đọc màu lại lần nữa nha, chế nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chế nha. Màu bò màu vàng nè, màu ngọt ấy, màu đen. Màu bò màu vàng màu đen màu rêu. Bò vàng đen rêu nè, ngói nè, với màu đô ha. Bò vàng đen rêu ngói đô 2, 4, 6 màu có tổng cộng ha, 6 màu tổng cộng nha mọi người nha. 2, 4, 6 ai lấy thì comment giùm em ạ. 55.000 thôi. Rồi có chế nào lấy không? Ai lấy đầm em mặc không ạ? À? Ai lấy thì comment giúp em ha, không ai lấy qua mẫu nha. Chế nào lấy đầm em mặc không mấy chế, dễ thương lắm mấy nha mấy chị ơi. Có chân váy không? Chân váy nãy mới qua rồi đây nè chị ơi, chân váy đây. Chân váy này 50.000 ha, 50.000 một chân váy thôi nha mọi người. Đó hơi bị xuất sắc luôn ạ. À. Chân váy da nha mọi người nha. 50k thôi, cực kỳ đẹp. Có S, M, L, XL nha mọi người nha. S dưới 43kg, M từ 43 tới 46, L từ 46 tới 50, còn XL từ 50 tới 53kg giùm em. Cái chân váy này ha. 50.000 một chân váy thôi. Chế nào lấy comment giúp em. Rồi ai lấy cái ai lấy đầm mặc thì chốt em nha mọi người ơi. Em qua mẫu đi ha mọi người nha. Em qua xét nè. Lên xét nha mấy chị ơi, lên xét đây. Nhức đầu quá. Cái này 75.000 nha mọi người ha. Cái này 75.000. Rất là dễ thương luôn. Chân váy vải ha. Chân váy vải là sao chị? Có chân váy da thôi à, chứ không có chân váy vải chị ơi. À chân váy vải thì có chân váy này nè, nhưng mà chân váy này thì nằm tầm 52kg độ xuống thôi. Rồi cái này 75.000 nha, 52 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Đó 75.000 một set mọi mặt màu vàng ha mấy chị ha. Màu vàng 75.000. Không có chân váy tầng chị ơi, không có chân váy tầng ha. Nên phát da đi chứ. Phát da hả? Phát da. Đâu có phát da đâu em ơi. Không có phát da em ơi. Rồi màu vàng nha, màu vàng màu đô với lại màu đỏ ha mọi người ha, vàng đô với đỏ. Vàng đỏ với đô. À lấy comment giúp em luôn ạ. 75.000 một set, 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người nha. 75k một set ha mọi người ha. 53kg độ xuống mặt ok. À lấy comment giúp em luôn ạ. Mọi mặt là màu vàng. Màu vàng nhưng mà phối xám đen nên là nhìn rất là dễ thương mấy chị ơi, nhìn có duyên cực kỳ luôn. Đó, ai lấy thì comment giúp em ha. Đẹp lắm nha mọi người. Cái này là may ha, không phải in đâu nha mấy chị. Cái này nó là phối vô nó may nha mấy chị ơi, không phải in đâu nha mấy chị nha. Rồi ai lấy comment giúp em luôn ạ. Màu vàng, màu đỏ với màu đô thôi, ba màu. Vàng đỏ với đô không mấy chị ha. Lên thanh màu vàng ok nè. Lên thanh màu vàng nè. Lên thanh màu vàng ha. Áo len lông.
áo len lông thỏ. Không có áo len lông thỏ đâu chị ơi. Áo len lông thỏ là sao không biết. Không có chị ơi. Có áo len thôi nhưng mà lông là sao không biết. Em cao nhiêu hả em? Em hả? Em nặng 55kg chị, em cao mét 62 chị ơi. Em nặng 55kg hả? Em cao mét 62 mọi người ha. Chị nào mua hàng của em một qua một lần rồi là mấy chị dễ, là dễ canh size lắm. Chị nào mua hàng của em quen rồi đó là mấy chị biết canh size liền à. Em nói đi nói vậy đó nhưng mà về hả nhiều lúc mấy chị mặc ok luôn nữa. Có set váy dài 55kg không? Không có set váy chị ơi. Set váy 55kg không có hả? Chị có bỏ khoác ra giùm em không? Ủa em có lấy áo khoác mà phải không? Chị có lấy áo khoác cho em rồi là em có lấy hay không? Chị có để áo khoác xám cho em rồi đó. Ủa vậy em không lấy hả? Thì bỏ khoác nhung xám ra đi. Nhung xám còn một cái hả mọi người ha. Nè em còn cái áo khoác nhung xám nha mấy chú ơi. Để nó lấy cùng mình em nhung xám ha. Khoác nhung xám. Rồi set em còn màu vàng màu đỏ với lại màu luôn ha mọi người. Vàng đỏ đô ai lấy không ạ? Màu vàng màu đỏ màu đô nha mọi người nha. 53kg độ xuống là ok ha mọi người ơi. 75.000 thôi mấy chị ơi. 75.000 ha mọi người ha. 53kg độ xuống là ok. Ai lấy cùng mình giúp em đi ạ. Bộ sọc sau lưng. Bộ caro sau lưng đó hả? Cho chị chân, cho chị cái chân váy vải đi. Chị bao nhiêu ký vậy Thảo Vỏ Vỏ ơi? Thảo Thảo Vỏ. Rồi ai lấy set em mặc không nè, ai lấy comment em nè, qua mẫu nha. Qua tới gì quên mất từ à, qua pyjama nha mọi người, pyjama được à, khoác rồi. Đây này còn cái khoác này nè. Khoác này nha mọi người, khoác này thì 60.000 thôi. Khoác hoa ha. Nhung xám của em có chưa chị? Có rồi chị người vô hình ơi, chị có rồi nha. Nãy em trả chị nhiều, trả lời chị nhiều lần lắm rồi đó. Rồi khoác đây nè, khoác hoa mấy chị ha, khoác hoa này 60.000, 55kg độ xuống mà ok hết nha. Khoác này hơi bị xinh luôn. Ok Ngọc Anh nè, Ngọc Anh khoác nhung nè. Rồi khoác này ha mấy chị ha. Dạ tại mạng yếu quá chị, ok nè. 36kg hả? Ok để xíu em lấy cho coi nè. Có áo len xong. Cho coi áo len shop. Đợi em xíu cái chị Nữ Ngọc ơi. Đợi em xíu nha. Rồi nha. Đây nè áo khoác nha mọi người. Khoác này 60.000 thôi mọi người ha. 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mấy chị. Đó dễ thương lắm luôn. Mà em mặc là màu hồng ha. Rất là dễ thương luôn. Body gì vậy em ơi? Body gì vậy? Nãy giờ đi đâu mất tích vậy trời? Nãy giờ đi đâu mà mất tích vậy người đẹp? Rồi mọi mặt là màu hồng nha mọi người. Em có màu hồng, màu cam với là màu trắng ba màu. Hồng cam với trắng nha, màu hồng màu vàng màu cam với màu trắng ba màu thôi cực kỳ đẹp luôn. Cái này chiếc vải của nó là nhũ nha mọi người, nhũ ha. Khoác hồng nè, khoác hồng cho Lê Thanh nè. Không có túi Vinh Phạm ơi, khoác này không có túi ha. Cái này 60.000 thôi à, chất bao ok luôn. Nói chung cái chất này của nó vậy nè mấy chị ơi, nó là sọc sọc đó mọi người. Mọi mặt là màu hồng ha. Thế tay ngắn quần dài đi chị, đợi xíu nữa Ngọc Thảo. Rồi màu này là màu cam ha mọi người ha, màu cam nè. Nó không có túi gì chưa á, thường thường mấy set này nó ít có túi lắm mấy chị ơi. Set này là dạng set mặc kiểu thôi, mặc đẹp thôi à, chứ không phải là khoác cái dạng kia. Cái này là khoác giống như là mặc kiểu á, mặc đẹp thôi chứ nó không phải là khoác nắng như mấy cái kia. Rồi màu trắng này rất là dễ thương luôn. Rồi em còn ba màu thôi nha, màu hồng, màu trắng với màu cam nha mọi người. 55kg độ xuống mà ok hết, nhưng mà rất là rẻ luôn, chỉ có 60.000 thôi. 60.000 một áo thôi ha mọi người ha. Nè trắng nè. Đây, chị nào mà sợ nổi thì mặc màu trắng. Đó, chị nào mà sợ nổi thì mặc màu trắng thôi mấy chế ha. Đó, rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Trắng nè. Đây, rồi màu trắng, màu hồng với lại màu cam. Chị nào lấy comment giúp em nha mọi người nha. Trắng, hồng, cam đúng ba màu thôi. Chứ vải này là nhũ kim tuyến nha mọi người. Cái này là nhũ kim tuyến thôi chứ không hả. Rồi, ai lấy comment giúp em ạ. Qua mẫu đây. Thế này mặc có chị nào lấy nó không? À lấy đi comment giúp em nha. Thôi giờ lên set lẻ đi nha mấy chị ơi. Lên set lẻ ha. Lên set lẻ nha mấy chị ơi. À áo nhung đây nè. Áo len đây nè. Hỏi chị nào hỏi em áo len nha. Áo len đây. Len còn xám với lại trắng nha. Đây nè len này 50.000 nha. 55kg độ xuống mặt vừa nha. Màu xám màu trắng hai màu nha mọi người. 55kg độ xuống mặt ok hết ha. Rất là dễ thương luôn nè. Cái này cái hình nhưng mà hình của nó là hình mây nha mọi người. Nó có cái này nó có viền lông lông nè.
đó, dễ thương lắm luôn. Chất len bao mịn, len này mặc lên là rất là đẹp nha mấy chị, không bị ngứa đâu mấy chị ơi, len len bên em là không hề ngứa đâu nha, nên là mặc yên tâm hơn mấy chị không ha. Rồi em có màu xám với là màu trắng nữa đó. Rồi qua mẫu nha mọi người ơi, qua mẫu nha. Lấy cái gì vậy em ơi, Lê Thanh em lấy cái gì vậy? Lấy cái gì, lấy màu trắng ha, ok nha. Màu trắng này nha, màu trắng hình này nha em ơi, màu trắng hình này nha em. Nếu được thì ok giùm chị nha. Lê Thanh nè. Rồi qua xét tiếp ha. Xét đây mấy chị ơi. Mạng bị lắc quá hả? Mạng chị nào bị lắc thì cố gắng. Ok Lê Thanh nè, cố gắng giùm em ha mấy chị ơi. Tại vì này mạng giờ này nó không dậy á, nó ba hồi à. Có lúc xem được, có lúc xem không được, nên là cố gắng xem giùm em ha. Rồi cái này tầm 50kg độ xuống luôn mấy chị ơi. Xếp này 50kg độ xuống luôn nha mọi người, 70.000 ha. 50kg độ xuống thôi. Áo này rất là ôm luôn, 50kg độ xuống xếp này màu đen. À anh đen comment đen giùm em nha mọi người nha. Em mấy cái rồi chị Lê Thanh mấy cái giờ? 4 cái em ơi. Rồi màu đen nha, xếp này thì tầm 50kg độ xuống nha mấy chị ơi. Vải cũng là vải cô tông luôn nha mấy chị nha. 50kg chị nào cao cao thì 52kg độ xuống mà ok nha mọi người. Trên đây nhỏ nhỏ người thì mà ok nè. Đây giống như em thì mà ok ha. Tại vì có cái áo nó ôm thôi chứ cái quần của nó là siêu thoải mái luôn. 70.000 một bộ nha mấy chị nha. Rồi 52kg độ xuống, ai lấy đen comment em chịu xếp đen. Xếp đen ha, có một màu đen thôi mọi người. Ai lấy comment giùm em màu đen nha mọi người nha. Này chế nào mà nhỏ nhỏ người mà ok ha. Tầm 50kg, 52kg độ xuống thì mà ok xếp này nha mấy chị nha. 52kg mà cao cao á. Đó, còn mà thấp thấp thì tầm 50kg độ xuống thôi. Rồi ai lấy đen không ạ? À? Ai đen chốc đây em nè, đen mọi người ơi, đây là xin váy nha chị ơi. Này xin váy này 45.000 ha. Xin váy này 52kg độ xuống thôi nha. Có dây kéo này mấy chị thích mặc đằng trước cũng được, mặc đằng sau cũng được ha mọi người ha. Rồi 52kg độ xuống mặc vừa. Có quần bên trong luôn, xin váy kaki nha mọi người nè. Có lót quần bên trong nha mấy chị ơi, 45.000 một cái thôi. Ai lấy xin váy đi comment xin váy giùm em nha. 52kg độ xuống mặt vừa ha. Em này mệt mỏi ơi, đây nè. Đây nè, mệt mỏi nhận hàng được của em chưa vậy? Đó, xếp đen, rất là dễ thương luôn. 70.000 thôi nha. Đây là chân váy nè, ai lấy chân váy này không? Chân váy này có một size thôi nha, chân váy này là chân váy xòe. Xòe nhưng mà có quần bên trong nha mọi người. 45.000 thôi chân váy này ha, có quần bên trong kaki rất là dày luôn nha mấy chị. 45.000 chân váy thôi, có một cái có khoen ở đây nè. Đó ai lấy thì comment em, chân váy này nhưng có một size chị ơi, 52kg độ xuống thôi à. Chị là thả bao nhiêu ký vậy? Hình như nó có một size phải. Ai lấy chân váy chốt chân váy giùm em nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn. À nó có ít em lờ nữa nè. Dung trương màu đen nè. Ok dung trương nha, dung trương màu đen nè. Ai lấy đen nó không, còn một set màu đen này thôi nha mọi người nha. Còn một set em mặc thôi, dung trương màu đen nè. Để em xíu nha. Cái đó hả? Cái đó cái lưng khung nó có co giãn nó gì? Lưng khung có co giãn ha, để em mở ra coi hình như nó có sai thì phải. Không biết, xếp quần ống bo không chị? Cái xếp này, cái quần này thì nó là không có bo nha. Ờ có một sai à. Có một sai thôi, tầm 52 53 kg độ xuống mà ok ha. 52 kg độ xuống mà ok ha, xếp này. Nó có sai nhưng mà cái phơn của nó may bằng nhau hết mấy chị ơi. Rồi 52kg độ xuống mà ok chân váy này nha. 45.000 ai lấy không? 45.000 chân váy này thôi nha mấy chị ơi. 45.000 thôi nha mấy chị ơi. 45k ai lấy chân váy thì chốt chân váy giùm em nha. 45.000. Thảo Thảo Võ có lấy chân váy với mặt không ạ? À? Rồi quang à. Đây nè, em có cái áo nhung này đẹp lắm nè. Áo nhung này là hàng xịn nha mọi người. Áo nhung này nhung hàng xịn ha mấy chị yêu ha. Nhung hàng xịn, form áo 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người nha. Ai lấy xếp đen em mặc nữa thì chốt nên xếp đen em mặc nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn. Để coi coi chỗ cái nào đây.
Chân váy 45k, ok thật thảo nè. Lấy chân váy 45.000 thì comment chân váy 45.000 giùm em ha. Nó là kaki rất là dày nha mấy chị ơi. Kaki cực kỳ dày luôn. Đây nè, em lên cái mẫu họ áo nhung này cho mấy chị coi nè, đẹp lắm mấy chị ơi. Nhung này là nhung hàng xịn nha. Cái nhung này là đúng chất hàng xịn luôn, 100.000 một áo nha mọi người ơi, 100.000 một áo ha. Cái chân váy đó có quần bên trong đó em ơi, chân váy đó có quần bên trong đó em lấy không? Chân váy đó là cổ quần bên trong á, mà có 45.000 à. Chân váy nó rẻ nữa, đẹp nữa. Rồi nhung này phơ 100.000 một áo nha, 55kg độ xuống mặt vừa ha. Áo nhung là mấy chị mua về mặc không sướng là không lấy tiền luôn. Hứa luôn nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Form cực kỳ đẹp. Rồi áo nhung đây. Đó, nhung đẹp chưa? 100.000 một áo nha mọi người nha. 55kg độ xuống mặt vừa hết. Áo này 55-56kg độ xuống mặt ok hết nha. Bộ đen mặc có màu khác không? Có một màu, có một màu đen thôi chị Tiên Phạm ơi. Tiền Phạm. Em lấy gì size lớn nhất rồi đó, nhưng mà không biết cái phơ nó chị có vừa không nữa. Em lấy gì size lớn nhất rồi đó. Rồi nha mọi người, áo nhung em mặc ha, mấy chị ha. Mọi em mặc là màu đen nha. Đen gấu. Đen thú nè. Cái em mặc là đen thú nha mọi người, 55kg độ xuống mặt vừa hết nha. Chất vải này đẹp lắm mấy chứ ơi, 100.000 nha mọi người nha. Chất vải này đẹp hơn chất vải kia rất là nhiều luôn, tại vì này nó là hàng xịn đó mấy chị. Đó nên là mặc rất là ok luôn ha. Rồi cái mặt là đen gấu nè. Đen gấu nha mọi người, đen gấu ha. Beo vàng nè mọi người. Cái này beo vàng ha, beo vàng. Beo vàng đậm, beo vàng đậm nè. Cái này người phụ huynh ơi, đường em mặc là 101 ha mấy chị luôn ha. Nè, quần em mặc là 101 một quần nha mấy chị ơi. Size là SML nha, size như cũ. Mấy chị mặc thường thường mặc size gì? S là dưới 46kg nè, M từ 46 tới là 52kg ha. L từ 52 tới 55kg giùm em nha mấy chị ơi. Có quần luôn, có túi luôn ha, mấy chế túi sâu ha. Rất là dễ thương luôn mấy chị, đẹp lắm. Quần này giống như là quần mấy bữa em bán á mấy chị ơi, dễ thương lắm ha. Đó là mấy chế lấy size gì thì chốt em cái size nha mọi người. Rất là dễ thương luôn à. Quần dài hả? Quần này thì có kiểu này ha. Quần này có kiểu này thôi chị ơi, còn quần mà lưng không có cao á thì có kiểu khác. Rồi anh ấy áo nhung nhặt thì chốt em hay em đọc màu cái ha, chế nào lấy chế nào thích thì chốt em nha mọi người ơi. Áo dài chứ áo này phơm dài lắm, em mở cái ra cho coi nè. Đọc màu trước đi nha, cái mà là đen gấu nè, rồi beo vàng đậm, màu hồng ha. Beo vàng nhẹ nha mọi người, beo vàng nhẹ nè. Rồi caro nha mọi người nha, caro. Cái này là Gucci. Gucci nha mọi người ha, Gucci. Cái này là sọc. Đó, ai lấy màu nào chút màu đó em đi nè, mở cái caro ra cho coi nè. Đẹp lắm mọi người, bọc 100.000 một áo thôi nha. Rất là đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Đây mọi người nha, này form bình thường ha. Form này form bình thường nhưng mà chất của nó đẹp lắm, mặc rất là sang luôn mọi người, 100.000 thôi nè. 100.000 thôi. Chân vải, chân váy vải 48kg chị ok nè ha. 55kg vừa áo này nha. Áo này 55-56kg vừa hết á. Trần Thị Mỹ Dung ơi, lấy chân váy 48kg phải không? Ok, giờ thì đứng lên nè, lấy cái chân váy 48kg ha. Trần Thị Mỹ Dung nè. Áo này 55-56kg độ xuống vừa hết mấy chị ơi. Rồi ai lấy áo không? Đẹp lắm ha mọi người ha. Rất là dễ thương luôn. Áo này 60kg còn vừa nữa. Áo này 60kg còn vừa nữa nha, vừa nữa nha mấy chị ơi. 60kg ok áo này luôn nha mọi người nha. Tại vì áo này form của nó, form là form to nè, cái mạc nè. Mạc của nó nè mấy chị ơi, đó mạc hàng kia ha, chứ không phải là hàng Việt Nam đâu. Đây. Nè chân váy nè, nó dễ thương chưa?
Áo em một mặc 100.000 thôi, chị nào lấy không? Ai lấy đi chốt giùm em đi. Quần em mặc có ai lấy không ạ? Quần em mặc thì 101 ha. Quần em mặc 101, áo là 100.000, áo này là xứng đáng 100.000 nha mấy chị ơi. Áo hả? Ba a hàng nào là em bán giá đó thôi mấy chị ơi, chứ không phải là em hàng rẻ mà em đi bán giá mắc đâu nha mấy chị nha. Hàng nào bán giá đó thôi mọi người ơi, rất là dễ thương luôn, hàng này là hàng xịn 100% luôn á nha mấy chị. 100.000 thôi, 100.000 là rất là rẻ rồi. Rồi mọi em mặc là màu này là caro này, cái em mặc là hình thú ha. Hình thú. Rồi cái này là sọc nha mọi người ơi, rồi cái này là Gucci. Beo đậm nè, beo vàng đậm nha. Ok nè, beo hồng nè nha. Beo vàng nhạt nha mấy chị ơi, beo vàng nhạt. Rồi ai lấy không ạ? À? Ai lấy thì chốt ngay nha. Rồi giờ lên sách lẻ nha. Chị yêu nào lấy cái gì? Cái áo nhung em mặc thì chốt giùm em nha mọi người. Em nói thiệt có đẹp lắm luôn. Có một màu à chị? Cái nào Trường Thị Mỹ Dung ơi? Chân váy đó thì có một màu thôi, còn cái beo này nhung này nó có nhiều màu mà, nó có nhiều hình khác nhau mà. Đó, cái mà đen thú nè, đen caro nè, đen thú đen caro ha. Rồi cái này sọc ha, rồi Gucci nè mọi người. Đây ha, rồi cái này beo vàng đậm, beo hồng, rồi beo vàng nhạt. Rồi ai lấy đúng không? Rồi lên sách lẻ nha, lên một hai sách lẻ nó đi đầu nghỉ nè. Phơ máu là phơ máu bình thường ha. Đó dễ thương chưa? Phơ máu bình thường thôi, rất là đẹp luôn. Quần chính thức, quần dài chứ nha. Quần dài nha chị người vô hình ơi. Quần này không phải chính thức đâu, là quần dài nha. Em bán ở đâu hả? Em ở quận 11 nha mọi người nha. Rồi xếp nè. Cục này không biết là xếp gì đây. À lửng nè mọi người ơi, lẫn nha mọi người nha. Bộ này em có màu vàng với màu hồng nha mọi người nha. Em một buồng 46kg nha chị. Ok người vô hình nè, người vô hình 46kg nè. Này người vô hình nè. Rồi ha mấy chị ơi. Yên về lẫn nè. Rồi bộ này nha mấy chị ơi, bộ này. Bộ này 60.000 thôi mấy chị hả? 60.000 nè, 53kg độ xuống mặt ok. Đó, cái này là quần lửng đây. Em có màu vàng với màu hồng thôi. Ai lấy vàng chốt vàng, ai lấy hồng chốt hồng. Em 60.000 một bộ ha mấy chị ha. 60.000 một bộ nha, 53kg độ xuống mặt ok ha mấy chị yêu ha. Rất là dễ thương luôn đây ạ. À. Cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Có quần kaki trắng không ạ? Không có quần kaki trắng nha Hà Nguyên ơi. Có quần kaki đen thôi. Có quần đen giống như em đang mặc thôi chứ không có quần kaki trắng. Rồi, ai lấy set này chốt em nè. Vàng với đen nha mọi người, cái viền này là phối bi nha mấy chị yêu ha. Phối bi rất là đẹp luôn, 60.000. Hồng với lại vàng. Quần lửng nha mọi người nha, chất lụa rất là đẹp luôn, 60k. Rồi hồng với vàng thôi, ai lấy hồng chốt hồng, ai lấy vàng chốt vàng giùm em nha mọi người nha. Hồng vàng hai màu. Rồi chị nào lấy set này không? Set này dễ thương lắm nha mấy chị yêu nha. Rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. Hồng với vàng thôi, hai màu thôi ha mọi người ha. Rồi ai lấy thì comment giúp em hồng vàng nè. Rồi cái này đùi nè, đùi pyjama nha, 45.000 một bộ thôi nha mấy chị. 45k một bộ nha, pyjama nha. 53kg độ xuống mặt ok ha. 53kg độ xuống mặt ok pyjama nè. Dương nguyên màu vàng đâu các chị nè. Dương nguyên vàng nè, rồi em còn bộ hồng nha mọi người nha. Dương nguyên màu vàng nè, còn bộ hồng thôi. À lấy hồng chốt hồng giùm em đi. Em còn bộ hồng nha, hồng nè. Hồng này cũng 60.000, cũng quần lửng luôn đó chứ ơi. Dễ thương lắm, hồng ruốc đó nha mấy chị đẹp nha. Vải đẹp lắm, vải mặt mát lắm mấy chị ơi, vải mặt rất là mát luôn. Đó, thạch thảo đùi nè, ok nè. Thạch thảo đùi nè. Thảo đùi nè. Bi hồng ha, Úc Tiên ha. Úc Tiên ơi, bi hồng nha, Úc Tiên nha. Ủa bi nào vậy? Ủa bi đó hết rồi. Em còn một bộ hồng nào quần lửng nè. Em còn bộ hồng quần lửng nè mấy chị ơi, hồng quần lửng 60.000 nha mọi người nha. Ai lấy hồng thì cầm bao nhiêu em hồng ruốc nha mấy chú. Ờ thật thảo pyjama đó. Ừ. Rồi còn đùi nữa nè. Đùi này cũng 45.000 luôn bông. Ai lấy cái này chú em xanh ha. Pyjama luôn cũng 45.000 luôn, màu xanh đây ạ. 53kg độ xuống mặt vừa đây, 45k luôn nha. Xanh ha mọi người ha. Vải là vải von nha mấy chị yêu. Vải von đẹp lắm.
xanh xanh 45.000 luôn nha mọi người. Xanh là bi đùi hết rồi. Rồi còn bi xanh này thôi. Ê, còn còn đùi xanh này thôi. Đùi xanh vải von nha mấy chị ơi, vải von mặc mát lắm. Mặc không thích không lấy tiền luôn á. Rồi ai lấy 45, ai lấy thì comment cho em đùi xanh 45.000 nè. Đùi xanh 45.000, Thạch Thảo comment trước rồi Út Tiên ơi. Thạch Thảo comment đùi đầu tiên nè. Rồi em còn bộ xanh nè, 45.000 luôn nha mọi người nha. Màu xanh ha, 45k xanh. Ai lấy xanh chốt xanh thì em luôn 45k. Đùi còn nhiều lắm mấy chị ơi. Đùi còn rất là nhiều nên là yên tâm đi nha. Rồi cái này bi vàng nè. Bi vàng này cũng 45.000 luôn ha mấy chị ha. 45.000 luôn đây. 45.000, 52 kg độ xuống là ok nha. Bi vàng cực kỳ dễ thương luôn. 45k, 52 kg độ xuống là ok bi vàng. Ai lấy bi vàng thì comment bi vàng giùm em nha mọi người nha. Đó, dễ thương chưa ạ? 52 kg độ xuống mặt hồ bi vàng. Hồ đen hồi nãy bao nhiêu tiền? Đen nào vậy chị ơi? Bộ đen nào vậy? À đen nãy 70.000 nha tiền phạm nha. Thấy em không chị thấy nhau Lan Quỳnh ơi. Rồi ai lấy bi vàng chút bi vàng giùm em nha mọi người nha. Bi vàng. Rồi bộ này 45.000 luôn nè. 52 kg độ xuống mặt vừa ha. 52, 53 kg độ xuống mặt vừa ha. Áo hai dây quần sọt 45k luôn. Xanh, ai lấy bộ này chốt giùm em màu xanh nha mọi người. 45.000 nha mọi người nha. Xanh xanh dễ thương lắm. Hai dây nha, áo von nha, quần thun nha mọi người. Áo hai dây von quần thun 45k màu xanh, 52 kg độ xuống mặt vừa. Ai lấy thì comment giùm em màu xanh 52, 53 kg độ xuống mặt ok màu xanh này nha mọi người. Đó, ai lấy xanh thì chốt xanh giùm em đi. 45.000 thôi nha mấy chị yêu nha. 45.000, ai lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Sớm giờ em có à, ok Kiều My ha. Ok Kiều My nè. Rồi em có đầm đầm này nha mấy chị ơi. Đầm này tầm 53 kg độ xuống là ok nha mọi người. 53 kg độ xuống là ok đầm này ha. 50.000 đầm này. Đầm này 50k nha mấy chị ơi. Đầm này von, cái này là đầm tơ ý nha mấy chị ơi. Chất của nó là chất tơ nha mọi người ơi. Cái đầm này cái vải của nó là tơ ý á. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Cái chiếc tơ ý này rất là mắc tiền ấy nha mấy chú ơi. Một mét vải tới hả, như tới 70.000 luôn á. Một mét vải này nè. Rồi ai lấy thì comment với em đầm nha mọi người. Đầm ha, 53 kg độ xuống mặt vừa. Đằng sau có dây kéo mấy chị ha. Đằng sau có dây kéo hình giọt nước nè. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy đầm xanh comment đầm xanh giùm em 50.000 luôn. 50.000 là quá rẻ luôn. Đây nè, bộ xanh này là bé Chảnh ơi. Không thấy em rồi. Đây nè, Lan Quỳnh ơi. Thấy nè, thấy mà Lan Quỳnh nói thấy mà Lan Quỳnh. Đây nè, bộ xanh đi bé Chảnh. Em lấy xanh này không? 45.000 bộ thôi à. Rất là rẻ luôn á. Đẹp lắm mà vải rất là ok nha. 45.000 bộ xanh này thôi. Rồi cái này đầm nha mọi người. Đầm này đầm ngủ nè. Em có màu đen với là màu tím hai màu. Đen với tím nha. 45.000 một đầm luôn nha mấy chị ơi. 55 kg băng mặc hết. 45.000 một đầm thôi nha mấy chị yêu nha. Rồi 55 kg độ xuống mặt ok hết nha. Màu tím với lại màu đen. Tím với đen nha. Mai gửi nha Trần Thị Mỹ Dung ơi. Để lâu lắm rồi đó người đẹp ơi. Mai chị gửi luôn nha. Để bữa giờ 3-4 ngày rồi là đặc biệt lắm luôn rồi đó mấy chị. Tại vì thường thường em để thì có một like thôi à. Nên không có để lâu đâu. Chị nào mà em cảm thấy lâu quá là em gửi hàng nha. Ok lại lên nha. Rồi đây nha mọi người. Em có màu tím với lại màu đen nè. 45.000. Tím đen. À lấy comment tím đen giùm em nha. Không có đầm đi thiệt 60 kg chị bét bít ơi. Rồi ai lấy đầm ngủ không? 45.000 nha mọi người. Tím với đen nha mọi người nha. Tím đen hai màu 45k thôi. 45.000 nha mọi người. 45.000 tím với đen hai màu. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị. À sơ mi nè. Có một cái sơ mi đen trơn nè mọi người. Sơ mi đen trơn nha. 50k nha mọi người. Sơ mi đen trơn form này 55 kg độ xuống mặt vừa luôn. Sơ mi đen trơn bình thường thôi nha. 55.000. Mà phơm mặt lên đẹp lắm nha mấy chị. Mặt lên cực kỳ bụi luôn. Rất là sang ha. Đây 50k một áo luôn nha mấy chị nha. 50.000 một áo luôn. 55 kg độ xuống mặt vừa luôn ha mấy chị ha. Đây cái này là phơm bình thường nha mọi người. Sơ mi đen trơn phơm thường thôi. Nhưng mà chất vải đẹp lắm. Chất vải rất là đẹp nha mọi người nha. Ừ. Rồi ai lấy comment giúp em luôn nè. Đen nha mọi người. Sơ mi đen ha. Sơ mi đen. Mai chị chốt nha mày Tiên ơi, mai chị chốt nha. Mai là chị chốt hết đơn nha, mai chốt. Hàng của chị nào mà đơn hôm qua mấy bữa giờ mà chưa chốt là mai chốt luôn. Rồi có chế nào lấy, mai có một set đây nè.
Set này nha mọi người, set này 55.000 luôn nha mấy chịu nha, 55.000 luôn nè. Rồi, set tay dài luôn ha. 55.000 set tím này luôn. Ai lấy tím chốt tím em nha, 53 kg đổ xuống mà. Ok tím. 55k. Cái này set len nha mấy chị ơi, set len nha, tím nha mọi người. Cái này có một cái hút ở chính giữa nè. Rất là dễ thương luôn. Rồi ai lấy tím comment tím giùm em nha mấy chị ơi, tím ha. Quần đen 50 kg bộ vàng bi hồi nãy. Ok Huyền Lê nè. Huyền Lê cho số điện thoại nha Huyền Lê ơi. Huyền Lê cho số điện thoại nè, quần đen em mặc đúng không? Cái này của Huyền Lê nè. Huyền Lê ơi cho số điện thoại đi nha người. Ngọc Thảo xét nè, ok Ngọc Thảo nè. Ngọc Thảo xét nè, xét này còn có đúng một cái thôi. Ngọc Thảo xét. Rồi chúc cho Ngọc Thảo xét ha. Xám này 45.000 luôn nha mấy chị ơi, rất là dày luôn, 52 kg độ xuống mặt vừa xám. Xám nha mấy chị nha, xám 52 kg độ xuống mặt. Ok màu xám hai dây kéo rất là dày luôn nè. Rồi 45k xám, ai lấy xám chốt xám giùm em luôn. Tay dài gân cực kỳ đẹp nha mọi người, xám ha, rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha. Đây nè, rất là dày dặn luôn. Đó đẹp chưa? 45.000 màu xám nha mấy chị nha. Xám cho người vô hình nè, ok nè, người vô hình màu xám nè. Ây dạ. Người vô hình màu xám. Rồi tay dài sọc nha, 45.000 luôn nha mấy chị ơi. 45.000 luôn nha, áo này 53 kg độ xuống ok luôn nha xám. Ấy lộn mà sọc. Sọc tay dài nha mọi người nha. Áo mặc hình beo cỡ. Có hình beo không ạ? Có nha Lu Chi Vi ơi, áo mặc có hình beo quá nha. Có hai cái beo, beo nhỏ, beo lớn này chút đưa cho coi. Rồi ai lấy cái này chú em nha, sọc nha mọi người, 45.000 luôn. Đẹp lắm, mặc lên rất là sang mấy chị ha, tay dài nha mọi người. Tay dài nè, đó, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy sọc thì comment sọc giùm em 45.000. Chút cô tông nha mấy chị ơi, phải da cá đâu, 45.000 ha. Rồi sọc, ai lấy sọc chú em sọc ha, 45k sọc này luôn nha mấy chị nha. 45k sọc luôn. Nè áo mà có hai hình này, hình beo nè. Đây có beo vàng nè, beo vàng ha. Beo này beo nhỏ nè, beo lớn nè. Beo nhỏ, beo lớn với lại beo hồng nha. Beo nhỏ, beo lớn, beo hồng. Đây có một cái beo heo nữa. Đây có một cái beo màu xanh rêu nữa nè. Sọc cho thật thảo luôn nè, ok nè. Thạch thảo sọc luôn nè. Hết rồi, bước nó bước mình hỏi ơi. Rồi nè. Sọc hết rồi người đẹp. Đây nè beo nè Lu Chi Vi ơi, đây nha, có beo ba cái ba có beo ha. Beo này beo màu rêu nha mọi người nha. Nè. Đó, màu rêu nè, beo rêu nè ha. Rồi beo vàng nè, vàng nhạt, beo vàng nhạt đó, rất là dễ thương luôn nha mấy chị, 100.000 một áo thôi nha. Hết sọc rồi. Beo vàng đậm đây. Đó, rất là đẹp ha. Màu nào cũng đẹp hết trơn, có 100.000 thôi à. Mà nhung nó thiệt chứ hả mấy chị ơi, nhung đẹp lắm. Mấy chị đừng có thấy mắt chị, mấy chị đừng có thấy 100.000 mắt. Nhưng mà thật sự là cái áo này nó đúng. Nếu mà đúng của nó là không phải 100.000 đâu. Em nói thiệt có áo này của người ta bán là mà tới 200 mấy một cái áo luôn mấy chị ơi. Đó, rất là xinh luôn. Beo hồng ha. Rồi chị nào lấy áo màu gì chốt giùm em màu đỏ nha, mấy chị thấy cái chiếc nhung mông nhung của nó rất là mịn nha mọi người nha, rất là mịn, nhưng mà cái mình hàng bên trong là mình hàng siêu láng luôn, mặc không có hề không hề thấy nóng đâu nha mấy chị ơi, em nói thiệt đó, mặc rất là thích luôn. Không tin mấy chị mua thử một cái thôi, em không nói láo đâu. Rồi em có một beo hồng này ha, rồi beo vàng đậm nha, rồi beo vàng nhạt nè,
đó, với lại beo màu rêu thôi. Rồi ai lấy chốt nhiều em luôn nha. Rồi có ai lấy gì nữa không ạ? À? Không ai lấy em tắt like nha mấy chị nha. Tắt like nha mọi người ơi. Tắt like nha mấy chiêu hả? Chế nào lấy gì thì chốt giùm em nha. À, chị nào lấy gì thêm thì có gì inbox giùm em nha mọi người. Rồi em sẽ chốt thêm cho mấy chị ha. Giờ em tắt like nha mọi người nha. Chúc mấy chị đẹp ngủ ngon nha.